Thiên Hoàng lão tổ là cõng trốn, mà hắn là ở chính diện tương đối, minh hà cuồn cuộn, u quang diệu thế, âm lôi vô tận cuồn cuộn ở phương xa, tiếng minh kình gào thét to lớn với cửu thiên thập địa, tràng diện. Quá dọa người. Xin lỗi. Hạo vô cực sợ lại trì hoãn nữa, ngay cả hắn đều phải chết. Cái gì? Thiên Hoàng lão tổ từ xa xa chú ý tới khẩu hình của Hạo vô cực, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tốc độ tăng vọt, muốn xông vào mảnh thế giới bát quái kia. Nhưng, âm dương biến thành cánh cửa càn khôn ầm vang mở ra, xông ra khí tức hư không, phun ra thế giới ánh sáng quỷ bí, như là mở ra một đầu thiên lộ phiêu miểu, tiếp dẫn hắn cưỡng ép rời khỏi. Ngay một khắc này, Thiên Hoàng lão tổ vọt tới. Còn thiếu một chút như vậy. Ta không cam tâm, nhân tộc làm sao lại đến mức này. Thiên Hoàng lão tổ bi thương gầm thét, tiếp đó là toàn thân run rẩy, bị minh hà bạo kích, bị nại hà kiều xuyên qua, sinh cùng tử, trong chớp mắt đã tận vào trong tay vạn cổ minh kình. Thôn thiên lão tặc, người chết ở đâu rồi? Bây giờ mới đến. Khương Phàm cuồng dã đánh vỡ nát một tôn thánh hoàng, hai cánh bạo kích, liệt diễm như đao, cuồng kích 300 dặm, chém chết hư không, mấy không võ đang chạy trốn chết bất đắc kỳ tử tại thâm không. Ngươi không đợi ta sao? Đã nói xong chờ ta trở lại tại thiên khải đâu? Ngươi là cái đồ bội bạc. Thôn thiên ma hoàng giết trở lại, lướt qua bên cạnh Khương Phàm, lao thẳng đến võ thần đảo đang chạy trốn nơi xa. Lão tử đã chờ ngươi nửa tháng. Khương Phàm thấy võ thần đảo đang biến mất, bất chấp thánh hoàng gì khác, cũng dương cánh lăng tiêu, cường thế giết qua. Bản hoàng đã đến từ 3 ngày trước. Thôn thiên ma hoàng đạp không phóng tới, ma giới hoàng đồ sôi trào lên ma khí vô biên, giống như là thế giới ma tộc vạn cổ lao nhanh, cuồng dã đánh tới võ thần đảo. 3 ngày trước, mẫu thân nó, người đợi ở phía trên rồi đi ngủ rồi. Khương Phàm vượt qua thôn thiên ma hoàng, bay lên, toàn lực đánh ra liệp thần thương, cuốn lên sát lục cuồng chiều vô tận, yêu dị thâm không, đánh về phía võ thần đảo. Chết tiệt, người nói chuyện tôn trọng một chút cho ta, bản hoàng đang tìm đường xuống. Hơn 3 giờ trước ta không có phóng thích qua thông thiên tháp sao? Ngươi không nhìn thấy sao? Bản hoàng thấy được. Ngươi không xuống, đi chơi à? Ngươi chỉ tiếp tục 10 mấy phút, bản hoàng không cần đi đường sao? Vừa tới, mẫu thân nó, ngươi đã rút lui. Lấy cớ. Hỗn đản. Lão ma đầu ngươi chính là cố ý. Ngươi chết đi. Nếu lão tử chết rồi, xứng đáng với tịch nhan sao? Ngươi tai họa nàng rồi. Lão tử một ma đồ đánh chết ngươi. Hai người giữa lúc cãi lộn, một trước một sau giáng lâm tới võ thần đảo. Ầm ầm, võ thần đảo bị phá thành mảnh nhỏ, phòng ngự toàn diện sụp đổ dưới sự tấn công của ma đồ cùng liệp thần thương. Khương Phàm vỗ cánh lăng tiêu, không gian vỡ nát, cuồng dã đánh vào nội bộ võ thần đảo. Tiết Thiên Sóc, giao tự tại vũ trụ, ra. Tiết Thiên Sóc vừa mới cuốn 2 viên thần nguyên đi, đang muốn quyết tâm nghênh chiến với Khương Phàm, kết quả Khương Phàm đột nhiên thả Nhật Nguyệt tinh thần đại táng ra cưỡng ép hắn kích phát vô hạn vũ trụ. Tiết Thiên Sóc rất mạnh, xác thực rất mạnh, Thánh Hoàng đỉnh phong tuyệt đối là tồn tại giống như cấm kỵ, nhất là thân ở trong pháp trận. Nhưng, hắn vừa mới đạt được tự tại vũ trụ, thật không biết phải vận dụng như thế nào, mà khi Nhật Nguyệt tinh thần đại táng cùng vô hạn vũ trụ chính diện gặp phải, thì mang ý nghĩa đây là đối kháng ở giữa, Vĩnh Hằng Lục Đạo cùng Chư Thiên Lục Táng là hai pháp tắc thế giới cực đoan tranh giành. Kết quả, không chút huyền niệm, tự tại vũ trụ của Tiết Thiên Sóc làm sao có thể thừa nhận được trùng kích ở Nhật Nguyệt tinh thần đại táng của Khương Phàm. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, tinh hà bạo loạn, vạn tinh khó khăn, đại nhật hoành hành, dẫn phát thiên tai hoang nhật, ánh trăng yên lặng, dẫn phát vạn cổ hắc ám. Lúc này thôn thiên ma hoàng theo sát phá tan bình chướng, giết tới nội điện, một tiếng giống im lìm, trọng quyền bạo kích, nắm đấm cường hãn thôn vệ năng lượng như là xé rách cả hòn đảo nhỏ. Khắp nơi đều tại sụp đổ, từ mặt đất đến cung điện, thậm chí là tộc nhân. Ma giới hoàng đồ nhanh chóng áp xúc, kịp thời vờn đến xung quanh cánh tay, ma đồ ù ù chuyển động, 99 cái xương đầu ma hoàng ở bên trong khôi phục, cuồng dã gầm thét, phóng thích ma uy vô biên. Nháy mắt bạo kích, mạnh hơn thần linh đỉnh phong. Tiết Thiên Sóc giật mình trước nguy hiểm, muốn cưỡng ép phản kích, nhưng ý thức đang bị táng diệt kéo lấy, giống như là bị khốn trụ khó mà phản kích lại được. Bành! Răng rắc, chiến khu thần linh đỉnh phong của Tiết Thiên Sóc giống như pho tượng bị chia 5 xẻ 7, huyết nhục toái cốt cuồn cuộn đầy trời, ngay cả linh hồn đều suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Tự tại vũ trụ vốn nên thành tựu hắn, vậy mà lại hại chết hắn. Một vị thần linh đỉnh phong, vậy mà lại rơi vào kết quả bi thảm như vậy,
dưới tình huống cơ hồ không có chỗ chống hoàn thủ, bị tươi sống vỡ nát. Từ hoang cổ đến nay, chỉ sợ đều không có mấy vị. Không chịu nổi một kích, thần thời đại này đều thế nào? Thôn Thiên Ma Hoàng cũng không nghĩ tới có thể đánh vỡ nát Tiết Thiên Sóc thật, lập tức nói năng khinh thường. Ngu xuẩn, là ta kéo hắn lại. Khương Phàm lập tức quét ánh mắt bén nhọn tới các nơi trên hòn đảo, cẩn thận cảm nhận nơi tự tại vũ trụ thuộc về. Tự tại vũ trụ cùng thông thiên trụ thật sự quá phù hợp, đến mức sau khi Tiết Vân Đình chết thảm đã trực tiếp xếp vào Tiết Thiên Sóc. Cái này cũng mang ý nghĩa rất có thể tự tại vũ trụ sẽ xuất hiện lần nữa ở trên thân truyền nhân Tiết gia. Nhưng, Khương Phàm vậy mà đã mất đi cảm giác của vô hạn vũ trụ. Võ thần đảo cũng không có người nào đạt được truyền thừa. Điều này nói rõ thiên phú một ít người của Tiết gia không có đạt được thiên đạo tán thành. Sẽ là ai? Ai có thể đồng thời sinh ra liên hệ cùng Nhật Nguyệt tinh thần? Chẳng lẽ là Tinh Túc thần điện? Nhưng thần tôn cùng cường giả nơi đó đều đã bị giết. Huống chi tinh thần, cùng, Nhật Nguyệt tinh thần, vẫn còn kém chút. Chẳng lẽ cứ bỏ lỡ như vậy rồi? Tự tại vũ trụ tiện nghi cho ai? Khương Phàm đang muốn lắc đầu tiếc nuối thì hắc ám vô hạn đột nhiên hiện lên hư ảnh tinh thần, từ mơ hồ đến rõ ràng, lại đến sáng chói, như là trong bóng đêm của vũ trụ vô biên chậm rãi trải rộng ra, đại tinh lấp lóe, tinh hà lao nhanh, ngay sau đó mặt trời hừng hực từ trong bóng tối xa xôi dâng lên, ánh sáng vô hạn, chiếu thấu vạn cổ, sau đó lại là ánh trăng nhấc lên, từ trong tinh hà sáng chói chậm rãi dâng lên, ánh trăng như nước, gột rửa chúng sinh. Thông thiên tháp mà Khương Phàm trở đi trên lưng lắc lư kịch liệt, không bị khống chế mà tăng vọt quy mô, phong ấn từ tầng dưới chót bắt đầu mở rộng tới tầng cao nhất, tầng tầng giải phong, bảo tháp thông thiên, đường vân mặt ngoài tản mát ra minh mông đạo uy. Thông thiên tháp tái hiện uy lực trụ trời. Giơ cao nâng cửu thiên, thẳng tới vũ trụ hư vô. Chấn áp thập địa, thông suốt hư vô u minh. Tinh hà lao nhanh, quấn quanh trụ trời vạn trượng, nhật nguyệt chìm nổi, rọi khắp trụ trời đạo ngấn. Cảnh đẹp cực hạn của thế gian, rung động đại đạo trung dung. Chẳng lẽ, Khương Phàm kích động đến toàn thân nóng hổi, chẳng lẽ tự tại vũ trụ nhận lấy trụ trời hấp dẫn, muốn cùng hắn tiến hành giao hòa. Tựa như thời điểm trước kia săn giết Diệp Trục Thiên, Nhật Nguyệt tinh thần đại táng bị trụ trời dẫn dắt. Nhưng, hắn chủ tu đại táng bí thuật, mà tự tại vũ trụ cùng Nhật Nguyệt tinh thần đại táng là cực hạn đối lập, làm sao có thể dung hợp cùng hắn. Đây là hy vọng xa vời mà Khương Phàm chưa bao giờ trải qua. Ha ha, vận khí tới. Ngăn không được. Đang lúc Khương Phàm kích động chuẩn bị nghênh đón tự tại vũ trụ cùng Nhật Nguyệt tinh thần đại táng đụng chạm, bên trong tinh hà tại vần quanh thấm vào trụ trời, Nhật Nguyệt đang chìm nổi ở giữa, khắc sâu vào đạo ngấn, sau đó mang theo thiên uy vô tận, rót vào trên thân Đông Hoàng Như Ảnh đang hôn mê bên trong tầng thứ ba. Đông Hoàng Như Ảnh bị thiên uy xâm lấn, bị đại đạo lựa chọn, thân thể mệt mỏi cùng ý thức cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, thăm thẳm mở ra hai con ngươi sáng tỏ. Bên trong ánh mắt là tinh hà lượn lờ, Nhật Nguyệt cùng tồn tại, để kiều nhan đẹp tuyệt nhân gian kia của nàng trở nên thần bí động lòng người. Thể hiện mừng như điên cứng ở trên mặt Khương Phàm. Tự tại vũ trụ chọn Đông Hoàng Như Ảnh. Đây là có liên quan cùng với hư thiên linh văn của nàng. Hay là do trụ trời dẫn dắt, hay là lục đạo muốn bắt đầu giao hòa rồi. Có lẽ, ba cái đều có đi. Ngươi còn đứng đó làm gì? Thôn Thiên Ma Hoàng lạnh lùng lườm Khương Phàm vài lần, làm bộ nắm lên mấy mảnh thịt nát, nuốt vào trong miệng luyện hóa, không để lại dấu vết lặng lẽ thu vào hai viên thần nguyên. Buông xuống, lão tặc ngươi, cho rằng ta mù sao? Khương Phàm ngưng tụ ánh mắt, tiếp cận Thôn Thiên Ma Hoàng. Bản Hoàng giết thần, đương nhiên phải thuộc về Bản Hoàng. Thôn Thiên Ma Hoàng thể hiện hung ác, giơ cao hai viên thần nguyên khoe khoang với Khương Phàm. Có tin ta giết chết ngươi hay không? Ánh mắt Khương Phàm run lên, thần hồn chấn áp bên trong thông thiên tháp liên tiếp bị xiềng xích quấn quanh vung ra đến, thuận tiện khốn trụ thần hồn Tiết Thiên Sóc. Tính cả thần hồn của Bá Thiên Chiến Thần, tổng cộng 11 tôn thần hồn. Thể hiện hung ác trên mặt Thôn Thiên Ma Hoàng rốt cuộc cũng cứng đờ, khó có thể tin được mà nhìn các thần hồn gào thét thê lương, tức giận dãy giụa. Hắn thậm chí lắc lắc đầu, xác nhận có phải hay không mình hoa mắt, sau đó duỗi lên đầu ngón tay tráng kiện, đếm 1, 2, 3, 4. 10 cái. Ngươi chỉ có 10 ngón tay, đếm không tới 11. T, tiểu oa nhi ngươi giết 11 tôn thần. Là chúng ta, ta cùng Như Ảnh. Tâm tình Khương Phàm phức tạp, không biết nên vui mừng hay là lo lắng. Đông Hoàng Như Ảnh bắt đầu dung hợp lục đạo mới,
không chỉ là trụ trời với các loại liên lụy, là thiên đạo không có càng nhiều lựa chọn, càng mang ý nghĩa thiên đạo tán thành đối với nàng, sau này Như Ảnh lại dung hợp lục đạo sẽ tương đối dễ dàng. Tương lai thì sao? Hắn và Đông Hoàng Như Ảnh sẽ xử lý lục đạo cùng lục táng đối kháng như thế nào? Chẳng lẽ chuyện Cửu Thiên Thần Tôn lo lắng sắp xảy ra? Ta giữ lại một viên. Thôn Thiên Ma Hoàng đưa vẻ mặt quái dị, vung tay ném cho Khương Phàm một viên khác thì liền há mồm nuốt vào. Hắn là dùng đan dược và đồ đằng tái tạo cơ thể, còn không phải rất hoàn mỹ, vừa vặn dùng nguyên khí bên trong viên thần nguyên này, hoàn thiện chiến khu mới. Khương Phàm tiếp nhận thần nguyên, hơi do dự, vẫn đưa vào Thông Thiên Tháp, để Đông Hoàng Như Ảnh trực tiếp luyện hóa hấp thu. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, bây giờ chỉ là bắt đầu. Hắn rất cần Như Ảnh phối hợp, nếu như có thể mạnh lên chút, đương nhiên là tốt hơn. Khương Phàm dương cánh, sôi trào lên liệt diễm vô biên, che mất võ thần đảo. Hắn vòng quanh hòn đảo tiếp tục dẫn dắt liệt diễm tăng vọt bay lên không, hóa thành luyện lô nguy nga khổng lồ. Hắn muốn cả hòn đảo nhỏ, cùng với tất cả mọi thứ ở phía trên đều bị dung luyện thành tài nguyên, chữa trị điều dưỡng, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng phối hợp với thân thể bá thiên chiến thần còn đang luyện hóa trong người, tái tạo, bản thân, mới. Muốn tái tạo toàn bộ 8 bộ bản thân trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào, nhưng ít ra hắn cũng muốn ngưng tụ 2-3 cái. Ta đồng ý giúp ngươi 5 lần, đây là lần đầu tiên, nhớ cho kỹ. Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn tình huống Khương Phàm hỏa luyện võ thần đảo, rung động khi thấy ra hỏa này thật hung ác. Không hổ là Chu Tước Linh Văn, lệ khí quá nặng, sát ý quá thịnh. Nhàn rỗi không chuyện gì thì đi tìm khắp nơi, ta có một huynh đệ rơi vào U Minh địa ngục. Thời điểm Khương Phàm vừa mới săn giết Thánh Hoàng đã nghe nói Dương Biện đột nhiên mở ra cánh cửa địa ngục, kéo Kim Vô Song vào U Minh địa ngục. Ta rất nhàn. Thôn Thiên Ma Hoàng đang muốn nhìn bốn chỗ, nghe vậy lập tức xếp bằng ở bên trên ma đồ, bắt đầu luyện hóa thần nguyên. Khương Phàm triệt để luyện hóa bá thiên chiến thần võ thần điện, tinh khí thần các mặt rốt cuộc cũng trở lại đỉnh phong, đồng thời thành công ngưng tụ ra một bộ, bản thân, mới. Dù sao một bộ bản thân đại biểu cho gấp đôi thực lực, muốn ngưng tụ cần huyết khí năng lượng quá kinh khủng. Bởi vì liên tiếp nuốt luyện, cảnh giới lần nữa tăng lên, đầu lâu bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, mặc dù còn không đến mức hoàn toàn quy hư, nhưng khoảng cách không xa. 50% trước đó chỉ là tiếp dẫn đế khí trong nháy mắt bạo tăng. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Nhanh đi chặn đánh Hắc Ma Đại Lục đi. Đánh trận mà, lão ca ca, ngươi đi chơi sao? Khương Phàm tăng vọt chiến ý, mặc dù để đế tử và mấy tên kia chạy trốn, nhưng trở kích chiến cũng coi như đại hoạch toàn thắng. Không thấy được ta đang khôi phục sao? Thôn Thiên Ma Hoàng rất bất mãn thái độ Khương Phàm. Đương nhiên, hắn cũng không có thái độ gì tốt đối với hỗn đản này. Hắc Ma đế tộc rất có thể đang lên phía Bắc. Người phụ trách ngăn chặn bọn hắn. Không cần ngươi liều mạng, chỉ cần hấp dẫn lực chú ý là được rồi. Khương Phàm không hy vọng xa vời Thôn Thiên Ma Hoàng thật đối kháng cùng một đại lục ma tộc, nhưng mượn ma giới hoàng đồ, hẳn có thể kích thích đến ma tộc trong thời gian ngắn liều chết tiếp cận hắn, không đến mức xuất hiện ở chiến trường khác. Ngươi không cùng ta đi qua đại sát một trận, nơi đó hẳn là không mấy ma hoàng. Thôn Thiên Ma Hoàng còn đang cô đọng thần nguyên, cải thiện ma khu mới lấy. Không có thời gian, ngươi chặn đánh Hắc Ma tộc, ta nghênh đón Bạch Hổ đế tộc. Chỉ mình ngươi, ta cùng Như Ảnh, ta cần phải hảo hảo nhắc nhở ngươi, Bạch Hổ đều là đế mạch, so với thần mạch ngươi vừa mới giết thì mạnh hơn rất nhiều. Không phải ta xem nhân tộc bình thường, thần nhân tộc cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ma tộc yêu tộc. Ngươi có thể săn giết 3 tôn nhân thần, chưa hẳn có thể chống đỡ được 2 tôn Bạch Hổ. Ngươi có thể chống đỡ được 5 tôn nhân thần. Chưa hẳn có thể tiếp nhận 3 tôn Bạch Hổ. Hắc Ma Hoàng cảnh cáo Khương Phàm, yêu thú cường hãn không thể nghi ngờ, huống chi là đế mạch Bạch Hổ. Ngươi dây dưa ma tộc của ngươi, ta ứng phó Bạch Hổ của ta. Đây là chiến tranh, không phải luận võ, chỉ có tiến lên, không có lùi bước. Vậy ngươi đi đi, ta sẽ chờ rồi xuôi nam. Để Đông Hoàng Trấn Nguyên tiền bối nhìn xung quanh, kịp thời truy tung tung tích Hắc Ma đế tộc, đừng chờ bọn hắn đến, ngươi còn đang ngủ. Hắn, chết rồi. Cái gì? Hắn hy sinh mình, tiễn ta về nhà. Khuôn mặt dữ tợn của Thôn Thiên Ma Hoàng kia xuất hiện mấy phần nghiêm túc khó có được. Khương Phàm chăm chú nhìn Thôn Thiên Ma Hoàng, cảm xúc cuồn cuộn, bờ môi nhúc nhích, nửa ngày sau mới nói. Linh hồn đâu? Thiêu đốt.
nếu như Dương Biện huynh đệ của ta trở về, bảo hắn xuôi nam. Khương Phàm không có nói nhiều, xô trào lên liệt diễm, nhanh chóng xông ra hư vô chiến trường. Lại từ Triệu ra mảnh vỡ thân thể tàn phế của Tiết Thiên Sóc cùng với Thánh Hoàng vừa mới săn giết trong Thông Thiên Tháp, lấy thân thể là luyện lô, trên đường tiếp tục luyện hóa hấp thu, tranh thủ vòng tiếp theo trước khi đại chiến tiếp tục tăng thực lực lên, cũng ngưng ra 4-5 cỗ, bản thân, mới. Lúc này Hắc Ma Đế tộc đang thống ngự quân đội ma tộc hoành hành tại đại địa Tây Bộ, đang cuồng dã tiến lên khu vực giao tiếp giữa Tây Bắc cùng Trung Vực. Nhưng trước đó bọn hắn cố ý thả chậm tốc độ, bây giờ cách bạo tạc đầu nguồn vô cùng xa. Vì vượt qua nơi đối chiến đó, đội ngũ dần dần bắt đầu phân liệt thành hai bộ phận. Thần cấp ma hoàng cùng thánh vương thánh hoàng liên tiếp tách ra đội ngũ thánh linh trở xuống thì càng theo không kịp. Hắc ma hoàng, tân tấn hắc ma hoàng hoàng nê đài tạo nên, kình thiên ma hoàng, hình thiên ma hoàng, vu ma hoàng, năm tôn ma hoàng xông lên phía trước nhất, hận không thể không nhìn mấy chục vạn dặm sơn hà phía trước, trực tiếp giết qua. Tốc độ bạch hổ đế tộc thì hơi nhanh, bạch hổ, thao thiết, đào ngột, cùng kỳ các loại hung thú mãnh cầm thành đàn bộc phát sát khí sôi trào như đại dương, phóng tới phương hướng Tây Bắc bạo tạc chỗ đầu nguồn. Thiếu hoàng vọt tới phía trước nhất, phong ấn 500 năm triệt để tháo bỏ, cảnh giới tăng vọt đến đỉnh phong cực hạn, mà răng nanh cùng móng vuốt kinh khủng nhất cũng bắt đầu hư vô hóa. Truyền thừa chúng sinh đại táng hoàn mỹ phù hợp cùng bạch hổ huyết mạch, cũng được hắn diễn dịch đến trình độ đăng phong tạo cực. Ví dụ như, trong thân thể hắn ngưng tụ ra sát lục thâm uyên. Bên trong chìm nổi số lượng lớn sát lục niệm châu. Sau khi bạch hổ trưởng thành đến cảnh giới bán thánh, trong thân thể sẽ ngưng tụ ra tràng hạt tượng trưng cho giết chóc, là sát khí kinh khủng nhất bạch hổ yêu tộc. Cảnh giới thánh linh có thể ngưng tụ 3 viên, đến cảnh giới thánh vương có thể ngưng tụ 6 viên, đến cảnh giới thánh hoàng có thể ngưng tụ ra 9 viên, đến thánh hoàng đại viên mãn thì có thể đạt tới 10 viên. Cảnh giới thần linh thì có thể ngưng tụ 10 viên trở lên. Ví dụ như Côn Lôn bạch hổ yêu thần chiến tử, trong thân thể ngưng tụ ra 18 viên. Thiếu hoàng tuyệt đối là siêu cấp dị loại, bên trong kéo dài phong ấn cùng giết chóc, chàng hạt thành hình một viên tiếp lấy một viên, cuối cùng đạt đến 30 viên. Sau khi lấy được chúng sinh đại táng, trong thân thể không thể tưởng tượng nổi tạo thành sát lục thâm uyên cùng loại với hư vô. Côn Lôn yêu thần chiến tử thoát khỏi sát lục niệm châu cũng bị hắn thành công nuốt vào. Bây giờ ở trong thân thể bạch hổ thiếu hoàng chìm nổi lấy 40 viên sát lục niệm châu, là gấp 2-3 lần thần cấp bạch hổ khác. Tốc độ thiếu hoàng càng lúc càng nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Tây Bắc. Hắn chờ mong bí thuật đại táng của Khương Phàm rất lâu, tuyệt đối không thể để vĩnh dạ cướp đi. Lão yêu thần cùng hai vị tân thần theo sát ở phía sau, liên tục gào thét, sát ý như thủy triều. Nhưng, lúc bắt đầu chiến huyết sôi trào, càng chạy về phía trước thì càng kỳ quái. Trước đó có thể rõ ràng cảm nhận được thanh thế đất đai sụp đổ mãnh liệt, suy đoán đầu nguồn hẳn không quá xa, mấy vạn dặm không sai biệt lắm, nhưng chạy trước, âm thanh vậy mà biến mất, lại không có xuất hiện. Bọn hắn đến bây giờ đều chạy 2 ngày 2 đêm, cũng không có lại nhìn thấy chiến trường nào cả. Lúc đó rốt cuộc xảy ra chiến đấu, hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Bọn hắn đột nhiên hoài nghi có phải nhân tộc cố ý náo ra thanh thế, kích thích bọn chúng bạch hổ đế tộc mang theo hung thú chiều thay đổi tuyến đường, sau đó nhân tộc liên quân mình vây bắt thượng thương cổ thành hay không? Có khả năng. Vô cùng có khả năng. Nhân tộc xảo trá, chuyện gì đều làm được. Dừng lại. Thiếu hoàng đột nhiên gào thét, đạp vào vách núi cứng cáp hùng kỳ phía trước, ngóng nhìn phương hướng Tây Bắc. Sát lục thâm uyên trong cơ thể sao động, 48 viên sát lục niệm châu như nhấc lên giống như ác thú, toàn thân tràn ngập ra khí tức sát phạt thảm liệt. Phát hiện cái gì rồi? Lão yêu thần theo tới, hai con người tinh hồng, bên trong huyết quang như sấm, răng nanh sâm sâm như có thể cắn vỡ vụn thần binh lợi khí. Bạch hổ đế tộc, thao thiết các loại yêu tộc nhao nhao dừng lại, tản mát trong khu rừng rậm rạp, nhiều loại hung thú cả thế gian hiếm thấy tụ tập tán phát khí tức ngược sát như là mây đen cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Giống như đến rồi. Thiếu hoàng không chỉ có sát lục thâm uyên sao động, còn cảm nhận được xúc động quen thuộc, trong ý thức hiện ra thiên địa sụp đổ, hình ảnh vết thương sơn hà to lớn. Cái này cùng loại với tình huống hắn trước đó gặp được thần ma đại táng, luân hồi đại táng. Khác biệt chính là hình ảnh trong ý thức lấp lóe không yên, giống như khoảng cách vô cùng xa xôi, lại như là phiêu miểu mông lung, bị năng lượng nào đó ảnh hưởng đến. Vẫn còn rất xa. Lão yêu thần run run chiến khu, khí tức sát phạt ngập trời. Khí tức sát phạt như khói lửa cuồn cuộn,
Bạch hổ cùng đám hung thú đứng khắp nơi giữa dãy núi nhao nhao lộ ra răng nanh, kéo căng chiến khu. Rất xa, không đúng, là hư không. Đôi mắt thiếu hoàng ngưng tụ, sát lục cuồng chiều nháy mắt nổ tung, tuôn ra thiên địa, tàn phá bừa bãi dãy núi, lão yêu thần đều vô tình tung bay ra ngoài. Không chần chờ chút nào, thiếu hoàng trực tiếp đạp tan vách núi, bay thẳng lên trời, hư vô răng nanh cùng hư vô móng vuốt đều khuếch tán ra vết nứt dữ tợn, quét sạch toàn thân, nhìn phá thành mảnh nhỏ, nhưng uy lực giết ngược tăng vọt đến cực hạn. Cùng một thời gian, không gian phương xa sụp đổ, Khương Phàm hóa thân thành chu tước cực lực áp chế truyền thừa trở đông hoàng như ảnh giáng lâm, không gian cuồn cuộn, thiên địa nhường đường, Khương Phàm hiển hiện trong chốc lát, đột ngột biến mất, sau một khắc, giáng lâm đến trước mặt Bạch Hổ thiếu hoàng. Bành! Liệt diễm sôi trào, sát khí cuồn cuộn. Khương Phàm cùng Bạch Hổ thiếu hoàng cuồng dã đụng vào nhau. Móng vuốt đối kháng móng vuốt, hư vô đối kháng hư vô. Hủy diệt đối kháng giết chóc. Bán đế. Khương Phàm cùng Bạch Hổ thiếu hoàng chính diện đối chọi đều đoán được thực lực lẫn nhau. Kinh nghi chỉ ở trong chốc lát. Khương Phàm cùng thiếu hoàng đồng thời bộc phát, liệt diễm sôi trào, giết chóc lao nhanh. Nương theo oanh động kinh thiên động địa, song song tháo chạy. Khương Phàm bay lên cao cường thế ổn định, hai cánh chấn kích, lăng thiên thuật bộc phát, sát uy cuồn cuộn. Hiện ra chu tước phục thiên thuật. Vô tận trong liệt diễm như diễn biến vạn cầm thế giới, bên trong thiên hoàng lạc linh, kim bằng thần phục, vạn cầm cúi đầu, chỉ có chu tước cao ngạo ở giữa thiên địa phát ra tiếng gáy to, quan sát vạn cầm, bế nghễ cổ kim. Bành bành bành, móng vuốt Bạch Hổ thiếu hoàng bạo kích, không gian vỡ vụn, cưỡng ép ổn định thân hình tháo chạy cũng không chần chờ chút nào, mãnh liệt xoay chuyển, khí tức sát phạt ngập trời, móng vuốt hư vô nhấc lên cương khí giết chóc. Cuồng kích chu tước phục thiên thuật. Oanh, rầm rầm rầm. Chu tước dương cánh, Bạch Hổ dương chảo. Hai đại siêu cấp yêu thú tượng trưng cho chí tôn yêu tộc đỉnh cấp khởi xướng điên cuồng va chạm từ dã man đến cực hạn trong vô tận hoang dã. Phần thiên thần hoàng. Bạch Hổ đế tộc cùng bầy hung thú đều bị chiến đấu chiều dâng đột nhiên bộc phát lật tung, nhưng tính tình chúng nó hung tàn, rất nhanh ổn định trong lúc hỗn loạn, tìm kiếm vạn thế cường giả khác ở khắp nơi. Nếu Khương Phàm tới, không võ dưới trướng hắn hẳn là tùy hành. Còn có số lượng lớn thánh hoàng, thậm chí thiên hậu các loại thần linh. Bọn chúng không có nghĩ lung tung Khương Phàm làm sao lại giết tới, đều sôi trào lên chiến ý, chuẩn bị chém giết. Nhưng, Khương Phàm cùng Bạch Hổ thiếu hoàng nơi đó giết hừng hực khí thế, nhưng thủy chung không nhìn thấy những cường giả khác giáng lâm. Là ẩn nấp, bất cứ lúc nào đánh lén. Hay chỉ có mình Khương Phàm. Giống. Lão yêu thần đột nhiên phát ra tiếng gào thét, thanh chiều cuồn cuộn lôi đình giống như dòng lũ tàn phá bừa bãi thiên địa. Hống hống hống. Bạch hổ, bầy hung thú, tập thể gào thét. Mênh mông thiên địa lắc lư kịch liệt, phá thành mảnh nhỏ. Ánh mắt bọn chúng hung tàn xuyên thấu qua hắc ám vỡ vụn tuần sát hư không, tìm kiếm vết tích không võ. Nhưng, không có. Đã không có nhìn thấy không võ, cũng không có thấy những cường giả khác. Thật chỉ có mình Khương Phàm. Chẳng lẽ, đại chiến nhân tộc nơi xa kết thúc, Khương Phàm một mình giết ra khỏi trùng vây. Vây khốn hắn. Lão yêu thần mãnh liệt đong đưa chiến khu, lộ ra răng nanh tùm, căm tức nhìn Khương Phàm xa xa. Hai tôn Bạch Hổ tân thần đều đã từng là lão tộc trưởng và đại thống lĩnh, uy tín cực cao, thực lực cực mạnh, càng có kinh nghiệm thống ngự, mang theo Bạch Hổ đế tộc cùng thú chiều nhanh chóng tản ra, hình thành vòng vây mênh mông hơn 500 dặm. Hung thú sở dĩ xưng là hung thú vì bọn chúng hung hãn không sợ chết. Bạch hổ đế tộc sở dĩ uy hiếp thiên khải, chính là ở chỗ nơi này. Khi thú triều phân tán, khi vòng vây thành hình, sát khí cùng sát khí giống như đại dương bao phủ 500 dặm chiến trường. Oanh! Khương Phàm chém giết kịch liệt, liệt diễm tràn ngập đất trời, hóa thành quang vũ dày đặc bạo kích bạch hổ. Bạch hổ điên cuồng gào thét bầu trời, sát ý cuồn cuộn như hàng vạn tia lôi đình nghịch thiên xung kích. Sâu trong sát ý cùng liệt diễm, Khương Phàm và Bạch Hổ liên tiếp giết tới cùng một chỗ. Khương Phàm sợ hãi thán phục thực lực của Bạch Hổ trước mặt cùng phương thức chiến đấu. Thiếu hoàng càng ngoài ý muốn thực lực và sẽ điên cuồng của Khương Phàm. Giết! Khương Phàm dương cánh, thôi động liệp thần thương đuổi giết Bạch Hổ. Liệp thần thương cực lực xoay tròn, không gian vỡ vụn, nhấc lên phong bạo sát lục, mặt ngoài linh hồn thần ma đẫm máu thành hình, gào thét thiên địa. Bạch hổ không lo không sợ, 48 viên tràng hạt bên trong sát lục thâm uyên toàn bộ bạo khởi, giống như 48 viên sát lục tinh hoàn, càng giống như 48 tôn hắc ám sát thần,
kịch liệt xoay tròn, ngạnh kháng Liệp Thần Thương. Khương Phàm gáy to, toàn lực thôi động. Bạch Hổ gầm thét, cuồng dã bước lên, kịch liệt đối kháng nhấc lên vô biên vô tận phong bạo, đại địa tách rời, vết nứt lan tràn như vực sâu, núi lớn sụp đổ vỡ thành vô số đất cát, cổ thụ vạn năm đột ngột nhảy lên, biến thành bụi trong cuồng chiều, ngay cả lão yêu thần xung quanh đều liên tiếp lui về phía sau. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng như thiên địa sụp đổ. Khương Phàm cùng Bạch Hổ, Liệp Thần Thương cùng Sát Lục Niệm Châu nhao nhao tháo chạy. Từ mấy chục dặm đến hơn 100 dặm, thậm chí 200 dặm. Khoảng cách trong nháy mắt kéo ra. Phần Thiên Thần Hoàng, người đi không được. Lão yêu thần giết tới, lại khởi động 20 viên Sát Lục Niệm Châu, chàng hạt trắng noãn như ngọc nhưng khí tức sát lục như liệt diễm thiêu đốt, cách rất xa đã có thể ăn mòn ý thức, để cho người ta lâm vào trong hỗn loạn, một khi bị đánh trúng, Sát Lục Niệm Châu phóng thích sát lục cuồng chiều, từ trong cơ thể tàn phá linh hồn, chết bất đắc kỳ tử. Muốn chết. Khương Phàm cưỡng ép ổn định, hạ đạt sát lệnh, Đông Hoàng như ảnh diễn biến đạo ngấn, chỉ Bạch Hổ yêu thần phía xa. Sau một khắc, thân thể Khương Phàm bỗng nhiên biến mất, giống như là đạo lưu quang xuyên qua 20 viên sát lục niệm châu bao vây tiêu diệt xuất hiện ở trước mặt lão yêu thần. Bạch Hổ yêu thần kinh hồn, nhưng không có hỗn loạn hay lùi bước, há miệng gào thét, giơ lên móng vuốt đột nhiên đánh ra. Nhưng tốc độ Khương Phàm vẫn quá nhanh, trước khi móng vuốt hắn trúng mục tiêu, Bác Thiên Thuật cuồng dã bạo kích trên đầu của hắn. Đầu lâu Bạch Hổ cứng cỏi nhưng cũng gánh không được móng vuốt hư vô hủy diệt trùng kích, chia năm xẻ bảy tại chỗ, giống như linh quả nổ nát vụn. Nhưng, loại yêu vật như Bạch Hổ quả thực hung tàn, mà còn là hung tàn đến cực hạn. Đầu vỡ nát vậy mà cũng không lui lại nửa bước, bị trọng thương vậy mà không có e ngại mảy may, nương theo cái đầu bạo liệt, một tay cốt mâu từ bên trong xương sống lao ra, đối diện đánh xuyên lồng ngực Khương Phàm. Lực xuyên qua to lớn mang theo Khương Phàm ngửa mặt tháo chạy. Cốt mâu là siêu cấp sát khí thai nghén bên trong xương cột sống cùng loại với chí tôn cốt của tổ kỳ lân, không thể phá vỡ, sinh cơ vô biên, giống như một tôn Bạch Hổ sống sờ sờ. Cốt mâu xuyên qua Khương Phàm, nhưng không có hoàn toàn đánh ra, mà ở lại bên trong kịch liệt xoay tròn, điên cuồng cướp đoạt lấy sinh cơ. Khương Phàm đang nhanh chóng gầy gò mắt trần có thể thấy. Sinh cơ biến mất, nương theo nồng đậm suy yếu. Cuồng vọng, lẻ loi một mình dám đến khiêu chiến Bạch Hổ đế tộc. Yêu thần không đầu triệu hoán 20 viên chàng hạt, đạp tan không gian, đuổi giết Khương Phàm. Đông Hoàng như ảnh ẩn nấp trên lưng Khương Phàm cũng bị Bạch Hổ yêu tộc tàn bạo dọa cả kinh. Phương thức chiến đấu này quá hung tàn, huyết tính hoàn toàn khác biệt với nhân tộc. Hoàn toàn không nhìn đau đớn, không nhìn khó khăn, chính là thẳng tiến không lùi giết giết giết. Rút lui. Khương Phàm dương cánh bay lên không. Ngươi trốn không thoát. Yêu thần không đầu cách không thao túng cốt mâu, điên cuồng cắn nuốt sinh cơ Khương Phàm. Thiếu hoàng, hai tôn yêu thần, số lượng lớn thánh hoàng đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết tới, muốn ở trên không chặn đánh Khương Phàm. Chỉ cần Khương Phàm bị kiềm chế, cốt mâu có thể tiếp tục thôn vệ sinh cơ, cho đến khi tươi sống hút khô, hoặc bị bọn chúng xé sống. Nhưng, ông, không gian nhấc lên, Khương Phàm nổ bắn ra bầu trời nháy mắt biến mất. Không còn bóng dáng. Bạch Hổ, Đào Một đều nhanh chóng gào thét bầu trời, sóng âm cuồn cuộn, như hàng vạn tia lôi đình, không gian muốn vỡ vụn ngăn chặn Khương Phàm tiếp xuống đánh lén. Chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh. Yêu thần không đầu cẩn thận cảm giác cốt mâu, đó là sát khí trong thân thể của hắn thai nghén ra, cơ hồ là một thể tồn tại, mặc kệ chạy đến nơi đó, đều có thể xác định phương vị. Chẳng lẽ là, Đại Táng? Thiếu Hoàng đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ Phần Thiên Thần Hoàng muốn vận dụng bí thuật đại táng, trực tiếp mai táng thiên địa? Nhưng, Khương Phàm từ tập kích đến bây giờ, rõ ràng áp chế đại táng, để tránh bị nó dự phán cùng khóa chặt, bây giờ sau khi biến mất vẫn không có dấu hiệu kích phát, trong ý thức tai nạn hình ảnh ngược lại. Càng ngày càng mơ hồ. Mơ hồ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã đi xa? Hắn giống như, chạy. Yêu thần không đầu rốt cuộc cũng xác định vị trí cốt mâu, rất yếu ớt. Giống như bị cái gì cô lập, đang nhanh chóng đi xa. Đám hung thú đằng đằng sát khí đều hai mặt nhìn nhau, đầy ngập cuồng nhiệt cùng sát phạt không chỗ phát tiết, chèn khắp cả ngực rất khó chịu. Chạy! Đánh tới đánh lui rồi! Chạy! Vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Phần Thiên Thần Hoàng không phải cuồng nhiệt hiếu chiến, không sợ hãi sao? Vừa mới đánh khí thế ngất trời, trong lúc bất chợt quay đầu liền chạy. Thiếu Hoàng lần nữa cảnh giác, chẳng lẽ muốn dụ địch xâm nhập? Khương Phàm cố ý tới khiêu khích,
kích thích bọn hắn đuổi theo. Có khả năng. Khương Phàm thân kinh bách chiến, các loại chiến pháp hạ bút thành văn. Ngừng. Yêu thần không đầu cảm giác cốt mâu ngừng di động, nhưng khoảng cách giống như vô cùng xa xôi. Mấy ngàn dặm, hay, mấy vạn dặm. Lăng thiên thuật của phần thiên thần hoàng đã đạt tới loại trình độ này sao? Hay nói trên người hắn cất giấu cường giả không gian? Cũng không nên nhanh như vậy chứ? Không đúng. Yêu thần không đầu đột nhiên bừng tỉnh, ngao một tiếng hét giận dữ, đạp nát không gian, thẳng đến hướng đông nam. Tên hỗn đản kia đang luyện hóa cốt mâu của ta. Cái gì? Thiếu hoàng hơi sửng sốt một chút, vậy thì thật sự là Khương Phàm. Cái này hơi có vẻ giống như đấu pháp vô lại, không giống như thần hoàng trong truyền thuyết nha. Đuổi theo. Thiếu hoàng hét giận dữ, theo sát lão tổ đuổi giết về phương xa. Nhưng Khương Phàm chạy quá xa, liên tiếp vượt qua không gian, thẳng tới bên ngoài hai vạn dặm. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn như cơn lốc mãnh liệt nhấc lên, hóa thành tuyệt thế luyện lô, Khương Phàm điên cuồng luyện hóa cốt mâu trong thân thể. Nàng biết tôn bạch hổ kia sao? Khương Phàm thật không nghĩ tới bên trong bạch hổ đế tộc lại có bạch hổ sơ khuy gần đến bán đế. Không biết. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu. Bên trong yêu tộc chạm đến bán đế hẳn là Huyền Vũ Thái Tổ, tựa như Thiên Quân Đại Thần Tôn là người đầu tiên phía dưới đế quân, Huyền Vũ Thái Tổ danh xưng yêu đầu tiên phía dưới đế quân. Những người khác, thật chưa nghe nói qua. Nó hẳn là chúng sinh đại táng. Thời điểm Khương Phàm vừa mới bắt đầu khởi xướng bôn tập là chuẩn bị ngưng tụ chúng sinh tạo hóa bắn trước giết một tên, nhưng ở trong hư không ngoài ý muốn nhận ra ý thức hỗn loạn, loại tràng diện kia rất có thể là chúng sinh đại táng. Chính là phần phát giác kia để hắn quả quyết thu hồi không có thả ra chúng sinh tạo hóa. Chúng sinh tạo hóa cùng chúng sinh đại táng là truyền thừa đối lập cực đoan, một khi hắn toàn diện kích phát, bạch hổ cách ngàn dặm vạn dặm có thể tinh chuẩn khóa chặt hắn, cũng tất chịu xúc động, sau đó thôn phệ chúng sinh, khởi xướng bạo kích. Như thế sẽ mất đi hiệu quả tập kích. Cho nên hắn cưỡng ép áp chế tất cả truyền thừa, cải thành chính diện tập kích, không nghĩ tới chính vậy mà gặp phải một tôn bạch hổ sơ khuy bán đế. Chúng sinh đại táng hẳn có thể táng diệt toàn bộ sinh linh xung quanh, thu hoạch năng lượng kinh khủng. Sinh linh xung quanh càng mạnh, thực lực của hắn khẳng định càng mạnh, tuyệt đối không thể để hắn đi chiến trường Chu Thiên Thần Điện, chúng ta ở chỗ này ngăn lại. Đông Hoàng Như Ảnh mặc dù không thể khống chế, tự tại vũ trụ, nhưng thân thể cùng tinh thần đã được thần nguyên tẩm bổ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hoàn toàn có thể phụ trợ Khương Phàm nghênh đón Bạch Hổ. Trước cùng bọn hắn hỗn chiến, săn giết hai tôn tân thần, xử tử vài thánh hoàng, sau đó lại liều truyền thừa. Khương Phàm nhắc nhở Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù sớm muộn gì đều sẽ dùng truyền thừa, nhưng cũng không phải bắt đầu, tốt nhất là trước xử lý sạch bộ phận Bạch Hổ. Răng rắc, ken két. Cốt mâu đang nhanh chóng tan rã bên trong luyện lô, phóng xuất ra minh mông sinh cơ cùng cốt khí, biến thành năng lượng tẩm bổ Khương Phàm. Giống. Phía chân trời xa xôi truyền đến tiếng gầm thét bi phẫn của lão yêu thần. Phối hợp ta, phát huy tốc độ đến cực hạn. Khương Phàm đạt được khí tức cốt mâu, thực lực lần nữa tăng lên, bộ vị đầu lâu bắt đầu hư hóa lần nữa sâu sắc, mông lung mơ hồ. Chàng một mực chiến. Đông Hoàng Như Ảnh tụ tinh định thần, đề phòng cao độ. Vừa mới nãy mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng đã có thể rõ ràng cảm nhận được bạch hổ khác biệt với nhân tộc thần tôn. Mà, những thần tôn nhân tộc kia đều bị thế giới hỗn độn nổ qua, còn đám hung thú này vừa ở trạng thái toàn thịnh vừa hung tàn. Phần thiên thần hoàng, trả cốt mâu cho ta. Linh hồn yêu thần không đầu phát ra gào thét, đạp tan bầu trời, đuổi giết Khương Phàm mà tới. Cốt mâu là sát khí của bạch hổ yêu tộc, càng tương đương với nửa cái mạng. Tên hỗn đản kia vậy mà mang đi luyện sống. Phần thiên thần hoàng, muốn chiến liền chiến, đừng có chạy trốn. Lưu tôn nghiêm cho nhân tộc, lưu tôn nghiêm cho Chu Tước. Thiếu hoàng theo sát phía sau, khí tức sát phạt ngập trời. Hai tôn tân thần theo sát phía sau, sau đó chính là số lượng lớn đám hung thú thánh vương cùng thánh hoàng. Bạch hổ đại lục không nhiều thần, nhưng thánh vương thánh hoàng nhiều lắm, lại đều là hung thú cuồng bạo, hung hãn không sợ chết. Căn bản không biết e ngại là cái gì, thậm chí bất cứ lúc nào chuẩn bị là tế hiến cho đế tộc. Như Ảnh, bắt đầu. Khương Phàm lạnh lùng nói một tiếng, vô cánh bạo khởi, trong tâm hải huyết khí ngập trời, bốn tôn bản thân liên tiếp thức tỉnh, nhấc lên sinh cơ bành trướng giống như đại dương, trùng kích toàn thân. Đầu tiên là đầu lâu, sau lại là hai cánh, sau đó là song chảo, toàn bộ hư hóa, giống như là như lỗ đen, bên trong khuấy động hủy diệt pháp tắc kinh khủng.
hai cánh Khương Phàm hư vô cuồng kích bầu trời, xé rách không gian, đuổi giết Bạch Hổ. Coi chừng có không võ. Thiếu Hoàng có kinh nghiệm phong phú, rõ ràng đánh giá bên cạnh Khương Phàm khẳng định có võ giả không gian bồi bạn. Trong lúc gào thét, tốc độ tăng vọt song hành cùng Lão Yêu Hoàng. Hai tôn tân thần ở phía sau tụ hợp, kích phát ra sát lục niệm châu, như ngôi sao vần quanh ở hai bên, móng vuốt tùm, không thể phá vỡ, răng nanh lạnh lẽo như có thể xé rách vạn vật. Phía sau Bạch Hổ, Thao Thiết, Đào Ngột, cùng kỳ các loại hung thú nhao nhao gào thét, phổ biên sát khí giống như mây mù cùng biển động xô trào, che khuất bầu trời. Chỉ là cỗ thanh thế kia cũng đủ để cho vô số cường giả bị dọa nứt cả tim gan. Khương Phàm hoành hành thiên địa, nhanh chóng tới gần Thiếu Hoàng cùng Lão Yêu Thần. Hai con người Thiếu Hoàng màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm quỹ tích Khương Phàm hành động. Nếu như không có đoán sai, Khương Phàm hẳn sẽ tránh né sau đó tấn công điểm yếu. Không sai, khẳng định là như thế, bởi vì gia hỏa này hơi có vẻ vô lại so với suy nghĩ của mình. Ầm ầm, liệt diễm che trời, sát khí như biển, hai cỗ chiều dâng nhanh chóng rút ngắn. Tại thời điểm khoảng cách ngắn hơn 10 dặm, Thiếu Hoàng mẫn cảm đã nhận ra Khương Phàm xuất hiện có dấu vết sát ngấn. Cái này nhất định là chuẩn bị vượt qua không gian. Cái này nhất định là chuẩn bị tập kích. Dự phán không sai, mục tiêu của hắn là tân thần. Cho nên, giống, Thiếu Hoàng đột nhiên dừng lại, vận sức chờ phát động, 48 viên tràng hạt bạo thể mà ra, từ bạch ngọc biến thành màu đỏ như máu, bên trong như có năng lượng chúng sinh đại táng đang sôi trào, cuồng kích bốn phương tám hướng. Mục tiêu Khương Phàm đúng là hai tôn tân thần phía sau, nhất là Bạch Hổ khống chế Hoàng Nê Đài. Tại thời điểm hắn ra vẻ chém giết, Đông Hoàng như ảnh tinh chuẩn phối hợp, vung tay vạch ra đạo ngấn không gian, hình thành đường cong vượt qua, vòng qua phía trước hai tôn yêu thần, thẳng đến tân thần xa xa. Tập kích, hẳn là trong nháy mắt mà tới. Nhưng, Khương Phàm chỉ coi trọng Bạch Hổ hung tàn, đánh giá thấp sự khôn khéo. Mà Thiếu Hoàng thì tinh chuẩn dự đoán trước hành động của Khương Phàm, lại phát ra bạo kích thảm liệt. Ầm ầm, sát lục niệm châu cuồng kích thiên địa, số lượng quá nhiều, không khác biệt bạo kích tự nhiên bao quát tất cả phương vị. Phốc, phốc, một viên tràng hạt đánh vào đạo ngấn, đối diện xuyên qua lồng ngực Khương Phàm, từ phía sau lưng xông ra, cũng xuyên qua Đông Hoàng như ảnh trên lưng hắn. A, à, Đông Hoàng như ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện đánh bay ra ngoài, lồng ngực xuất hiện cái dấu giống như lỗ đen. Dáng người mảnh khảnh cơ hồ bị chặn ngang vỡ vụn, nội tạng chảy ngang, toái cốt tùm. Như ảnh, sắc mặt Khương Phàm đột nhiên biến đổi, nhưng đạo ngấn không gian còn đang kéo dài, hắn bị cưỡng ép xé rách đuổi giết hai tôn tân thần ngoài trăm dặm. Giống, Thiếu Hoàng hét lớn, chiến khu hùng vĩ mãnh liệt xoay chuyển, đuổi giết Đông Hoàng như ảnh đang tháo chạy. Nữ tử, thần linh, trách sao, Thiếu Hoàng cuồng dã lao nhanh. Khí tức sát lục sôi trào giống như liệt diễm thiêu đốt không gian, 48 đạo sát lục niệm châu kịch liệt hoành hành. Giống, yêu thần không đầu tùy theo lao vào, sôi trào khí tức sát phạt nhào về phía Đông Hoàng như ảnh đã trọng thương. Sắc mặt Đông Hoàng như ảnh tái nhợt, không lo được thi triển lục đạo, trước tiên lấy máu tế thiên, ở xung quanh bỗng nhiên diễn biến ra lỗ đen không gian, cưỡng ép thôn phệ. Nhưng, hống hống hống, Thiếu Hoàng, yêu thần cùng lúc gào thét thâm không. Mênh mông trăm dặm, thậm chí ngàn dặm không gian đều nổi lên gợn sóng mãnh liệt. Đông Hoàng như ảnh vừa mới dung nhập hư không mặc dù không có rơi ra, nhưng giống như lâm vào trong mưa to gió lớn, bại lộ tung tích. Oanh! Trong thân thể Thiếu Hoàng tuôn ra sát lục cốt mâu, so lão yêu thần càng đáng sợ, bởi vì đã hoàn toàn hư vô hóa. Như là một trật tự giết chóc, lao nhanh trong khung trời, phá diệt hết thảy ngăn trở, khuấy động uy lực bán đế đuổi giết Đông Hoàng như ảnh đang rút lui trong hư không. Đông Hoàng như ảnh cảm giác như rơi vào hầm băng, như bị tử thần khóa chặt. Lúc này Khương Phàm vừa mới bị quăng đến hai tôn tân thần, trong lúc kinh hồn, không lo được trùng kích, quay người muốn nghĩ cách cứu viện. Nhưng hai đầu tân thần sớm đã làm tốt chuẩn bị xuất kích, từng đạo tràng hạt hoành hành thiên địa, bảy viên đánh xuyên thân thể của hắn, mang theo máu tươi mênh mông. Khương Phàm cố nhịn đau khổ, hai cánh hư vô chấn động, nghĩ cách cứu viện Đông Hoàng như ảnh. Sau khi Đông Hoàng như ảnh bị lỗ đen nuốt vào, phương hướng trực chỉ Khương Phàm, tốc độ vượt qua không gian đạt tới cực hạn. Ầm ầm, cây giáo hư vô vỡ nát càn khôn, uy lực sát lục kinh khủng cuồn cuộn thiên địa, mênh mông vạn dặm, kinh hồn nhiếp phách, uy lực vô biên. Mau tới đây. Khương Phàm nhanh chóng bạo kích, Liệp Thần Thương dẫn đầu nghênh đón. Oanh! Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc,
Liệp thần thương sôi trào sát khí, đối diện đối kháng cùng cây giáo hư vô, tinh chuẩn chặn đường. Nhưng trong chốc lát bộc phát sát lục cuồng chiều, tại chỗ xé rách đông hoàng như ảnh cố gắng kéo dài lỗ đen, năng lượng kinh khủng như lôi đình vô tận xuyên qua thân thể của nàng, nội tạng lần nữa vỡ vụn, thịt nát kết nối trên dưới đứt gãy tại chỗ, hai chân tản mát ra ngoài. Nàng, cuối cùng chỉ là tân tấn thần linh. Lùi cho ta. Khương Phàm theo sát đuổi tới, dưới cơn cuồng nộ, móng vuốt hư vô đánh mạnh vào liệp thần thương. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, liệp thần thương tăng vọt uy thế, cuồng dã đánh lui cây giáo hư vô. Trở về nghỉ ngơi, giao cho ta. Thông thiên tháp trên lưng Khương Phàm nở rộ cường quang, cưỡng ép di chuyển đông hoàng như ảnh vào đó. Ta có thể tiếp tục. Đông hoàng như ảnh chỉ còn một nửa thân thể, lại còn rách mướp, mặt cũng không biến sắc, mở miệng hô to, trong chốc lát trên lưng rơi xuống Khương Phàm, mắt phượng trừng trừng, hai tay bạo kích, cưỡng ép đẩy ra sóng chiều không gian. Không gian cuồn cuộn như sóng lớn ngàn vạn tầng, bao phủ khắp đất trời, hoành hành ngàn dặm. Dưới sự tức giận cùng sự đau đớn phóng thích cực hạn. Ngàn dặm không gian, tất cả đều ngưng kết. Như băng phong ngàn dặm, vạn vật câu tịch. Thiếu hoàng, yêu thần không đầu đang bộc phát đều bị kiềm chế. Giống. Thiếu hoàng, yêu thần không đầu cố gắng bộc phát, không gian xung quanh giống như phá băng lan tràn ra vết nứt tráng kiệt, từng đôi mắt tinh hồng gắt gao tập trung vào Khương Phàm cùng đông hoàng như ảnh trên lưng hắn. Đông hoàng như ảnh dữ tợn trước nay chưa từng có, gương mặt tuyệt mỹ máu thịt be bét, răng trong mồm há to đang rỉ máu, nàng điên cuồng phóng thích đến cực hạn, liều chết ngăn chặn không gian. Răng rắc, răng rắc. Thiếu hoàng trước hết nhất chấn vỡ không gian, vồ giết tới Khương Phàm nơi này, ngay sau đó là yêu thần không đầu, yêu thần bạch hổ vân vân. Đông hoàng như ảnh muốn sức một mình áp chế tất cả thánh vương thánh hoàng, thậm chí bốn tôn thần linh là hoàn toàn không thể. Nhưng, nàng muốn làm chính là kiềm chế, tranh thủ cho Khương Phàm cơ hội thích hợp. Thế công của đám bạch hổ quá nhanh quá mạnh quá tàn bạo, mạnh như Khương Phàm đều rất khó có thời gian thôi động linh lực ngưng tụ võ pháp. Cho nên, thời khắc này hạn chế, thành toàn cho Khương Phàm. Quá mạnh, đừng đợi nữa, cùng hắn liều truyền thừa. Toàn bộ truyền thừa. Đông hoàng như ảnh cưỡng ép kiềm chế lấy mấy người bạch hổ yêu tộc bộc phát, tranh thủ thời gian cho Khương Phàm. Xin mời ý chỉ thương thiên, táng diệt, càn khôn. Khương Phàm ngang nhiên phóng thích ba đạo táng diệt truyền thừa, ý thức nhanh chóng xuyên suốt sơn hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần. Mặt đất bao la, rừng rậm nguyên thủy, địa tầng cuồn cuộn. Khung trời mênh mông, không gian hư vô, mặt trời sáng chói, ánh trăng thanh tịch, tinh hải vô biên. Ý thức Khương Phàm siêu thoát cơ thể, phiêu miểu thăng hoa, càng lúc càng lớn, cuối cùng áp đảo phía trên tự nhiên, thế giới bao quát trong lòng bàn tay. Giống. Thiếu hoàng phát giác được Khương Phàm phóng thích, trong ý thức có phản ứng, lập tức phát ra gào thét cuồng nộ. Trong truyền thừa bạch hổ, cực đoan nhất chính là, bạo tẩu, tương đương với truyền thừa tổ tông tất cả hung thú, bạo tẩu, trình độ nào đó mà nói cùng loại với, long tinh của cự long, thủy tổ phân thân của chu tước. Oanh! Thiếu hoàng mở ra huyết mạch bạo tẩu, chiến khu hùng vĩ bắt đầu nhiệt liệt, thiêu đốt, từ huyết nhục đến linh hồn, bạo tẩu truyền thừa kích phát ra bạo tăng thực lực. Phạm vi hư vô từ răng nanh mở rộng đến sọ não, từ móng vuốt mở rộng đến tứ chi. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp năm lần. Thiếu hoàng bộc phát toàn diện, triệt để vỡ nát hư không xung quanh, hắn không có lập tức khởi xướng phản kích với Khương Phàm, mà thả ra chúng sinh đại táng. Trong nháy mắt đại táng được thả ra, tất cả sinh linh bên trong mênh mông 10 vạn dặm sơn hà, từ cây rừng đến hoa cỏ, từ dược liệu đến dã thú đều bị vô tình cướp đoạt sinh cơ. Nghiêm trọng hơn chính là phương xa còn có thú triều đang phóng tới, là thánh vương thánh hoàng, thậm chí là yêu thần tụ tập xung quanh hắn. Rừng rậm nhanh chóng tàn lụi, mục nát khô cạn. Thú triều mắt trần có thể thấy được mà nhanh chóng khô quắt, mà hung thú triều điên cuồng tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế, bọn chúng vậy mà không có phản kháng. Bất luận là thực thiên mang hổ, cửu u minh hổ, chu yếm, khiếu nguyệt thiên lang, đại địa hùng hoàng, sát tu thiên tầm các loại hung thú, hay là cùng kỳ, đào ngột. Thao thiết các loại, thậm chí là đám bạch hổ đang phóng tới. Đều như nhận lấy mệnh lệnh, nhao nhao dừng lại, phát ra gào thét cuồng bạo. 13 đại yêu tộc, cường hãn hung thú đến hàng vạn mà tính đều đang nhanh chóng khô quắt gầy gò chủ động tế hiến sinh mệnh. Giết phần thiên thần hoàng. Giết chủ nhân thương huyền. Giết, giết 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 giết. Nương theo tiếng gào thét khàn giọng, mấy vạn hung thú biến thành thây khô dữ tợn.
hơn 100 vị thánh vương, hơn 30 vị hung thú thánh hoàng, thậm chí là hai vị tân thần, lão yêu thần không đầu đang bao vây tiêu diệt Khương Phàm đều chủ động tế hiến máu thịt, phóng thích sinh cơ. Giết, giết, giết. Hình ảnh rung động, thanh thế kinh khủng. Gần như tất cả cường giả tầng cao nhất Bạch Hổ Đại Lục cùng hoắc loạn chi hải tế hiến. Yêu thú cùng toàn thể hung thú trong 10 vạn dặm rừng rậm điên cuồng tế hiến, phóng xuất ra cuồn cuộn sinh cơ, che khuất bầu trời, giống như dòng lũ mãnh liệt vô biên mà tới. Thiếu hoàng bộc phát gấp 5 lần, phóng thích sinh cơ vô biên, lấy uy lực một vùng biển, một tòa đại lục đối kháng càn khôn đại táng của Khương Phàm. Chư thiên lục táng kỳ thật đều không phân mạnh yếu, chân chính chênh lệch ở chỗ trình độ trưởng khống giả lĩnh ngộ, và lợi dụng tài nguyên có khả năng. Cho nên, giờ phút này thiếu hoàng điên cuồng bộc phát, lấy 10 vạn dặm rừng rậm, thánh linh cùng hung thú tầng cao nhất Bạch Hổ Đại Lục và hỗn loạn chi hải toàn diện tế hiến, phóng xuất bộc phát ra chiều dâng khủng bố tuyệt luân. Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh bị sinh cướp đoạt cơ thảm liệt. Vạn cổ thiên thu. Đông Hoàng Như Ảnh đang áp chế không gian đồng thời thôi phát vạn cổ thiên thu. Không gian ba động, dòng thời gian trôi, thời không trường hà thần bí phiêu miểu lao nhanh mà tới, vần quanh đến xung quanh nàng. Bảo hộ lấy nàng, cũng bao quanh Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh triệt triệt để phóng thích, thời không trường hà nhanh chóng biến lớn, số lượng lớn thần ma, vô số cường hùng oanh động thời đại lưu danh lịch sử đều thoáng hiện quang huy tại bên trong trường hà, như là vạn cổ thần ma thức tỉnh, cùng nhau thỉnh nguyện thiên đạo, bảo vệ Đông Hoàng Như Ảnh. Chết! Khương Phàm 4 lần gia tăng thực lực, kích phát 3 loại đại táng, cuồng dã áp xúc chiều cường táng diệt, từ mười mấy vạn dặm đến hơn 100 dặm. Uy lực và năng lượng tiếp tục tăng vọt, sau đó toàn diện phóng thích, giết. Bạch Hổ là phóng thích toàn diện, lấy sinh cơ vô tận, thai nghén chuông tang tử vong. Cực hạn của sinh là tử. Ầm ầm, trăm dặm không gian trong nháy mắt quy hư, triệt để sụp đổ. Ông, tiếng chuông tang oanh minh, thẩm phán sinh tử. Sau đó, đất trời hoang vu trở nên yên ắng. Hư vô hắc ám mênh mông trăm dặm giống như là một cái lỗ đen do thế giới sụp đổ đi ra, như chết trầm tĩnh, ngay cả ánh sáng đều chiếu không vào. Trong bóng tối, Khương Phàm đã biến trở về thân người, khô gầy như củi, hôn mê bất tỉnh, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, nhưng bàn tay cứng ngắc lại gắt gao bắt lấy một sợi tóc nhuốm máu. Kết nối với sợi tóc kia chính là cái đầu mơ hồ của Đông Hoàng Như Ảnh, cùng thân thể tàn phế tái nhợt. Hiển nhiên, tại một khắc cuối cùng trước khi Khương Phàm hôn mê, hắn đã bắt lấy nàng. Cách đó không xa, từng con bạch hổ thất linh bát lạc phiêu đáng, có đã chết, có sinh cơ phiêu miểu. Đều quá độc ác. Đông Hoàng Như Ảnh bất chấp hậu quả phóng thích, thành tựu càn khôn đại táng mạnh nhất của Khương Phàm. Khương Phàm thì lại lấy cơ thể bán đế thôi động đế khí, thả ra tam trọng đại táng, sơn hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần. Mà thiếu hoàng thì lại lấy toàn bộ bạch hổ đại lục cùng hoắc loạn chi hải tế hiến, thành tựu bạo kích kinh khủng nhất đời này của mình. Điên cuồng đến cực điểm, thảm liệt đánh trả. Loại phương thức chiến đấu tàn bạo đến đồng quy vu tận này, chỉ sợ tuyên cổ hiếm thấy, cũng chỉ có phát sinh ở trên thân bạch hổ đế tộc, cũng chỉ có tên điên như Khương Phàm này mới có thể đối kháng. Nhưng, tình huống Khương Phàm bây giờ rất nguy hiểm, thương sinh đại táng, kinh khủng không chỉ có táng diệt sinh cơ của hắn, còn ảnh hưởng đến hắn niết bàn. Tình huống của Đông Hoàng Như Ảnh cũng nguy hiểm không kém. Thân thể suy yếu bị tàn phá căn bản không chịu nổi đại táng khủng bố của thiếu hoàng. Cơ thể thiếu hoàng đã vỡ vụn, thân thể tàn mát, đầu đều nát, răng nanh cùng móng vuốt hư vô đều tung bay ở trong bóng tối. Hoàn toàn tĩnh mịch, như là thâm không địa ngục. Không biết qua bao lâu, ngón tay khô héo của Khương Phàm chợt giật giật, linh văn nở rộ lên ánh lửa yếu ớt, sau đó làm nhạt. Hư vô, phần thiên chiến vực yên lặng dâng lên ánh lửa. Diệt thế phần thiên viêm được hai loại thần viêm tẩm bổ dần dần khôi phục, không ngừng liên tục tràn vào trong thân thể Khương Phàm, mệt mỏi kích phát ra niết bàn ảo diệu. Khương Phàm bắt đầu thức tỉnh, tầm mắt có chút đóng mở, lúc nào cũng có thể mở ra. Cách đó không xa, hắc ám cuồn cuộn trong lồng ngực rách dưới của thiếu hoàng, là sát lục thâm uyên đặc biệt của hắn, đang triệu hoán lấy sát lục niệm châu trở về. Cốt mâu hoàn toàn hư hóa có thể bảo tồn hoàn chỉnh, cũng bảo vệ được xương cột sống. Xương cột sống bắt đầu phóng thích sinh cơ cho cơ thể rách dưới tàn phế. Nó cũng bắt đầu thức tỉnh. Sinh cơ của Đông Hoàng Như Ảnh rất yếu ớt, theo lý mà nói hẳn là đã chết tại lúc vừa mới nổ tung, nhưng vạn cổ thiên thu hình thành trường hà thời không, rối loạn bạo kích, ngăn cách cướp đoạt sinh cơ, vạn cổ thần ma thỉnh nguyện, càng là để nàng lưu lại một tia hy vọng còn sống. Khương Phàm mở to mắt,
từng mảng tinh mang xẹt qua sâu trong đôi mắt, thân thể khô gầy khôi phục ý thức, cách hư vô hắc ám, nhìn về Bạch Hổ Thiếu Hoàng ở xa xa. Bạch Hổ Thiếu Hoàng, đứng, lên trong bóng đêm, cái đầu chỉ còn một con mắt lạnh lùng tập trung vào Khương Phàm. Một trận đối kháng im ắng. Khương Phàm quá mệt mỏi, đã không cách nào lại chiến thêm được nữa, cánh tay khô gầy gắt gao bắt lấy Đông Hoàng Như Ảnh. Đã thật lâu hắn không có kiêng kỵ qua một kẻ địch nào. Tôn Bạch Hổ này diễn dịch sát lục đến cực hạn, vậy mà lại táng diệt toàn tộc, thậm chí là toàn bộ sinh linh của đại lục. Thiếu Hoàng suy yếu đau đớn, cảnh giác Khương Phàm. Hắn cuồng chiến thiên hạ 500 năm, săn giết qua vô số cường địch, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng gặp phải đối thủ. Mai táng toàn tộc đổi lấy bộc phát, vậy mà lại không thể tuyệt sát đối thủ, đây quả thật sự là chuyện nó không thể nào tiếp thu được. Rằng co vẫn đang tiếp tục, nhưng đều suy yếu tới cực điểm, cũng đều không mò ra hư thật của đối phương. Đều là lần đầu tiên chính thức có được một kẻ địch. Khương Phàm nắm mái tóc dài mang theo tay trong, từ từ đưa Đông Hoàng Như Ảnh đến trước người, ôm vào trong ngực. Thiếu Hoàng không có hành động, con mắt rỉ máu chỉ là lạnh lùng nhìn Khương Phàm. Lại là một trận rằng co im ắng lại khẩn trương. Khương Phàm lui về phía sau mấy bước, mang theo Đông Hoàng Như Ảnh, kéo dài khoảng cách. Thiếu Hoàng, không tiếp tục đuổi. Một trận va chạm nhất định thảm liệt, lấy kết thúc thảm liệt vượt xa tưởng tượng. Thiếu Hoàng, phiêu đãng trong bóng tối hư vô, điều tra tình huống tất cả Thánh Hoàng cùng yêu thần. Tất cả Thánh Vương đều chết thảm, không còn ai sống sót. Chết tại Thương Sinh Đại Táng cùng Càn Khôn Đại Táng liên hợp bạo kích. Tuy nhiên cơ thể rách dưới coi như có chút sinh cơ, có thể làm cho hắn khôi phục chút thực lực. Hơn 30 vị Thánh Hoàng, người sống sót không đến 10 vị, mà đều đã hôn mê sâu, đều đang hấp hối. Hai tôn tân thần, toàn bộ phế đi. Cũng may lúc ấy đều vào tới bên trên Hoàng Nê Đài chống cự được bộ phận lực lượng, miễn cưỡng bảo vệ sinh mệnh. Lão yêu thần mặc dù không đầu, nhưng thực lực thần linh đỉnh phong vẫn còn tại đó, vẫn bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Thiếu Hoàng càng là dò xét, càng là cảnh giác, cũng càng cảm thấy áp bách. Cái giá như thế này vậy mà lại không thể táng diệt Khương Phàm. Hắn lại còn có thể làm cho toàn bộ Càn Khôn quy về hư vô. Nữ tử kia thì hình thành Trường Hà quỷ bí, đó lại là cái gì? Chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Thiếu Hoàng nuốt luyện lấy tất cả thi hài, hấp thu sinh cơ yếu ớt, khôi phục trạng thái, tái tạo chiến khu. Mặc dù ngoài ý muốn, mặc dù cảnh giác, mặc dù bỏ ra cái giá khó có thể chịu đựng, nhưng tương tự khơi dậy cuồng nhiệt cùng chờ mong đã lâu trong nó. Chiến tranh thương huyền, đáng để mong chờ. Phần thiên thần hoàng, đáng để tái chiến. Sau khi Khương Phàm kéo dài khoảng cách, hắn khẩn trương kiểm tra thương thế của Đông Hoàng Như Ảnh. Bộ dáng gần như là đống thịt nhão để trái tim Khương Phàm đều co quắp. Nhưng cũng may khí tức của Đông Hoàng Như Ảnh vẫn còn ở đó. Khương Phàm lấy ra chút thần huyết từ trong thông thiên tháp. Dùng hỏa diễm còn rất yếu ớt cẩn thận nung khô, ngưng tụ thành một viên huyết đan, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng Đông Hoàng Như Ảnh, chỉ dẫn luyện hóa, phóng thích khí tức sinh mệnh. Khương Phàm rất suy yếu, nhưng không lo được cho mình, tiếp tục luyện hóa huyết đan, ngưng tụ thành viên thứ hai. Viên thứ ba, rốt cuộc, trái tim rách dưới của Đông Hoàng Như Ảnh cũng bắt đầu yếu ớt nhảy lên, Khương Phàm thở phào, thu nàng vào thông thiên tháp, từ từ điều dưỡng. Quá độc ác. Khương Phàm vẫn còn sợ hãi, chưa từng gặp được đối thủ nào tàn bạo như thế, vậy mà lại dám kéo lấy hung thú toàn bộ đại lục chôn cùng. Mấy vạn yêu tộc, hơn 100 vị thánh vương, hơn 10 vị thánh hoàng cứ như vậy. Không còn nữa. Một đường đến nay, thật vất vả mới khôi phục lại đỉnh phong và ngưng tụ bốn cái bản thân cứ bị hao hết như vậy, ngay cả Đông Hoàng Như Ảnh đều suýt chút nữa chết rồi. Khương Phàm biết Bạch Hổ khó chơi, nhưng lại không nghĩ rằng lại khó chơi đến như vậy. Không hổ là đế tộc, vậy mà bí mật bồi dưỡng được sơ khuy bán đế Bạch Hổ. Không biết Long tộc nơi đó có hay không? Khương Phàm tiếp tục đi đường, vừa khôi phục vừa xuôi theo hướng nam. Mặc dù không thể toàn diệt Bạch Hổ đế tộc, nhưng miễn cưỡng xem như phế đi bọn chúng, trong thời gian ngắn khẳng định là hoàn mỹ nhúng tay những chiến trường khác, hắn cần mau chóng đuổi tới Chu Thiên Thần Điện. Không biết nơi đó thế nào, nhưng, tại Khương Phàm nghênh chiến Bạch Hổ hai ngày trước, gặp Long tộc vây công thế giới mới phát sinh ngoài dự liệu kịch biến. Sớm tại ngày mùng 1 tháng 9 cùng ngày, thế giới mới đã bạo phát chiến tranh, là trận chiến thương huyền đại lục đầu tiên danh xứng với thực. Kế hoạch ban đầu của Long tộc là trong vòng 10 ngày đẩy ngang thế giới mới, nhưng đến bây giờ thời gian đã tăng lên gấp đôi.
Bên ngoài thế giới mới mấy vạn dặm đã bị long tộc triệt để phá hủy, chiến trường cưỡng ép áp chế đến cấm khu nội tầng, nhưng bất luận bọn chúng cường công như thế nào cũng đều từ đầu đến cuối không giết vào bình chướng cấm khu được. Điều này cũng làm cho long tộc từ trên xuống dưới lâm vào nôn nóng và tức giận. Thương Huyền đã bộc phát chiến tranh gần một tháng, rất có thể liên quân nhân tộc, Hắc Ma tộc, Bạch Hổ đế tộc, Huyền Vũ đế tộc đều đã đột tiến nội bộ Thương Huyền, ngay cả Huyết Ma đế tộc đều có thể đạp bằng Đông Bắc, bọn chúng là long tộc mạnh nhất kiêu ngạo nhất lại bị kiềm chế tại Tây Nam Tân Hải, vây quanh một cái tiểu thế giới đánh lâu không xong. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí bọn chúng cũng không tính là bước lên Thương Huyền đại lục. Nếu như các người nguyện ý, chúng ta có thể đầu nhập chiến trường bất cứ lúc nào. Triệu Thanh Duẫn khoác áo bào đỏ, lơ lửng ở giữa thiên hải mãnh liệt sóng cả. Ở sau lưng nàng là các cường giả như Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn, cùng Bùi Tu Nghiệp. Bọn hắn đã đến sớm trước tháng 9, muốn nhìn một chút long tộc đẩy ngang thế giới mới như thế nào, lại muốn nhìn chiến cuộc Thương Huyền phát triển như thế nào. Dựa theo Triệu Thanh Duẫn phân tích, Thương Huyền khẳng định sẽ có phản kích điên cuồng, chiến tranh không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Thực lực bọn hắn bên này rất yếu. Không nên nhúng tay tại giai đoạn đầu, cứ việc yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm kiếm kỳ ngộ, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, long tộc đại lục xuất kích toàn quân, lại bị một mực đính tại thế giới mới nơi này. Mặc cho long tộc tấn công mãnh liệt như thế nào, thế giới mới cũng đều giống như núi lớn, hùng vĩ cứng rắn, chống cự lại một làn sóng rồi một làn sóng khác oanh kích. Cho nên, 10 ngày trước, bọn hắn xuất hiện, chủ động yêu cầu phối hợp. Thế nhưng long tộc cao ngạo, nghiêm khắc từ chối thỉnh cầu của bọn hắn. Hôm nay đã là Triệu Thanh Duẫn lần thứ ba đưa ra lời mời hợp tác. Cút, đỉnh phong cự long, cũng chính là thần long ngao lê thảm bại tại Côn Lôn, quay người gầm thét. Các ngươi có thể tiếp tục hao tổn, nhưng lại có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ đế tộc khác đều đã tiêu diệt thượng thương, trấn áp thế giới hỗn độn. Đến lúc đó, tất cả đế tộc thương lượng chia cắt Thương Huyền, mà nếu như long tộc các ngươi còn dừng ở Tây Nam Bộ này, vậy thật sự là chuyện cười cho thiên hạ. Triệu Thanh Duẫn không nóng không lạnh, thanh âm bình tĩnh hòa với năng lượng quanh quẩn ở giữa thiên hải, rõ ràng truyền tới đám long tộc kia. Một kẻ con người như ngươi thì biết cái gì? Đây là chiến thuật. Có cự long đầu lĩnh giận dữ đáp lễ. Chiến thuật của các ngươi chính là cố ý kéo dài thời gian tại Tây Nam Bộ, bảo toàn thực lực. Các tộc khác liều sống chết cùng Khương Phàm, lưỡng bại câu thương, các ngươi lại san bằng thế giới mới, đi đến kiếm tiện nghi. Không sai, chúng ta chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Bội phục, long tộc không hổ là long tộc, bội phục. Triệu Thanh Duẫn chắp tay, quay người mang theo bọn người Chu Phục Sinh rút lui hơn trăm dặm. Ta cũng muốn nhìn xem long tộc còn có thể kiên trì mấy ngày. Đám người Chu Nguyên Bá đứng vững, sau đó tiếp tục ngắm nhìn phương hướng chiến trường trong cấm khu. Trong thế giới mới rốt cuộc có mấy tôn thần. Thái Uyên Thần Tôn không chỉ có kỳ quái, càng có loại hồi hộp không hiểu rõ hơn. Đây chính là long tộc, không chỉ có cự long đại lục toàn tộc xuất động, ngay cả long lân hải vực đều phối hợp, lại còn trọn vẹn 7 tôn long thần áp trận, vậy mà lại chậm chạp không bắt được một cái, pháo đài, nho nhỏ. Chống cự càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Chỉ cần long tộc mở miệng mời, chúng ta có thể toàn diện tham gia. Triệu Thanh Duẫn vẫn là vẻ mặt lãnh đạm. Đây chính là cơ hội mà nàng mong đợi trước khi chiến đấu, thông qua hợp tác cùng long tộc, thu hoạch được cơ hội đàm phán. Chu Phục Sinh đứng ở bên cạnh, cau mày, vẻ mặt phức tạp. Đã từng làm người canh giữ Thương Huyền, hắn rất không nguyện ý hợp tác cùng long tộc, nhưng điều kiện của Triệu Thanh Duẫn vẫn kích thích hắn trọng trưởng Xích Thiên Thần Triều. Mượn lực ảnh hưởng của long tộc, sẽ từng bước xâm chiếm Thương Huyền đại lục thu hoạch được 10 vạn dặm cương vực, dù chỉ là một vạn dặm cương vực, dù chỉ là tòa hoàng thành kia. Lời Triệu Thanh Duẫn nói đã kích thích long tộc, trên dưới xấu hổ giận dữ đan xen. Nhao nhao gầm thét với thiên hải, cuồng dã tấn công mạnh cấm khu trong thế giới mới. Long tộc ở bên ngoài đánh lâu không xong, bên trong cấm khu cũng thủ vững gian nan đau đớn. Kéo dài bạo kích không ngừng đánh thẳng vào pháp trận ổn định, cũng mang đến cho tế đàn đóng giữ pháp trận cùng các cường giả bên trong tổn thương nghiêm trọng. Một ngày hai ngày còn có thể tiếp nhận, đến bây giờ đã hơn 20 ngày. Số lượng lớn tế đàn rách nát không chịu nổi, ép đám yêu thú dùng huyết nhục bổ khuyết. Pháp trận nhìn như không thể phá vỡ, nhưng nội bộ đã thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như không phải Tổ Nguyên Sơn tiếp tục bộc phát thần uy cuồn cuộn, tiếp nhận năng lượng thế công chủ yếu thì bọn chúng đã sớm gánh không được. Nhưng chống cự như thế này còn có thể tiếp tục bao lâu?
mấy ngày, hay là 10 ngày. Trên đỉnh Tổ Nguyên Sơn, Yêu Đồng nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn, nhìn qua Long tộc bạo tẩu ở bên ngoài, hai đầu lông mày rốt cuộc cũng tụ lên một phần sầu lo. Không chống cự không biết, Long tộc thật sự rất mạnh. Ban đầu là mong muốn chết khiêng 2 tháng, bây giờ đã hơn 20 ngày cũng nhanh đến cực hạn. Còn phải tiếp tục kiên trì sao? Yêu Đồng cúi đầu nhìn về vực sâu ở phía dưới Tổ Nguyên Sơn, lâm vào trầm tư. Không thể dễ dàng buông tha thế giới mới, bí mật phía dưới càng không thể bị phát hiện. Làm sao bây giờ đây? Thật sự phải điều động nguồn năng lượng này sao? Nhưng, khi mà Triệu Thanh Duẫn đang bình tĩnh chờ đợi, thế giới mới đang đau khổ kiên trì, Long tộc lại đột nhiên làm ra một kiện hơi có vẻ hoang đường, lại đầy đủ bá đạo. Ngày 23 tháng 9, vì để tránh cho bị bên ngoài nghị luận Long tộc tấn công mạnh 1 tháng đều không thể tiến lên Thương Huyền nửa bước, Long tộc cường thế dung chuyển thế giới mới, cự long quay quanh, thiên long xé rách, rút toàn bộ thế giới mới còn kéo dài sót lại mấy vạn dặm ra khỏi đáy biển, oanh oanh liệt liệt đẩy vào tây nam Thương Huyền đại địa. Một bên đánh vỡ nát khu vực bên ngoài thế giới mới còn thừa không nhiều, một bên cưỡng ép tiến lên. Vạn long quay quanh, long khí cuồn cuộn. Thế giới mới không ngừng vẩy xuống mảnh vỡ đầy trời, từ Tân Hải nhanh chóng xâm nhập nội địa Thương Huyền. Long tộc muốn cứu danh dự, càng phải biết thượng thương nơi đó chiến đấu thế nào. Bọn chúng tuyệt đối không thể để đế tộc khác tận toàn công, nhất định phải hung hăng thò một chân vào. Thế giới mới không phải không công phá được sao? Vậy bọn chúng sẽ xem thế giới mới như thiên thạch, hoành hành 50 vạn dặm, đánh tới hướng thượng thương cổ thành. Không, nơi này khoảng cách Chu Thiên Thần Điện gần hơn. Nện Chu Thiên Thần Điện. Triệu Thanh Duẫn và đám người đều ngoài ý muốn, Long tộc lại khiêng thế giới mới. Chạy, bọn chúng muốn đi đâu? Trong thế giới mới rốt cuộc cũng được hít thở, nhưng cục diện càng hỏng bét, Long tộc muốn kéo lấy bọn hắn đi đâu? Lại phải kéo lấy bọn hắn làm gì? Man hoang cổ địa. Từ ngày mùng 8 tháng 9 đã bắt đầu chính thức vây công, Huyết Ma Đại Lục cùng Vĩnh Sinh Chi Hải dùng tất cả vốn liếng, không ngừng liên tục khởi xướng tấn công mạnh, nhưng thủy chung không thể dung chuyển man hoang cổ thành. Trong cổ thành giống như có năng lượng nguyên lực không ngừng liên tục ngoan cường duy trì lấy tam trọng pháp trận. Cửu Thiên Đại Trận vặn vẹo không gian, Chu Thiên Đại Trận hủy diệt kiếm chiều, được man hoang đại trận tăng, uy lực tăng vọt, tiếp tục chống cự lại ma tộc tấn công mạnh. Dài đến nửa tháng cũng đều không thể dung chuyển pháp trận, để đội ngũ ma tộc nôn nóng tức giận. Cuộc chiến Thương Huyền không chỉ là càn quét đối với Thương Huyền, càng là thời điểm để tất cả đế tộc hiện ra thực lực. Nếu như nửa tháng đều bắt không được, thật sự hại cho mặt mũi. Nếu như nhân tộc cùng yêu tộc đã bắt đầu tiến hành chia cắt đối với một ít địa khu, về sau bọn hắn muốn mạnh hơn cũng sẽ khó khăn. Ngày 25 tháng 9, cùng ngày Khương Phàm rời khỏi Bạch Hổ, tại ngày thứ hai khi Long tộc kéo lấy thế giới mới hoành hành qua Tây Bộ, Huyết Ma Đế Quân tọa trấn Vĩnh Sinh Chi Hải tự mình truyền đến mật lệnh. Tiến hành phá toái toàn diện đối với 10 vạn dặm man hoang cổ địa, dò xét đế khí ở trong đó. Hồng Hoang hậu kỳ, đế quân nhân tộc cùng đế quân ma tộc tạo nên man hoang chiến tộc trước khi chết đế huyết vẩy khắp man hoang cổ địa, không chỉ ngăn cách khu cổ địa này, cho man hoang chiến tộc phát triển không gian, cũng là tầm bổ mảnh đất này, giữ vững năng lượng tự nhiên dư giả. Quan trọng nhất chính là, dùng đế huyết khắc họa đế ngấn, man hoang cổ địa cùng man hoang cổ thành hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh sâu chuỗi đứng lên. Tương đương với 10 vạn dặm cổ địa, bảo vệ 300 dặm cổ thành. Chỉ cần 10 vạn dặm cổ địa đế ngấn triệt để hủy đi. Yên lặng đế khí toàn bộ tan rã, man hoang cổ thành phòng ngự sẽ nhận đả kích chí mạng. Nếu như có thể man hoang chiến tộc lừa gạt đi ra, vậy thì càng tốt hơn. Đế tổ, bọn hắn giống như rút lui. Man Thiên Cương khẩn cấp đi tới phía trước tổ từ. Không cần để ý tới. Man hoang đế tổ xếp bằng ở trên chủ tế đài, sừng nhọn trên đầu cùng hai cánh phía sau đều đã hoàn toàn hư vô hóa, biểu thị hắn thành công nhìn trộm đến cảnh giới bán đế. Đây cũng là chủ yếu nguyên nhân man hoang cổ thành có thể chống cự đến bây giờ. Cần phái người giám thị không? Bọn hắn sẽ còn trở lại. Ta cảm giác tiêu hao bọn hắn không sai biệt lắm, là thời điểm khởi xướng phản kích. Man Thiên Cương còn chưa nói hết lời liền phát giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương, cuống quýt quỳ xuống ở trước mặt đế tổ. Lui ra. Man hoang đế tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Man Thiên Cương. Man Thiên Cương sợ hãi gật đầu, khom người lui ra. Đáy mắt man hoang đế tổ lưu chuyển huyết quang, đoán đều có thể đoán được ma tộc muốn làm cái gì. Đào sâu man hoang cổ địa, tinh luyện đế huyết. Nhưng, man hoang đế tổ nhếch miệng lên hiện ra đường cong,
sau khi sớm thành công chạm đến bán đế, hắn đã du tẩu 10 vạn dặm man hoang, đều lấy ra tất cả đế huyết lưu lại. Những đế huyết kia sớm đã dung nhập địa tầng, cơ hồ không phát hiện được, nhưng hắn nương tựa theo huyết mạch chân chính khôi phục, vẫn tiến hành tinh luyện đối với tất cả sơn hà địa tầng. 1 triệu năm, còn thừa dư không nhiều, nhưng vẫn ngưng luyện ra không ít. Man hoang đế tổ ngồi xếp bằng ở đây, không chỉ duy trì pháp trận, cũng là đang hấp thu dung hợp đế huyết phụ thân cùng mẫu thân, tiếp tục hư hóa chờ đợi thời cơ thích hợp. Săn giết ma tộc. Ngày 26 tháng 9, Huyền Vũ đế tộc với tốc độ tương đối chậm chạp khống chế lấy đại dương mênh mông, rốt cuộc cũng đã tới Thượng Thương cổ thành. Nhưng, nơi đó trừ tường thành cao ngất, cung điện mới xây ra, ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Ngay cả hư không đều không có tra được bất cứ dấu vết gì. Sau đó, Huyền Vũ đế tộc đi vòng xuôi nam, lao thẳng tới Chu Thiên Thần Điện. Cường giả không gian Đông Hoàng tộc nhanh chóng đưa tin tức đến Chu Thiên Thần Điện. Nhất là Đông Hoàng Càn tự mình dò xét, vậy mà đã nhận ra khí tức để hắn hồi hộp ở bên trong sâu nhất của Hải Triều Bạo Động. Mặc dù tình huống cụ thể không nhìn thấy, lại không dám xâm nhập tới gần, nhưng hắn có thể xác định bên trong Hải Triều lao nhanh trừ khí tức 4 tôn Huyền Vũ thần cấp cùng khí tức Thiên Yêu thần tôn ra, càng có tồn tại kinh khủng hơn. Huyền Vũ Thái Tổ đến rồi. Đông Hoàng Càn đưa tới tin tức để Chu Thiên Thần Điện lâm vào khủng hoảng. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Khương Phàm đều không có nghĩ đến Huyền Vũ đế tộc vậy mà phóng xuất tôn Thái Tổ kia. Thái Tổ tồn tại không phải bí mật, nhưng tình huống của Thái Tổ thì mọi người đều biết. Nó kỳ thật đã vô hạn tới gần bán đế, là cưỡng ép áp chế tiến trình hư hóa mới không thể mang theo thiên phạt. Nhưng không thể phủ nhận là thiên phạt rõ ràng đã khóa chặt nó, nếu như cưỡng ép chiến đấu, lúc nào cũng có thể hoàn toàn hư hóa. Cho nên, tồn tại Thái Tổ càng mang đến tác dụng uy hiếp, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thức tỉnh. Bọn người Khương Phàm không có tính tới Thái Tổ trở về, chủ yếu là đứng ở vấn đề đế tộc cân nhắc, chiến trường Thương Huyền không chỉ là tất cả đế tộc vây bắt đối với vạn thế, càng là cạnh tranh ở giữa tất cả yêu tộc, ma tộc, cùng nhân tộc, biến cố đông đảo, nguy hiểm trùng điệp, nếu như Thái Tổ xuất hiện, thế tất sẽ gặp phải các tộc vây bắt cùng tính toán, phía dưới liều chết phản kích, rất có thể sẽ hoàn toàn hư hóa. Đến lúc đó thì phiền toái. Cho nên tại Khương Phàm và bọn người Thiên Hậu ban sơ dự đoán, Thái Tổ hẳn sẽ không thức tỉnh, cho dù thức tỉnh, cũng hẳn là áp trận tại Tân Hải, nhìn tình huống phát triển suy nghĩ thêm có vào hay không, tuyệt đối không thể vừa mới bắt đầu đã giết tới. Nhưng, chấn kinh thì chấn kinh, vị kia cơ hồ có thể nói là Huyền Vũ Thái Tổ chân chính bán đế cuối cùng vẫn đến. Một tôn bán đế, 5 tôn thần linh, còn có hải thú đếm mãi không hết. Một khi tới gần Chu Thiên Thần Điện, trừ phi bọn người Thiên Hậu toàn bộ trà trộn vào pháp trận chống cự, nếu không chỉ dựa vào Tần Thế Võ cùng Thái Âm Ngọc Thố bọn hắn căn bản gánh không được. Nhưng bọn người Thiên Hậu tiến vào pháp trận thì khó mà phát huy tác dụng tập kích cùng vây bắt. Chờ đế tộc khác lại tới thì tương đương với thịt cá trên thớt gỗ. Cuối cùng, trải qua khẩn trương đàm phán thảo luận, Thiên Hậu quyết định thay đổi đấu pháp chủ động nghênh đón. Lấy ưu thế tập kích, tận lực diệt trừ bộ phận Thánh Hoàng cùng thần linh. Sau đó lại liên hợp tọa trấn Chu Thiên Thần Điện, giảm bớt áp lực phòng ngự. Sau khi lặp đi lặp lại xác định phạm vi 10 vạn dặm xung quanh tạm thời không có bước chân đế tộc cùng cường tộc khác, Thiên Hậu chỉ để lại 3 vị Thánh Hoàng trấn thủ Chu Thiên Thần Điện, còn lại điều động toàn bộ. Bao gồm cả Tần Thế Võ cùng Thái Âm Ngọc Thố. Ngày 29 tháng 9, Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Ngu Chính Nguyên, Tần Vị Ương, dắt tay Chu Thiên Thần Tôn, Tần Thế Võ, Thái Âm Ngọc Thố, tổng cộng 7 vị thần tôn. Mạo hiểm lên phía Bắc, đến dãy núi Minh Tôn bên ngoài cách Chu Thiên Thần Điện về phía Bắc 3 vạn dặm bí mật chặn đánh. Khoảng cách này không xa không gần, vừa vặn phù hợp. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 10, bọn hắn đến Minh Tôn Sơn, ẩn nấp trong rừng rậm dãy núi, gây dựng dòng giã 3 tầng phòng ngự. Phía ngoài cùng là Dạ An Nhiên dắt tay ngũ hành sở thuộc, thôi động ngũ hành đồ đằng cùng đại địa đồ đằng các loại, bí mật bố trí ngũ hành đại trận, ngăn cách lấy khí tức tất cả cường giả. Tầng thứ hai là Đông Hoàng Càn dắt tay Đông Hoàng tộc, bố trí bình chướng không gian, tiến hành ngăn cách tầng thứ hai. Tầng thứ ba là bình chướng Tần Vị Ương hóa đá, tạo dựng tầng nham thạch nặng nề, hình thành pháo đài giống như hố sâu. Tương đương với 3 tầng thần cấp phòng ngự, ngăn cách khí tức hoàn toàn không thành vấn đề. Mà dựa theo kế hoạch Thiên Hậu, Huyền Vũ đế tộc hẳn sẽ không nghĩ đến bọn hắn dám can đảm đi ra chặn đánh, càng sẽ không chặn đánh tại này chỗ, cho nên sẽ không tra xét rõ ràng nơi này. Chỉ cần bọn hắn ẩn nấp đúng chỗ, hẳn là có thể đưa đến hiệu quả tập kích. Nhưng,
thiên hậu thất sách, Huyền Vũ khống chế, vô hạn sơn hà, tương đương với đạt được đại địa mẫu khí bảo vệ, không cần tận lực dò xét, đại địa rừng rậm phạm vi vạn dặm xung quanh đều có thể cùng hắn cộng minh. Nó, phát hiện ẩn núp trong dãy núi Minh Tôn. Đám Huyền Vũ không am hiểu tốc độ, nhưng am hiểu phòng ngự, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, quyết định khai thác sách lược, dụ địch. Ngày mùng 3 tháng 10, Huyền Vũ đế tộc làm bộ cái gì cũng không biết xông vào dãy núi Minh Tôn. Huyền Vũ, Thái Tổ, tới gần bán đế như thường lệ thúc giục đại dương mênh mông lao nhanh, bao phủ sơn lâm, mãnh liệt về phía trước, nhìn như giống trước đó, kỳ thật đã bí mật ngưng tụ vòng xoáy hải triều. Toàn thể Huyền Vũ còn lại và hải thú đều biểu hiện rất bình thường, lại đều sẵn sàng trận địa đón quân địch. Giết! Một tiếng sát lệnh vang vọng hư không, thiên hậu dẫn đầu xuất kích, được Đông Hoàng Càn phối hợp, vượt qua không gian, thẳng đến sâu trong đại dương mênh mông, trực diện Huyền Vũ Thái Tổ. Đây không phải bôn tập, mà là kiềm chế lực chú ý. Nhất định phải để gắt gao ngăn chặn lực chú ý của Thái Tổ mới có thể hạn chế uy thế hải triều đại dương mênh mông, thậm chí có thể kịp thời hấp dẫn ánh mắt tất cả yêu thú cùng cường tộc, tranh thủ cơ hội cho bọn người kiều vô hối. Thiên hậu lấy bí lực vô lượng diễn biến sự kỳ diệu của Thái âm Thái dương. Thế gian vạn vật đều có thể tấu nguyên đến hai chữ âm dương. Nhật nguyệt, thời giờ, hùng thư, cương nhu các loại. Vạn sự vạn vật đều là phân âm dương. Âm dương chi đạo, càng là đại đạo đỉnh cấp thế gian. Huyền Vũ Thái Tổ, chờ ngươi rất lâu. Hai tay thiên hậu hoành kích ở hai bên, bên trái thiên địa vô tận rực sáng, bên phải thì là bóng tối vô tận, như nàng chính là giới hạn ánh sáng cùng hắc ám, là ở ngay biên giới sống cùng chết. Ngay cả thân hình gầy gò đều giống như chia âm dương. Hai tay thiên hậu bộc phát, âm dương nhị giới giữa thiên địa chuyển động. Khí tức của sự sống và cái chết cuồn cuộn, mông lung hỗn loạn thiên hải như là mở rộng cánh cửa luân hồi, bao phủ khắp đất trời, đánh tới Thái Tổ. Thiên hậu, ta cũng chờ ngươi rất lâu. Huyền Vũ Thái Tổ mãnh liệt đong đưa thân thể, phát ra tiếng gào thét kinh khủng, huyền minh đại xà sớm đã triệt để hóa thành hư vô khuấy động uy lực và năng lượng khủng bố hít thở không thông, đối diện vỡ nát cánh cửa luân hồi, oanh kích chân thân thiên hậu. Như là một kích liền muốn oanh sát. Một kích. Thời khắc sinh tử. Còn người thiên hậu ngưng tụ, dòng thời gian xung quanh trôi, cưỡng bức cho nàng tranh thủ mấy hơi thời gian ngắn ngủi. Toàn thân thiên hậu phát sáng, âm dương nhị khí lấy thân thể là nguyên, nguồn cội, diễn biến ra đường vân thái cực, tràn ngập tứ chi cùng thân thể, như là tứ chi thông thiên, thân thể là vũ. Trong nháy mắt, bộc phát ra thanh thế kinh thiên động địa, tràn ngập ra khí tức giống như diệt thế. Giờ khắc này, mênh mông thiên hải đều đang oanh minh, giống như là thiên địa sơ khai, hết thảy đều phá toái. Sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là thần huy, khắp nơi đều là loạn lưu. Cực hạn bộc phát như vậy, quả thực gánh vác hư vô đại xà bạo kích. Nhưng thiên hậu tổn hao nhiều sinh cơ, bị đánh thủng phun máu, giống như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Ở thời điểm thiên hậu vượt ngang mấy trăm dặm, khởi xướng trùng kích, tất cả không võ cũng ngay đầu tiên mang theo cường giả ẩn núp giết ra ngũ hành kết giới, vượt qua mấy chục dặm đến vài trăm dặm không giống nhau. Khởi xướng tấn công mạnh tới các khu vực khác nhau. Trong này quan trọng nhất chính là Chu Thiên Thần Tôn cùng Ngô Chính Uyên. Bởi vì Thiên Yêu Thần Tôn là thiên địch yêu thú thậm chí là thú văn nhân tộc, cho nên Chu Thiên Thần Tôn cùng Ngô Chính Uyên không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Một Chu Thiên Chiến Thần, một Hỗn Độn Chiến Thần, đều xúc thế đã lâu mà bộc phát toàn diện. Giết! Đông Hoàng Lăng Tuyệt tự mình chỉ dẫn, vượt qua hư không mênh mông 200 dặm, trực tiếp xuất hiện trước mặt Thiên Yêu Thần Tôn. Thiên Yêu Thần Tôn, đã lâu không gặp. Chu Thiên Thần Tôn vỡ vụn không gian, cường thế giết ra. Chu Thiên Thần kiếm âm vang tranh minh, sát uy tuyệt luân, uy lực trảm thiên diệt địa toàn diện bộc phát, huyết khí mênh mông, tất cả thiên hải đều là màu máu tinh hồng. Người đầu tiên, toàn thân Ngô Chính Uyên phát sáng, ngũ tạng lục phủ đều bắn ra hỗn độn chiều dâng, không có bất kỳ thế công xinh đẹp gì, chính là trọng quyền bạo kích, như có thể vỡ nát thiên địa, đánh xuyên qua vạn vật ngăn trở. Thần cấp hỗn độn trưởng thành cực kỳ khó khăn, nhưng chân chính đạt tới cảnh giới này, không thể nghi ngờ là siêu cấp chiến thần áp đảo chúng sinh. Nhưng, bọn hắn cuồng bạo tập kích, không có nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt bối rối gì từ trên mặt Thiên Yêu Thần Tôn, ngược lại là một nụ cười ý vị sâu xa. Ầm ầm, nương theo một tiếng bạo hưởng một ngạt đến cực hạn, hải triều mãnh liệt sôi trào mãnh liệt xung quanh Thiên Yêu Thần Tôn, thủy triều bay lên trời, mang theo ức vạn tấn lực bộc phát. Tràn ngập uy lực bán đế, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân Chu Thiên Thần Tôn cùng Ngô Chính Uyên. Đột nhiên, dữ dằn.
hai chân Chu Thiên Thần Tôn vỡ vụn, toàn thân run rẩy, ngay cả Chu Thiên Thần kiếm đều rời khỏi tay. Chiến khu Ngô Chính Uyên cứng cỏi, lại nhận đả kích thảm liệt, mất khống chế tại chỗ, bị sóng lớn đánh thẳng vào cuốn về phía bầu trời. Gần như là đồng thời, tất cả cường giả khởi xướng bạo kích nhau nhau bị đánh tan trước mặt đối thủ. Kỳ Lân, Sơn Long cùng Kiều Vạn Niên các thánh linh thậm chí bị tươi sống vỡ nát thành cặn bã, huyết nhục văng tung tóe, nhuộm đỏ mặt biển. Giống. Sau khi Huyền Vũ Thái Tổ đánh tan thiên hậu, phát ra gào thét kinh khủng, mênh mông hải triều cuồng bạo cuồn cuộn, tiếp tục sôi trào, độ cao thẳng bước đến bầu trời mênh mông. Một thủy lao to lớn kéo dài hơn 3.000 dặm, cao tới 5 vạn mét, ầm vang thành hình trong ánh mắt rung động của bọn người thiên hậu. Ha ha, ha ha, ha ha, các ngươi không trông coi Chu Thiên Thần Điện, vậy mà tự mình đi ra. Ha ha, còn muốn đánh lén. Các ngươi là ở Thương Huyền xuôi gió xuôi nước quen thuộc, nghĩ chúng ta dễ ức hiếp. Từng tiếng cười chào phúng quanh quẩn giữa hải triều đang cuộn trào mãnh liệt. Đáng chết, bọn hắn sớm có phòng bị. Xảy ra chuyện gì, bị phát hiện sao? Chúng ta bị nhốt rồi. Bọn người Ngô Thái Bình nhanh chóng lui lại, cưỡng ép chống cự lại hải triều bạo động xung quanh. Không thể nào, không thể nào. Bọn người Đông Hoàng Lăng Tuyệt hoảng loạn rồi, rõ ràng đã nấp rất kỹ. Làm sao lại bị phát hiện? Rất xin lỗi, chúng ta đã phát hiện. Huyền Vũ khống chế, Vô Hạn Sơn Hà, đang chập trùng lên xuống giữa hải triều cuộn trào mãnh liệt. Ta gọi Huyền Đàm, khống chế, Vô Hạn Sơn Hà. Thanh âm hùng hậu, ngữ khí cao ngạo để bọn người thiên hậu lập tức đã hiểu tình cảnh mình. Ta hẳn nên nghĩ tới. Thiên hậu oán hận, nhưng không có bối rối, rất nhanh tỉnh táo lại, chịu đựng thương thế, vắt óc suy nghĩ đối sách. Bọn người Kiều Vô Hối đều tập hợp cùng một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh giác thú triều cùng cường tộc trước mặt. Vốn định tập kích, kết quả bị nhốt lại. Trong lồng giam hải triều này, thực lực của bọn hắn nhận lấy hạn chế cực lớn, nhất là các loại phượng hoàng như Kiều Vô Hối, các loại hỏa thú như Tặc Điểu, càng khó mà thi triển toàn lực. Thái Âm Ngọc Thố, rất bất ngờ lại nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Ngươi là khế ước cùng thiên hậu, trách không được thiên hậu có thể ngắn ngủi mấy chục năm trở lại thần linh cảnh. Huyền Đàm không có nhiều lời, nhưng ngữ khí lạnh lùng đã tuyên án Mê Ly Chi Hải tử hình. Các ngươi có thần tôn thật đúng là không ít, phần thiên thần hoàng vài chục năm cướp bóc đốt giết, đã thành toàn hắn, cũng thành tựu các ngươi. Huyền Lan, đỉnh phong yêu thần Huyền Vũ đế tộc, cũng là tồn tại mạnh nhất, lão tổ cấp yêu thần Huyền Vũ đế tộc ngoài thái tổ ra. Tần Vị Ương, người vậy mà có thể sống đến bây giờ, còn tiến vào thần cảnh. Huyền Mang. Đệ nhị thần Huyền Vũ đế tộc trong thời đại tam thần, bước lên thần cảnh đã hơn nghìn năm, cũng đã từng là người chứng kiến Khương Phàm và Thiên Hậu đại loạn thiên khải, cho nên ánh mắt lạnh thấu xương tập trung vào Tần Vị Ương. Phần thiên thần hoàng đâu? Chạy đến nơi khác chặn đánh rồi. Thật đáng tiếc, hắn không gặp được các ngươi một lần cuối. Đó là hỗn độn chiến khu sao? Giao cho ta cũng muốn nhìn là huyết mạch Huyền Vũ đế tộc chúng ta lợi hại, hay là vị hỗn độn chiến khu này càng mạnh. Huyền Vũ đế tộc Tân Tấn mới yêu thần, Huyền Liệt tập trung vào Ngô Chính Uyên. Ha ha, nơi đó còn có hai đầu Huyền Vũ đâu. Huyền Lan cách rất xa tập trung vào Huyền Vũ khế ước sau lưng thiên hậu, cùng đại vương đang lặng lẽ ẩn giấu đi. Mấy chục con Huyền Quy là xảy ra chuyện gì? Đệ nhị thần Huyền mang âm trầm tập trung vào Huyền Quy thánh linh cùng cảnh giới bán thánh trong đội ngũ. Không cần để ý, tôn kia thần hoàng kia giao cho ta đi. Yêu hỏa thần tôn chủ động đề nghị, ngôn ngữ có vẻ cung kính. Cục diện bây giờ rõ ràng là đế tộc chiếm ưu thế, Huyền Lan bọn người hoàn toàn có thể tùy tiện nuốt vào tất cả thần linh, cho nên hắn chủ động nói ra tương đương với việc đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng, cơ hội cực tốt, hắn không chỉ có muốn tôn thần hoàng kia, càng phải cho hắn thiên yêu đang hấp thu thần hoàng chi viêm. Bọn hắn ở chỗ này tùy ý chọn lựa con mồi, bọn người Kiều Vô Hối sau khi trải qua ngắn ngủi khẩn trương. Nhanh chóng cổ động chiến ý. Kiều Vô Hối ẩn giấu đi thiên phạt thần kiếm, kích ra chiến ý đám người. Huyền Vũ rất mạnh, tất cả mọi người xuất ra thái độ liều mạng. Nói lời khó nghe, chỉ có làm tốt chuẩn bị chết ở chỗ này mới có hy vọng giết ra ngoài. Thiên hậu, ta phối hợp ngươi. Đông Hoàng càn nhìn chằm chằm Huyền Vũ thái tổ xa xa, nơi đó là nguy hiểm chí mạng chân chính. Nhất định phải kiềm chế lại tinh lực thái tổ, nếu không thoáng phân ra chút tinh thần. Cuốn lên vô tận hải triều thì tương đương với mấy triệu hùng binh, tùy tiện uy hiếp được bất kỳ chiến trường nào. Không cần, chỉ mình ta. Thiên hậu quả quyết từ chối.
không nên mạo hiểm, ngài không phải đối thủ của hắn. Chúng ta nhất định phải cuốn lấy hắn. Đông Hoàng Càn nghiêm túc nói. Không cần phải để ý đến ta nói có thể kéo lại thì có thể ngăn chặn. Lần này tập kích là ta phán đoán sai lầm, ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Thiên Hậu không đợi đám người khuyên can, quả quyết phân phối. Kiều Vô Hối, chặn đánh Thiên Yêu Thần Tôn, Chu Thiên Thần Tôn, cuốn lấy vị Huyền Vũ lão tổ thần cảnh đỉnh phong kia. Chưa hết, người ứng phó đối thủ cũ, Ngô Chính Uyên, thu thập Tôn Tân thần kia, Thái Âm Ngọc Thố, thu thập vị truyền thừa giả Vô Hạn Sơn Hà kia. Đông Hoàng Càn, ngươi là mấu chốt. Thiên Hậu không có mở miệng nói chuyện, mà kích phát bí thuật Huyễn Vụ Mê Điệp, xen lẫn thành mộng cảnh giống như hình ảnh, xuất hiện ở trong ý thức tất cả mọi người, không chỉ có âm thanh, càng có thôi diễn chiến thuật. Tương đương với thực hiện một trận tập diễn luyện kích trong ý thức cho bọn hắn. Đám người nhao nhao hít một hơi, kích thích lên chiến ý. Nhất là Đông Hoàng Càn, Tần Thế Võ, Dạ An Nhiên, cùng Lý Dần, gắt gao nắm chặt nắm đấm, thể hiện hung ác đến cực điểm. Chiến thuật tập kích Thiên Hậu vội vàng chỉ định cực kỳ hung hiểm, bọn hắn là quan trọng nhất. Thiên Hậu, để cho ta tới. Được không, ta van cầu ngươi. Trong đám người, chỉ có Kiều Hinh khẽ lắc đầu nói, nước mắt mông lung trong hai mắt. Tuy nói Đông Hoàng Càn là mấu chốt, nhưng chân chính mấu chốt. Ở chỗ Kiều Vô Hối, Thiên Hậu lại muốn hắn. Vẻ mặt Thiên Hậu lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vũ xa xa, không để ý đến Kiều Hinh đang cầu khẩn. Tiếp tục ngưng tụ huyễn cảnh, diễn luyện cho đám người kế hoạch của mình. Từng màn hình ảnh, xẹt qua trong đầu đám người Kiều Vô Hối để bọn hắn thân lâm kỳ cảnh diễn luyện. Diễn luyện, Vô Hối. Kiều Hinh đi đến phía trước, nắm chặt tay Kiều Vô Hối, nước mắt tràn mi mà ra. Mẫu thân, ngài đặt tên cho ta là Vô Hối, là để cho ta không hối hận cả đời. Ta, đời này đã không hối hận. Kiều Vô Hối không quay đầu nhìn mẫu thân đã hai mắt đẫm lệ. Ngắm nhìn phương xa, tiếp nhận lấy hình ảnh Thiên Hậu thả ra. Ta không muốn ngươi chết. Kiều Hinh rơi lệ đầy mặt, tiếng nói yếu ớt, nàng bất lực nhìn trái phải một cái, muốn khẩn cầu có người vì nói chuyện nàng, khuyên nhủ Thiên Hậu. Nhưng, mấy người Dạ An Nhiên đều đắm chìm trong huyễn cảnh của Thiên Hậu, hết sức chăm chú diễn tập. Hướng Vãn Tình phân tán xung quanh, kích ra chiến ý, vận sức chờ phát động. Bọn hắn thậm chí không biết Thiên Hậu đang mưu đồ hành động cụ thể. Có ta chỗ này trông coi, các ngươi, thỏa thích đánh. Huyền Vũ Thái Tổ ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét hùng hậu, hơn đại dương mênh mông chiến trường 3.000 dặm kịch liệt cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng ở bên trong tàn phá bừa bãi lao nhanh, mỗi cỗ mạch nước ngầm đều giống như muốn phá giải đội ngũ Thiên Hậu. Giống, Huyền Vũ cùng hải thú đều hét giận dữ trong đại dương mênh mông. Thái Tổ áp trận, bọn hắn không còn sợ hãi, thỏa thích thi triển. Hải triều không chỉ có thể áp chế thực lực đám người vạn thế, càng có thể ngăn cản bên ngoài xuất hiện đội tiếp viện. Cho dù là Khương Phàm giết tới, đều chỉ có thể trơ nhìn chém giết bên trong. Hống hống hống. Huyền Quy, Minh Quy, Kim Cương Cự Quy, Khiếu Hải Linh Quy, Đà Sơn Quy, Kim Nguyệt Hải Thiềm, Kim Nguyệt Hải Thiềm, Bích Hải Kim Tinh Thú, Thôn Hải Kình các chiến thú cường hãn đều khóa chặt mục tiêu riêng phần mình. Thiên Yêu Thần Cung, Huyết Nguyệt Chiến Tộc, Hải Mị các loại sát ý lạnh thấu xương. Tăng vọt chiến ý. Bởi vì Huyền Vũ đế tộc triệu tập tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng, thực lực tổng hợp bọn cường giả tập kết tại Huyền Vũ đại lục cùng Huyền Vũ hải vực cơ hồ có thể so sánh cùng cường giả vạn thế. Mà, bên trong hải triều mãnh liệt, thực lực của bọn hắn đều tăng vọt gấp bội, lấy một địch hai không có vấn đề. Các huynh đệ, kiếp sau gặp, không có yêu cầu khác, còn có thể trùng sinh tại Thương Huyền đại lục. Bọn người Tiêu Phượng Mô lắc lắc cổ, chiến ý bành trướng. Hung ác khóa chặt những con rùa am hiểu phòng ngự trước mặt bọn họ. Đời này có thể chém giết cùng đế tộc, chết cũng đáng. Không phải là chết thôi sao, chúng ta sợ cái gì? Không sợ. Chúng ta là Thương Huyền thủ hộ giả, chúng ta đại biểu Thương Huyền, không thể ném đi mặt mũi của Thương Huyền. Ngô Chính Uyên, Khương Bá mấy người nhao nhao toát ra khí thế cường thịnh. Dưới cục diện khẩn trương nguy hiểm như vậy, đổi thành thế lực khác chỉ sợ đã tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn trải qua chiến tranh nhiều lắm, áp bách cực đoan ngược lại khơi dậy chiến ý không tiếc bỏ mạng. Thời gian như ngưng kết, từng đôi mắt sung huyết lại riêng phần mình khóa chặt mục tiêu của mình. Thiên Hậu chậm rãi giơ lên tay phải, tinh tế như ngọc, bên trong hải triều bạo động, phía trước thú triều giống như núi lớn, nhìn non nớt yếu ớt, lại như biến thành trống trận lôi chùy. Đông Hoàng Càn đứng ở sau lưng nàng, chậm rãi nhấc ngang hai tay, khuấy động minh mông lực lượng không gian.
Kiều Vô Hối chỉ phía xa Thiên Yêu Thần Tôn. Ngọc Thỏ khống chế hắc thủy, khóa chặt truyền thừa giả, Huyền Đàm. Chu Thiên Thần Tôn, kiếm chỉ huyền vũ mạnh nhất, Huyền Lan. Tần Vị Ương khống chế thạch hổ, trường đao chỉ, Huyền Mang. Ngô Chính Nguyên cùng Tần Thế Võ đụng đụng ánh mắt, lẫn nhau kích phát chiến ý, khóa chặt tân thần huyền vũ. Đây là minh xác tư thái ứng chiến, mà không sai biệt lắm cùng tình huống bọn người huyền vũ dự đoán. Thiên Hậu cùng Đông Hoàng càn dây dưa Thái Tổ, thần tôn khác liều mạng kiềm chế, chế tạo cơ hội cho Ngô Chính Nguyên cùng Tần Thế Võ hai vị tân thần, săn giết thần mới nhất Huyền Liệt. Huyền Liệt cười lạnh, đều là tân thần, hai vị thần mạch, muốn khiêu chiến đế mạch. Huống chi, muốn nói về phòng ngự, huyền vũ số một là đương thời. Các ngươi muốn giết ta càng phải ngăn chặn các ngươi. Chỉ cần hắn nơi này gắt gao ngăn chặn hai vị tân thần kia, Huyền Lan và các lão tổ có thể dần dần hình thành đột phá, chấn áp cường địch, cuối cùng lấy ưu thế áp đảo khống chế chiến trường. Mấy phút đồng hồ sau, tay phải Thiên Hậu giơ cao bỗng nhiên buông xuống, sát lệnh mát lạnh vang vọng hải triều. Oanh! Liên tiếp oanh minh, vang vọng hải triều. Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Chu Thiên Thần Tôn, Thái Âm Ngọc Thố, Tần Vị Ương, Ngô Chính Nguyên, Tần Thế Võ nhao nhao xuất kích. Dựa theo chiến thuật cố định, đuổi giết mục tiêu riêng phần mình. Thẳng tiến không lùi, hướng chết mà sinh, các huynh đệ. Trận chiến cuối cùng, giết. Khương Quỳ, Khương Diễm mấy người toàn thể bạo khởi, cuồng loạn điên cuồng gào thét, chiến ý sôi trào cao vút đuổi giết cường tộc Huyền Vũ Đại Lục cùng Huyền Vũ Hải Vực. Chiến. Chư cường giả Huyền Vũ Đại Lục cùng Huyền Vũ Hải Vực theo biển mà đi, nhấc lên hải triều sôi trào nhanh chóng hoành hành đuổi giết cường địch. Một trận liều chết đối kháng giữa Thương Huyền Đại Lục với Huyền Vũ Đại Lục cùng Huyền Vũ Hải Vực, cũng là chiến trường Thương Huyền lần đầu tiên đại quy mô chiến tranh toàn diện. Chính thức bộc phát. Chiến huyết sôi trào, hải triều bạo động. Hai bên đối diện va chạm. Nhưng, trong chốc lát hai bên va chạm, Huyền Vũ đế tộc trung thực ổn trọng, lần đầu tiên lĩnh giáo đến, khôn khéo của chiến tranh cuồng nhân, Thiên Hậu. Đông Hoàng càn cuốn lên sóng triều không gian, cuồng kích hơn 800 dặm. Mang theo Thiên Hậu đuổi giết Huyền Vũ Thái Tổ. Bên trong tư duy bình thường, Thiên Hậu khẳng định cần Đông Hoàng Càn phối hợp, nếu không chính là đưa đồ ăn cho tổ tiên. Nhưng, trong thân thể yêu kiều ấy lại đang chảy xuôi huyết dịch cuồng bạo. Oanh! Không gian nổ tung, Thiên Hậu xuất hiện, âm dương lưu chuyển, bắn ra đại đạo ánh sáng, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch biến đổi, mỗi một giọt máu tươi đều như cá thể độc lập, bắn ra uy lực và năng lượng cực hạn. Như là giơ tay nâng cửu thiên, chân đạp cửu địa. Như là tham gia cùng thiên địa, cùng sinh cùng tử. Thiên Hậu xuất hiện trong chốc lát, diễn biến ra tuyệt thế thần uy, bạo khởi một kích hướng về phía Huyền Vũ Thái Tổ chính diện. Thần linh đỉnh phong, cực hạn bộc phát. Thiên Hậu, có gan, vậy mà mang theo Thánh Hoàng nghênh chiến bán đế như ta. Huyền Vũ Thái Tổ mãnh liệt đong đưa chiến khu, trong chốc lát ngưng tụ triều dâng hải thế. Như là trao đổi 50 vạn dặm nội hải Huyền Vũ Đại Lục, hình thành 9 tầng bình chướng, ngạnh kháng lấy âm dương nhị đạo của Thiên Hậu. Ầm ầm, mênh mông hải triều đều giống như sôi trào, tuyệt thế khủng bố, kinh thế rung động. Huyền Vũ Thái Tổ không có bất kỳ mập mờ gì, đây thật sự là một kích toàn lực. Thiên Hậu cuồng loạn phóng thích cực hạn, vô tình tháo chạy trước mặt hải triều bạo động, hải triều mãnh liệt mang ước vạn tấn năng lượng cuồng bạo che mất Thiên Hậu. Bên trong vô tận hải triều khuấy động lít nha lít nhít vòng xoáy, giống như muốn tươi sống xé nát nàng. Thất khiếu Thiên Hậu chảy máu, nhưng trầm ổn tỉnh táo, thời gian bí lực lưu chuyển, trước người sau người bạo khởi âm dương ngư, quấn quanh nàng du tẩu ở giữa hải triều, cực lực tránh khỏi trùng kích chí mạng. Nơi này bộc phát, tương đương với mũi nhọn chiến tranh chân chính như ý nghĩa. Đông Hoàng Càn sau khi đưa Thiên Hậu đến, không có lại bồi tiếp, mà mượn nhờ Thiên Hậu nghênh kích Thái Tổ, thời khắc hấp dẫn lực chú ý Thái Tổ cùng năng lượng vi diệu. Diễn dịch vượt qua cực hạn không gian, cưỡng ép vượt qua hơn 1.000 dặm, đột nhiên xuất hiện ở chiến trường giữa Tần Thế Võ cùng Ngô Chính Nguyên. Tân thần Huyền Liệt đang khống chế hải triều, hình thành phòng ngự tuyệt đối, chặn đánh Tần Thế Võ cùng Ngô Chính Nguyên bạo kích, không, hẳn là muốn cuốn lấy Tần Thế Võ cùng Ngô Chính Nguyên. Nhưng, Đông Hoàng Càn bỗng nhiên đuổi tới, thoáng qua biến mất, cưỡng ép cuốn đi Ngô Chính Nguyên, lại lần nữa vượt qua không gian, đuổi giết Thiên Yêu Thần Tôn nơi đó. Cùng lúc đó, sau khi Tần Vị Ương ngạnh kháng Huyền Mang một kích, quả quyết lui lại. Mà Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhanh chóng hiện ra không gian, Dạ An Nhiên cùng Lý Dần đưa đến trước mặt, sau đó trong lúc thoáng qua cuốn đi Tần Vị Ương thừa cơ tháo chạy, cũng vượt qua không gian, xông về Thiên Yêu Thần Tôn.
Một trận diễn dịch chiến thuật phối hợp sớm trước đó đã làm ra. Một trận bôn tập tranh đoạt từng giây dạng nhảy vọt đang được thực hiện. Mấu chốt ở chỗ tốc độ Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt phối hợp. Mấu chốt nhất ở chỗ Thiên Hậu dự phán đối với chiến tranh, đối với Huyền Vũ bọn họ đám Huyền Vũ am hiểu phòng ngự, cho nên việc đầu tiên làm trước khi khai chiến chính là chống cự, mà không phải phản kích, cho nên bọn người Tần Vị Ương có thể sau một kích tùy tiện thoát thân, không bị dây dưa, cũng có thể tùy tiện mượn nhờ năng lượng không gian vượt qua bôn tập mục tiêu chân chính. Quả nhiên, gặp phải bọn người Tần Vị Ương trùng kích, đám Huyền Lan đều không ngoại lệ lựa chọn lấy hải triều phòng ngự, không chỉ là thói quen mà thôi, càng là muốn mượn phòng ngự tiêu hao khí thế đối phương, sau đó lại khởi xướng phản kích. Thời điểm sau khi lấy thân làm mồi, thành công hấp dẫn lấy thái tổ tinh lực, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt giống như thiêu đốt sinh mệnh nhanh chóng vượt qua, thành công đưa lên đồ ăn cho Thiên Yêu Thần Tôn Cao Ngạo. Kiều Vô Hối đầu tiên đối diện giết tới, hóa thân bất diệt thần hoàng, tại chỗ niết bàn. Ầm ầm. Oanh tạc gần như tự bạo để Thiên Yêu Thần Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật sự không có trải qua đấu pháp như thế này, trước đi lên nổ một cái. Liệt diễm cuồn cuộn, nhấc lên hải triều kinh khủng ba động, như ngay cả nước biển đều bốc cháy lên. Ngọa tào ngươi! Thiên Yêu Thần Tôn bị nổ bạo tại chỗ, huyết nhục bị tạc mơ hồ, chật vật nhấc lên. Nhưng hắn chung quy vẫn là nhân vật cấp thần tôn, mà dừng lại tại thần cảnh đã ngàn năm. Hắn tức giận cưỡng ép khống chế được thân thể. Giờ cao Thiên Yêu Đăng, thần uy bộc phát, cường thế trùng kích, trong nháy mắt thượng cổ yêu đèn sôi trào, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, từng luồng huyết quang yêu dị giống như nguyền rủa lan tràn trong phượng hoàng liệt diễm. Mặc dù hắn rất tức giận rất chật vật, nhưng đã hiểu ảo diệu của Niết Bàn. Bất diệt thần hoàng là tự mình bạo tạc, sau đó dục hỏa trùng sinh trong hỏa diễm đang bắn nổ khắp nơi. Cho nên, bắn nổ hỏa diễm tương đương với chính là bất diệt thần hoàng chính là ngọn lửa này. Chỉ cần ăn mòn hỏa diễm, chính là ăn mòn bất diệt thần hoàng, sau đó ngăn cản Niết Bàn. Không thể nào Niết Bàn, bất diệt thần hoàng trong trạng thái hỏa diễm có thể bị Thiên Yêu Đăng tươi sống đốt thấu. Thiên Yêu Đăng là khắc tinh của yêu tộc thiên hạ, bao gồm cả ngươi. Bất diệt thần hoàng, Thiên Yêu Thần Tôn toàn thân rách dưới, lại điên cuồng gào thét phát ra liệt diễm, toàn lực thúc giục thần khí Thiên Yêu Đăng. Nhưng, không gian cuồn cuộn. Ngô Chính Nguyên đột nhiên xuất hiện trong liệt diễm đang sôi trào bạo động. Quá đột nhiên, Ngô Chính Nguyên chiến huyết cuồn cuộn, trọng quyền bạo kích, giống như viên tinh cầu hỗn độn hoành hành, rắn rắn chắc chắc đánh vào lồng ngực Thiên Yêu Thần Tôn. Thiên Yêu Thần Tôn vừa mới bị tạc rách dưới, làm sao có thể tiếp nhận cuồng bạo trùng kích, đại phồn như giản của hỗn độn chiến tộc. Răng rắc giòn vang, xương cốt vỡ nát, trái tim nổ tung, thân thể già nua bay tứ tung ra ngoài. Thiên Yêu Đăng rơi khỏi tay. Thiên Yêu Thần Tôn, không lo làm chủ nhân hải dương của ngươi, nhất định phải đến Thương Huyền chịu chết, thành toàn cho ngươi. Mảnh sóng chiều không gian thứ hai nổ tung ở phía sau Thiên Yêu Thần Tôn đang tháo chạy. Theo Đông Hoàng Lăng Tuyệt dẫn dắt, Tần Vị Ương khống chế thạch hổ hung ác xiết ra, trường đao cuồng quyển, đánh ra đao cương hóa đá, lấy uy lực thần hồn huyết nhục phong tuyệt, chặt đứt ngang Thiên Yêu Thần Tôn. Ầm ầm. Phượng Hoàng yêu hỏa cuồn cuộn kịch liệt, Kiều Vô Hối dục hỏa mà thành. Huyết mạch nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cuồng tính vẫn không giảm, linh vũ rời khỏi cổ, nở rộ ánh sáng vô tận, tiên diễm xinh đẹp, tản ra ánh sáng cực kỳ bá đạo. Thương thương thương, chín sợi linh vũ giống như là chín thanh sát kiếm, hư ảnh bao quanh trật tự giống như xiềng xích, diệt sát tất cả mọi thứ trên thế gian. Giết, ánh sáng toàn thân bất diệt thần hoàng bỗng nhiên ảm đạm, chín sợi linh vũ lại tăng vọt ánh sáng đến cực hạn, giống như là chín mặt trời, càng giống như là chín thanh thần kiếm. Uy thế giờ khắc này thẳng bức thần hoàng đỉnh phong. Huyết mạch thần hoàng, huyết mạch mạnh nhất dưới đế mạch Chu Tước, càng là có thể chống lại huyết mạch Cự Long, Thiên Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Chu Tước, đối tiêu chính là Long tộc, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đế quân. Thần hoàng, đối tiêu chính là đế quân yêu thần chưa thành. Thiên Yêu Thần Tôn hồi hộp, nhưng không đợi phản kháng, Đông Hoàng Toại đã cuồng dã dẫn dắt Ngô Chính Nguyên lần nữa giết tới. Giết giết giết. Ngô Chính Nguyên bộc phát cuồn cuộn thần uy, trọng quyền bạo kích, liên miên bất tuyệt, như hàng vạn tia lôi chiều cuồng liệt che mất Thiên Yêu Thần Tôn. Tần Vị Ương khống chế thạch hổ, nhanh chóng xung đột, liên tiếp chặn đánh Thiên Yêu Thần Tôn phản kích cùng tránh thoát. A, cứu ta! Thiên Yêu Thần Tôn hoàn toàn bị tổ hợp quyền, liên tiếp đánh phủ, chật vật phản kích, lại liên tiếp bị trọng thương. Ngay lúc này, Kiều Vô Hối đột nhiên quát lên chói tai,
chín chuôi sát kiếm mang theo uy lực và năng lượng tuyệt luân, phóng thích toàn diện. Uy lực sát lục cuồn cuộn khắp chiến trường, tràn ngập đất trời bao phủ tới, giống như xiềng xích vô hình, quấn chặt lấy Thiên Yêu Thần Tôn. Mẫu thân nó, chết thật uất ức. Tần Vị Ương lưu lại câu nói, khống chế thạch hổ nhanh chóng rút lui. Ngô Chính Uyên ngưng tụ hai cánh hỗn độn ở sau lưng, nháy mắt chấn kích, xé rách hải triều, nhanh chóng lùi lại hơn 10 dặm. Thiên Yêu Thần Tôn sợ hãi đến điên, quả quyết liền muốn rút lui. Dù sao hắn cũng là thần tôn, muốn chạy trốn, còn kịp. Nhưng, đi qua ngươi đi. Đông Hoàng Càn vẫn còn ở lại chỗ này, uy lực bán thần thôi động cánh tay thần bên phải, hiện ra giam cầm thần cấp. Thiên Yêu Thần Tôn đang muốn thoát khỏi thì thân thể tàn phế bị cưỡng ép di chuyển, liền nhào tới đón lấy chín chuôi thần kiếm. Thần Tôn, các cường giả Thiên Yêu Thần Cung hoảng sợ thét lên. Cứu ta! Thiên Yêu Thần Tôn gào thét thê lương, cường tuyệt như thần, giờ phút này hắn lại sợ hãi. Nhưng, các huyền vũ đều bị dây dưa kéo lại, huyền vũ Thái Tổ càng bị Thiên Hậu phát khởi đợt thế công thứ hai quấn quanh. Trong chớp mắt, Thiên Phạt Thần Kiếm phách trảm đại dương minh mông, cuồng kích Thiên Yêu Thần Tôn. Phốc phốc! Chiến khu tàn phá của Thiên Yêu Thần Tôn bị đánh thành mảnh vỡ. Linh hồn giống như rơi xuống tế đàn thiên địa, hủy diệt trong cuồng chiều thiên phạt vô tận. Quá đột nhiên! Chiến tranh rõ ràng vừa mới bắt đầu, một tôn thần lại bị chém giết. Không chỉ có các huyền vũ không kịp phản ứng, mà ngay cả Thiên Yêu Thần Tôn đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Biến cố không thể tưởng tượng nổi, thật sự rõ ràng phát sinh ở sâu trong chiến trường. Tốt, 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 tốt! Bọn người Bạch Tai, Khương Quỳ thì cuồng nhiệt gào thét, toàn thân cuồn cuộn lên sóng nhiệt. Đây chính là chiến thuật Thiên Hậu diễn dịch trong đầu cho bọn hắn. Dưới cục diện khẩn trương tuyệt vọng như vậy, vậy mà lại có thể nhanh chóng tính toán ra chiến thuật phân phối tinh diệu đến thế, lại cho chiến trường thần linh thấy phản sát giống như nghệ thuật. Không hổ là Thiên Hậu, thống soái trời sinh. Nhưng, phản sát, chỉ vừa mới bắt đầu. Liệp Thần, chỉ là mồi nhử. Đông Hoàng Càn đưa tiễn Thiên Yêu Thần Tôn, sau đó vượt qua không gian, xông về Ngô Chính Uyên, mang theo hắn thẳng đến chiến trường của bọn người Dạ An Nhiên. Bọn người Dạ An Nhiên trung quy vẫn là Thánh Hoàng, một khi huyền vũ nổi giận, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tần Vị Ương cuốn hài cốt Thiên Yêu Thần Tôn đi, lại được Đông Hoàng Lăng Tuyệt hiệp trợ, cũng đuổi giết đến chỗ Dạ An Nhiên nơi đó. Kiều Vô Hối thì phát động liệt diễm, nghênh kháng hải triều xông về phía Thiên Hậu, mà, ra vẻ tùy tiện. Ra vẻ phách lối. Các ngươi, huyền vũ nhao nhao nổi giận, dám ở trước mặt bọn chúng đùa bỡn mánh khóe, còn thành công săn giết một tôn thần, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đầu tiên chính là bộc phát truyền thừa giả, Huyền Đàm. Nếu có thể bị thiên đạo chọn chúng, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, nó cuồng dã tiến lên, mạnh mẽ đâm tới, xung quanh phun trào sơn hà, khởi xướng bạo kích đối với Thái Âm Ngọc Thố ở trước mặt. Tiếp đó chính là thần hoàng đỉnh phong, Huyền Lan. Uy lực đỉnh phong được bộc phát toàn diện, một kích đã đánh bay Chu Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn mặc dù cường hãn, nhưng thật không phải đối thủ của yêu thần đỉnh phong, cũng không dám tại loại chiến trường này vận dụng cái chủng loại, huyết tế, như ở cuộc chiến Côn Lôn kia, nếu không vài phút qua đi, hắn sẽ liền xong rồi. Nhưng, Chu Thiên Thần Tôn vẫn điên cuồng xuất kích, lấy Thiên Phạt Thần Kiếm toàn lực chặn đánh. Dù sao nhiệm vụ cũng chính là liều chết chặn đánh, mà không phải chém giết. Mà Dạ An Nhiên và Lý Dần nơi đó thì tiếp nhận lửa giận đến từ đệ nhị thần, Huyền Mang. Huyền Mang là lão thần ngàn năm, mà còn là huyền vũ cấp yêu tổ, bộc phát toàn diện dưới cơn tức giận, nhấc lên sóng chiều khủng bố hủy trời diệt đất. Hai thánh hoàng cũng muốn ngăn cản nó. Đây là đang nhục nhã nó sao? Dạ An Nhiên cùng Lý Dần bị đánh bay, thân thể răng rắc giòn vang, giống như bị tươi sống vỡ nát. Oanh! Dạ An Nhiên nhịn đau, không sợ hãi. Dưới khuôn mặt thánh khiết là sự cường thế tuyệt đối không khuất phục. Nàng lấy uy lực bán thần, thôi phát ngũ hành đồ đằng, cũng hiện ra thần uy chân chính, diễn biến thế giới ngũ hành ở bên trong hải triều hỗn loạn, giống như là vung ra một mảnh lưới lớn, hung hãn xông tới bao phủ Huyền Mang. Chẳng những không có lui, ngược lại còn đón đầu mà lên. Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Phượng Bảo Nam và các thánh vương thánh hoàng đón lấy hải triều vọt tới nơi này, từ các phương hướng khác nhau dung nhập thế giới ngũ hành. Hóa thành nguyên lực thế giới, gia cố thế giới, càng đề cao thực lực của Dạ An Nhiên. Nhất là kim đồ đằng của Cơ Lăng Huyên cùng địa đồ đằng của Tiêu Phượng Ngô, càng là phóng xuất ra kim nguyên lực cùng thổ nguyên lực không có tận cùng. Lý Dần theo sát xông vào thế giới ngũ hành, lấy uy lực bán thần,
kích phát thần uy của cái khiên, trong liệt diễm cuồn cuộn xuất hiện mê ảnh sơn hà đại lục, như là một con hỏa điểu hoành hành trong đại lục. Một pháp trận nho nhỏ mà vọng tưởng khống chế ta. Huyền mang đại bạo phát, bên trong quy giáp như là phong tồn lấy đại dương mênh mông, ầm ầm ù ù đổ xuống, hóa thành hải triều vô biên cuồng kích bốn phương tám hướng, muốn chấn vỡ pháp trận này. Bọn người Dạ An Nhiên tiếp nhận lấy áp lực cực lớn, nhưng ngũ hành đồ đằng quá đặc thù, đã bị thần thụ thế giới tế hiến tỉnh lại, năng lượng ngũ hành kinh khủng lao nhanh ra, tiếp tục gia cố thế giới ngũ hành. Bọn người Cơ Lăng Huyên với cảnh giới Thánh Vương Thánh Hoàng càng là cùng đồ đằng tỏa sáng, để thế giới ngũ hành càng giống như là thế giới, thể hiện ra thần uy thật sự. Lý Dần thì không sợ chết dây dưa, lấy chiến khu bán thần chính diện ngạnh kháng với yêu thần Huyền Mang. Thực lực của Huyền Mang cường hãn, mỗi lần bạo kích đều đánh bay Lý Dần, nhưng cái khiên kia lại là thật sự siêu cấp thần khí do lục địa diễn biến, luôn có thể thay Lý Dần chịu đựng lấy đả kích chí mạng. Cho nên, Lý Dần lần lượt bị đánh bay, lần lượt lại giết trở về, cứ việc be bét máu thịt, cứ việc đau đến không muốn sống, nhưng chiến hỏa không tắt, chiến ý vĩnh viễn không khô cạn. Huyền Mang lại bị khốn trụ. Nhưng, điều thật sự kinh khủng lại là Thái Tổ bộc phát. Ngươi chơi chiến thuật với ta, ta liều thực lực với ngươi. Thái Tổ cuồng dã bước lên, băng vào phòng ngự cường tuyệt, hoàn toàn không thấy Thiên Hậu chặn đánh. Thiên Hậu, ngươi nhìn kỹ cho ta. Hải triều mãnh liệt cuồn cuộn, chấn động không gian, hư vô đều giống như đại dương nhấc lên sóng cả cao vạn trượng. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhận phải trùng kích mãnh liệt, như sóng đảo đi thuyền, hỗn loạn mà chật vật, cơ hồ nửa bước đều khó đi. Ngô Chính Uyên cùng Tần Vị Ương trốn ở trong hư không, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng Kiều Vô Hối đơn độc hoành hành tại hải triều lại nhận lấy chiếu cố trọng điểm. Oanh, rầm rầm rầm, triều dâng nhấc lên, chồng chất, liên miên bất tuyệt. Như là móng vuốt của Huyền Vũ Thái Tổ, mãnh liệt đánh Kiều Vô Hối ra. Kiều Vô Hối bị gắt gao nghiền ép ở bên trong hải triều, áp lực kinh khủng còn muốn đáng sợ so với không gian giam cầm, để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Ta là con của Chu Tước, ta là bất diệt thần hoàng. Hoàng viêm không tắt, hoàng huyết không ngớt, ta, vĩnh sinh bất tử, con rùa già, ngươi, không giết chết được ta, ngươi không giết chết được ta, con rùa già. Kiều Vô Hối gần như điên cuồng gào thét, điên cuồng đốt cháy bất diệt thần viêm, chống cự lại áp chế cuồng dã. Hung hãn không sợ chết, lại phách lối đến cực độ. Con rùa già, buông hắn ra. Thiên Hậu liên tiếp diễn biến kỳ lân chiến kỹ, đằng xa chiến kỹ, điên cuồng tấn công Huyền Vũ. Nhưng, Thái Tổ quá mạnh, toàn thân hơn 9 phần đã hư vô, hải triều bạo động phóng thích chồng chất, vô tình ngăn trở tất cả thế công của Thiên Hậu. Hắn nhất định phải tự mình giết chết mấy kẻ tập kích thần kia. Cái tên bất diệt thần hoàng này, chính là kẻ đầu tiên. Con của Chu Tước cái gì, bất diệt thần hoàng cái gì ở trước mặt hắn, chính là một con chim chết. Răng rắc, Kiều Vô Hối điên cuồng giãy giụa nhưng không có đổi lấy thoát khốn, mà lại bị trà đạp nghiền nát tươi sống ở bên trong hải triều kinh khủng. Hình ảnh đầy máu cực kỳ thảm thiết. Một tôn thần hoàng bị tàn nhẫn nghiền chết như vậy, cũng mang cho toàn trường rung động không có gì sánh kịp. Thái Tổ trung quy vẫn là Thái Tổ, quá mạnh. Không hổ là tồn tại đến gần bán đế vô hạn. Nhưng, Thiên Hậu đột nhiên hiện ra Côn Bằng bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật, thừa dịp Thái Tổ toàn lực trấn áp Kiều Vô Hối, đột phá hải triều không thể tưởng tượng nổi, giết tới gần đó. Côn Bằng, siêu cấp hải thú tranh bá cùng Huyền Vũ tại thời kỳ Hồng Hoang. Tương đương với Tổ Kỳ Lân bị Long tộc kiêng kỵ, Côn Bằng là uy hiếp mà Huyền Vũ kiêng kỵ nhất tuyệt đối không cho phép sinh ra. Khi Côn Bằng ở bên trái, Huyền Vũ bên phải, hai tôn thần thú đỉnh phong mãnh liệt giúp đỡ, để Thiên Hậu nắm lấy cơ hội, thực hiện nghịch tập. Ầm ầm, Thiên Hậu xuất hiện ở trước mặt Huyền Vũ Thái Tổ, Côn Bằng bạo kích, nghịch loạn hải triều, Huyền Vũ đột tiến, dung chuyển đại dương mênh mông. Chiến khu nguy nga gần như hư vô của Huyền Vũ Thái Tổ vậy mà lại ngửa mặt bay ra ngoài. Kiều Vô Hối bị nghiền nát nắm lấy cơ hội thiêu đốt hoàng viêm hừng hực, lần thứ hai niết bàn, lông vũ hoa lệ. Thần uy bạo động, tiếng gáy to mát lạnh, cao điệu phát tiết mình đã trở về. Ta nói, con rùa già ngươi không giết chết được ta. Nhìn đi, ngươi nhìn một chút đi, lão tử lại còn sống. Thiên Hậu, ta đến giúp ngài. Hôm nay, giết bán đế. Kiều Vô Hối huy động liệt diễm, hoành hành trong đại dương mênh mông, không sợ chết đuổi giết Huyền Vũ. Tiếp tục lấy ngôn ngữ kích thích, tiếp tục lấy bộc phát cuồng tính. Ầm ầm, hải triều bạo động. Đinh tai nhức óc, Thiên Hậu bị vô tình đánh bay, máu tươi phun tung tóe,
Côn Bằng cùng Huyền Vũ lần lượt vỡ vụn. Ở trước mặt thực lực kinh khủng gần như bán đế, cuối cùng Thiên Hậu vẫn khó mà chống cự lại được. Con rùa già, không phải ngươi muốn giết ta sao? Chỉ bằng con rùa ngươi này, còn muốn giết thần hoàng. Ngươi, kém một chút. Kiều Vô Hối tùy tiện hét dữ, liệt diễm đốt cháy hải triều, ánh lửa cuồn cuộn, ngạnh kháng lấy hải triều bạo động, nhanh chóng tới gần Thái Tổ. Thái Tổ đã thật sự tức giận. Lấy địa vị của nó tại Huyền Vũ đế tộc, thậm chí là địa vị trong toàn yêu tộc, đều gần với đế quân. Mặc dù mấy ngàn năm không có ra ngoài, nhưng địa vị cùng ảnh hưởng chưa bao giờ yếu bất dù chỉ nửa phần, nhưng con hỏa điểu này lại dám lớn nói lời không biết thẹn như thế, không ngừng réo lên con rùa, còn phách lối xông lại phía nó. Cái này giống như một con chó con không biết tự lượng sức mình, sủa inh ỏi gọi bậy đối với nó. Giống, toàn thân Thái Tổ cuồn cuộn hư vô, trong chốc lát bạo phát ra nguồn uy lực và năng lượng biển động hủy trời diệt đất, như là thập tam hải đều đang bạo động, tất cả năng lượng hội tụ đến đây vào giờ khắc này. Kiều Vô Hối bị đối diện vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, liệt diễm tán loạn. Thê thảm, đầy máu. Kiều Hinh từ đầu đến cuối chú ý nơi này nước mắt rơi như mưa, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản hắn điên cuồng. Ngô Chính Uyên cùng Tần Vị Ương chật vật xô ra hư không thì âm thầm cổ động, nhanh đi, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Ngay lúc Thái Tổ chuẩn bị thừa cơ triệt để chấn áp Kiều Vô Hối, Thiên Hậu lại lần nữa đánh tới giống như là một con ruồi. Siêu cấp truyền thừa của Tổ Kỳ Lân, ngũ hành phong lôi thiếu âm thiếu dương, diễn biến ra hồng mông thiên tán. Cơ thể nàng biến mất giống như bị kéo tới một cái thế giới thật lớn, hung tợn đập tới Thái Tổ. Ầm ầm, Thái Tổ lần nữa bị rung chuyển, mặc dù vẫn không có bị thương, nhưng thịt nát cùng liệt diễm ở xa xa lại lần nữa cuồn cuộn, bất diệt thần hoàng hầu như bất tử bất diệt lần nữa dục hỏa trùng sinh. Lần thứ ba, sau khi bất diệt thần hoàng bước lên cảnh giới thần linh, cơ hồ đã đạt tới trình độ bất tử bất diệt, truyền thừa Chu Tước, Niết Bàn, được diễn dịch đến cực hạn, thậm chí mạnh hơn Chu Tước tại vấn đề này. Ta nói, ngươi không giết chết được ta. Kiều Vô Hối đau đớn đến ngạt thở, nhưng cuồng loạn điên cuồng để hắn triệt để bạo tẩu, liệt diễm sôi trào, diễn biến ra chín chuôi sát kiếm, không quan tâm nhào về phía Thái Tổ. Không xong rồi. Thái Tổ nổi giận, cuồng dã bước lên, chủ động nhào về phía bất diệt thần hoàng giết không chết. Con rùa già, nhận lấy cái chết. Kiều Vô Hối lần nữa kích phát thực lực cường hãn, lấy linh vũ diễn biến chín chuôi sát kiếm, như là trật tự giết chóc quấn quanh, bổ về phía Thái Tổ. Thái Tổ tức giận không kiềm chế được, chỉ cái này. Chỉ bằng cái này mà muốn đánh chết ta. Lăng mạ này ai đây? Mấy ngàn năm không có ra tay, thiên hạ quên nó cường hãn cỡ nào rồi sao, hay là bọn oát con này căn bản không biết cái gì gọi là bán đế, oanh. Sát chiêu mạnh nhất mà Kiều Vô Hối vẫn lấy làm kiêu ngạo, liên tiếp vỡ nát ở trước mặt chiến khu hư vô của Thái Tổ. Thái Tổ hoành hành, chiến khu hư vô đột nhiên mở ra, lỗ đen, một ngụm nuốt lấy Kiều Vô Hối. Bên trong chiến khu hư vô giống như một đại dương hư vô mênh mông, bên trong là chính thế giới hải dương của hắn, tiến vào chẳng khác nào triệt để phong bế, không phải trấn áp, mà chính là hòa tan. Nhìn xem ngươi còn phách lối thế nào. Huyền Vũ Thái Tổ nuốt Kiều Vô Hối vào. Ở bên trong điên cuồng luyện hóa, bắt đầu tập trung tinh lực ứng phó với Thiên Hậu. Nhưng, Thiên Hậu trước đó còn điên cuồng tiến công, đột nhiên lại ngừng vào lúc này. Trước mặt thực lực tuyệt đối, chiến thuật vô dụng, nhưng rất đáng tiếc, ngươi vẫn chưa tới vấn đề thực lực tuyệt đối, càng không đạt tới tình trạng để cho chiến thuật của ta vô dụng. Săn giết Thiên Yêu Thần Tôn chỉ là mồi nhử, mục tiêu thật sự của ta. Là ngươi, lão già, ngươi trúng kế rồi. Huyền Vũ Thái Tổ đang muốn bạo phát thế công thì từ từ dừng lại. Chỉ bằng hai kẻ con người các ngươi, để cho ta trúng kế. Để bất diệt thần hoàng tự bạo trong thân thể ta sao? Thân thể của ta chính là một đại dương mênh mông vô biên, hắn tự bạo mạnh hơn nữa cũng đều vén không ngã đại dương. Mà Huyền Vũ kiêu ngạo nhất chính là phòng ngự cùng năng lực khôi phục, ngươi. Quá ngây thơ rồi. Toàn thân Thiên Hậu lưu chuyển bí lực vô lượng, lặng lẽ ngưng tụ uy lực thái âm thái dương, tiếp tục giằng co. Mặc dù ngươi ngủ say tại đế tộc nhưng hẳn đã nghe nói qua Thương Huyền Đại Lục từng xuất hiện qua một thanh thần kiếm, tên là Thiên Phạt. Huyền Vũ Thái Tổ thoáng cảnh giác. Thần kiếm của Thái Võ Nhân Hoàng, bị Quang Mang Thần Điện đạt được. Sau khi Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt thì đã bị Bùi Tu Nghiệp đưa đến Xích Thiên Thần Triều. Bây giờ, hẳn là đang ở Thái Uyên Cực Địa. Thiên Hậu cười lạnh. Ngươi khẩn trương. Thiên Phạt Thần Kiếm, tại Thái Uyên Cực Địa.
Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên tức giận gào thét, hư vô toàn thân đều biến vặn vẹo. Ta thật không nghĩ tới người dám đến thương huyền, nhưng người hẳn là cũng không nghĩ tới, lão nương ta. Không dễ chọc. Bí lực vô lượng bắn ra từ trong cơ thể thiên hậu, âm dương lưu chuyển, diễn biến thái cực, hóa thành lưỡng nghi, sinh sôi tứ tượng. Toàn thân nàng hiện ra đường vân cổ lão mà quỷ bí, thần bí khó lường, mênh mông bát ngát. Hải triều kịch liệt cuồn cuộn ở xung quanh, trải rộng ra bát quái đồ trận, càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm các loại phù văn bát quái tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, cộng minh cùng đất trời. Vậy mà cưỡng ép mở ra cánh cửa càn khôn, muốn cùng rời khỏi thế giới này. Nàng không phải muốn chạy, mà muốn chuẩn bị tiếp nhận Thái Tổ nổi giận phát tiết sau một khắc nữa. Gần như là đồng thời, Kiều Vô Hối bị nuốt vào trong đại dương hư vô đã tế khởi thiên phạt thần kiếm mà hắn một mực áp chế không có sử dụng. Thiên phạt kiếm tỏa ánh sáng chói mắt mà quỷ bí, chiếu thấu trong hồn phách Huyền Vũ hư vô. Giờ khắc này, hư vô vô tận như là xuyên suốt hư không, xúc động thiên kiếp. Huyền Vũ Thái Tổ có chút hoảng hốt, sau đó rốt cuộc cũng bắt đầu sợ hãi. Nó kỳ thật đã nên bước lên cảnh giới bán đế từ thật lâu trước đó, chỉ là cưỡng ép phong ấn thực lực, áp chế tiến trình hư vô hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, nó dần dần bắt đầu cảm nhận được thiên phạt tồn tại, như đã bị khóa chặt. Bình thường mà nói, chỉ cần đi đến bán đế, nên chuẩn bị nghênh đón thiên phạt, coi như ngươi không chủ động đi đến đăng thiên kiều, 3 năm 2 năm, hoặc tầm 5-3 tháng, thiên phạt cũng sẽ chủ động giáng lâm. Nhưng nó đã cưỡng ép áp chế hơn ngàn năm, dần dần bị thiên phạt khóa chặt, liền mang ý nghĩa chỉ cần nó tiến tới bán đế, thiên phạt sẽ trước tiên xé rách càn khôn, tập trung đến trên người hắn. Cho nên nếu nó tiến vào thương huyền, cũng không có đổ sát quá cản rỡ. Cũng chỉ là ở chỗ này ngưng tụ thủy lao, ngăn chặn thiên hậu, chiến đấu giao cho tộc nhân. Sau đó nơi nào có cần, hơi chiếu cố cho nơi đó, cho đến khi đến tất cả cường giả vạn thế thần triều toàn bộ đều bị oanh sát. Nhưng bây giờ, thiên phạt thần kiếm lại rơi xuống trong thân thể của nó. Thần khí dưới tình huống bình thường sẽ giết không chết nó được, nhất là bị vây ở trong đại dương mênh mông. Nhưng, thiên phạt thần kiếm không giống như thế, tương đương với một cái kíp nổ. Thiên phạt đưa tới rất có thể sẽ vô cùng khủng bố. Tiện nhân, Huyền Vũ Thái Tổ tức giận, chiến khu hư vô giống như lỗ đen kinh khủng, hơn 3.000 dặm đại dương xung quanh cưỡng ép thôn nạp thủy lao. Quá đột nhiên, mà phương thức thủy chiều xuống lại cực kỳ tấn mãnh. Huyền Vũ Thái Tổ gần như không quản không để ý cưỡng ép kéo lấy hải chiều, đến mức số lượng lớn hải thú, thậm chí là huyền vũ, cũng bao gồm các cường giả vạn thế đang chém giết, đều bị cuồng dã cuốn vào. Mênh mông mấy ngàn dặm, hội tụ trong vài phút ngắn ngủi. Loại tốc độ này đưa tới lực kéo, quả thực là hủy diệt không cách nào kháng cự được nổi. Hải triều triệt để hỗn loạn, tiếng la giết trước đó biến thành tiếng kêu rên tuyệt vọng. Sau khi Huyền Vũ Thái Tổ cuồng nuốt 3.000 dặm hải triều, nó điều động năng lượng đại dương trong hư vô, đánh ra bạo kích hủy diệt tới thiên hậu, một mảnh triều dâng hư vô giống như tấm màn đen vén trời mà lên. Lại khuấy động năng lượng hải triều không có tận cùng. Bành! Không gian phá toái, thiên kinh động địa. Cánh cửa càn khôn mà thiên hậu lấy âm dương bát quái mở ra mãnh liệt xung chuyển, khí tức thái âm cuồn cuộn, uy lực thái dương cuồn cuộn, cố gắng chống cự lại bạo kích đang kéo dài. Nhưng, chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, cánh cửa càn khôn theo vỡ tan không gian, vô tình sụp đổ. Sóng triều hư vô kinh khủng như là huyền vũ bạo phát móng vuốt, rắn rắn chắc chắc đập vào trên thân thiên hậu. Thiên hậu run rẩy, năng lượng kim hống cùng đằng xà quấn quanh thân thể vỡ vụn ngay tại chỗ. Số lượng lớn thịt nát cùng nội tạng bị cuốn vào hư vô hắc ám, ngay cả đầu đều vỡ thành cặn bã. Một kích này, quá kinh khủng. Chuyện ta có thể làm, chỉ có thể là những thứ này. Tiếp đó, giao cho các ngươi. Thiên hậu vỡ vụn trước, xa xa ngắm nhìn bọn người Ngô Chính Uyên, còn có. Kiều Hinh, trong đôi mắt lãnh tuấn mang theo mấy phần áy náy. Sau một khắc. Thiên hậu bị vô tình đập nát, thịt nát xương nát bị chiều dâng hư vô khủng bố đè lên đánh vào thâm không mênh mông. Cùng lúc, Tô Lăng nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón cái chết. Nàng, muốn chết thay thiên hậu. Giao phó thiên hậu một trận tân sinh, trở lại chiến trường, chấn sát huyền vũ. Sau đó là luân hồi huyết sư cùng Kim Hống. Lại có Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Kim Ô, huyền vũ và các khế ước thú. Bọn chúng đều đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Chỉ nguyện thay thiên hậu bảo trụ sinh cơ tại thâm không, một lần nữa phục sinh, quay về chiến trường. Giống. Chết 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 chết. Thái Tổ cuồng nộ,
khóa chặt thiên hậu tháo chạy trong thâm không, tiếp tục phát ra từng mảnh cường quang, ẩn chứa đại thế đại dương mênh mông vô tận, muốn thiên hậu triệt để vỡ nát, không để bất luận cứ sinh cơ gì. Bành bành! Sâu trong hư không truyền đến vài tiếng bạo hưởng. Mặc dù xa xôi, lại cực kỳ to lớn, chấn động đến hư không đều muốn sụp đổ. Thái tổ không tiếp tục để ý, thanh âm kia liệu định hẳn là đánh chúng vào, đòn tấn công công đủ để muốn mệnh thiên hậu. Sau đó nó lập tức cuộn nằm, điên cuồng luyện hóa kiểu vô hối trong thân thể, mưu toàn trấn áp lại thiên phạt kiếm phóng thích. Nhưng, Tô Lăng từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nhìn qua thâm không vặn vẹo sụp đổ. Không chết sao? Bán đế tức giận bạo kích, thiên hậu hẳn là gánh không được. Luân hồi huyết sư, Kim Hống và các khế ước thú lần lượt nhìn về phía nhau, cũng chưa chết sao? Chẳng lẽ huyễn vụ mê điệp chết rồi? Bọn người hướng vãn tình nhìn kịch biến phía xa, rốt cuộc đã hiểu chiến thuật của thiên hậu. Phấn chấn kích động, lại có chút hoảng hốt. Sát thần chỉ là mồi nhử. Đường đường là thần tôn của Huyền Vũ Hải vực lại bị giết làm mồi nhử. Mục tiêu thật sự của thiên hậu, lại là giết bán đế. Rất nhiều người đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Tầm mắt không giống nhau, tư tưởng quả nhiên khác nhau. Không hổ là làm người hai đời chiến tranh thống soái. Mặc kệ giết được Huyền Vũ Thái Tổ hay không, nhưng khẳng định là có thể trọng thương, có thể kiềm chế. Huống chi, thiên hậu còn thanh trừ cho bọn hắn được rất nhiều thú linh văn của thiên yêu thần tôn có thể uy hiếp. Tuyệt cảnh vừa rồi, cưỡng bức cho thiên hậu thay đổi càn khôn rồi. Chỉ là, thiên hậu thế nào? Kiều vô hối có thể còn sống sót không? Trong đại dương hư vô của Huyền Vũ Thái Tổ, theo thiên phạt thần kiếm thức tỉnh, hàng vạn vết tích dần dần hiển hiện, như từng con đại long vờn quanh bay lên, lại như tinh hà giao thoa lao nhanh, khí tức kinh khủng bắn ra thiên uy đại thế vô tận. Thiên phạt, giáng lâm. Kiều vô hối hóa thân thành bất diệt thần hoàng, quay quanh thiên phạt thần kiếm, bộc phát trong đại dương hư vô rộng lớn. Trong chớp mắt, thiên phạt thần kiếm bộc phát ánh sáng chiếu xa vạn trượng, mang theo tuyệt thế thần uy, cảnh tượng bao quanh càng rõ ràng hơn càng chân thực, càng kinh khủng hơn, ngàn vạn đại đạo ù ù dâng lên, như vạn long chiều trời, giống như tinh hà nghịch loạn, cường thế xuyên suốt thế giới thâm không hư vô, xúc động thiên phạt kinh khủng. Chính như Huyền Vũ Thái Tổ suy đoán, nó lừa bịp thiên phạt hơn ngàn năm, đã sớm bị thiên phạt khóa chặt. Chỉ đợi toàn diện bước lên bán đế, một khắc này, sẽ giáng lâm trong nháy mắt. Giờ phút này thiên phạt thần kiếm cường thế bộc phát, trong thoáng chốc đã xúc động thiên thế, kích phát thiên phạt chân chính. Đây cũng là chuyện mà thiên hậu dù cho đắc tội Kiều Hinh đều muốn làm, cũng chỉ có thể lựa chọn vị hoàng tử Kiều vô hối này đến hy sinh. Nếu không, Huyền Vũ Thái Tổ khống chế thủy lao, đủ để trấn áp, đổ sát tất cả mọi người trong thời gian ngắn. Lấy sinh mệnh của nàng cùng Kiều vô hối, đánh cược sinh mệnh của tất cả mọi người, là biện pháp phá cục duy nhất, cũng thật sự là bất đắc dĩ. Thiên phạt, đến đây. Kiều vô hối cứng rắn bạo kích trong biển chiều hư vô, điên cuồng kích ra uy thế của thiên phạt thần kiếm. Cơ thể hư vô của Thái Tổ như là xuyên suốt cùng thế giới thâm không hư vô. Bên trong thâm không sâu thẳm là đại đạo lao nhanh, tinh hà quấn quanh, ầm ầm sóng dậy lại biến ảo khôn lường, oanh oanh liệt liệt trải rộng ra thiên địa pháp trường, xuất động thiên phạt thẩm phán. Thái Tổ, đưa thân vào pháp trường thiên địa. Giống. Thái Tổ sắp nứt cả tim gan. Như đặt chân đến đăng thiên kiều, đi lên pháp trường thẩm phán, thiên uy tràn ngập đất trời bao phủ lấy nó, tai nạn vô biên vô hạn bao phủ nó. Thái Tổ. Các Huyền Vũ phía ngoài nhao nhao biến sắc, bọn chúng hiểu rất rõ tình huống của Thái Tổ, đây quả thực là lấy mạng của hắn. Ngô Chính Uyên khẩn trương ngắm nhìn lỗ đen thâm không đột nhiên xuyên suốt nơi xa. Nơi đó hắc ám cuồn cuộn, như gió lốc ngập trời, nơi đó có cường quang bắn ra, như hỗn độn thiên lôi, nơi đó có tai nạn bạo động. Như thế giới tận thế, nơi đó. Như là quanh quẩn lên thiên âm phiêu miểu mà kinh khủng. Lưu chuyển lên thiên đạo thẩm phán đối với chúng sinh. Bọn hắn rung động, phấn chấn, cảm động, đây là thiên hậu cùng Kiều vô hối điên cuồng tế hiến, đây là đánh cược cả tính mệnh. Xuất kích Minh Tôn Sơn, là bọn hắn cùng nhau quyết định. Nhưng thiên hậu lại giữ vững trách nhiệm một mình, dứt khoát chịu chết. Giết! Tần Vị Ương nghiêm nghị gào thét, cảm xúc cuồn cuộn. Như trở lại thời đại đã từng kia, trở lại chiến trường đăng thiên kiều kia, trở lại hồi ức đau đớn và tuyệt vọng kia, nàng gương mặt dữ tợn, sát ý ngập trời, khống chế lấy thạch hổ đuổi giết chính trong thế giới ngũ hành bạo động huyền mang. Giết, thất thần làm gì, giết giết giết. Ngô Chính Uyên bạo khởi, sôi trào hỗn độn chiều dâng, đuổi giết cường địch. Hắn không biết thiên phạt giáng lâm uy lực,
càng không biết có thể hay không thật khống chế lại Thái Tổ, nhất định phải tóm chặt lấy Thiên Hậu cùng Kiều Vô Hối liều mình tranh thủ cơ hội, khống chế lại cục diện chiến trường. Vạn Thế Thần Triều, xuất kích. Khương Quỳ các cường giả nhao nhao bạo khởi, điên cuồng khởi xướng phản kích. Ngay cả Thái Âm Ngọc Thỏ đều hứng chịu xúc động, đám điên này thật sự là không màng sống chết. Đánh cho ta, đánh cho đến chết. Huyền Vũ hét lớn, nhanh chóng triển khai nghênh chiến, khí thế mặc dù cường hãn, nhưng đã không còn phần cao ngạo cùng cường thế như trước đó nữa, ngược lại là lo lắng cho an nguy của Thái Tổ. Mà không có hải triều của Thái Tổ trợ giúp, tương đương với việc bọn chúng không có bảo vệ cùng phụ trợ. Ầm ầm, thiên phạt vô tận chiếu sáng hoàn vũ, trật tự như cuồng long, tràn ngập đất trời chút xuống, kéo dài bạo kích với Huyền Vũ Thái Tổ. Mặc dù không phải rèn luyện, bán đế xưng đế, thật sự, nhưng uy thế thiên phạt cường hãn vẫn quá kinh khủng, giống như muốn triệt để xóa nó đi khỏi thế giới này. Thương thiên, vẫn chưa tới thời điểm, vẫn chưa tới thời điểm. Huyền Vũ Thái Tổ đạp tan sơn hà, hét lớn với thương thiên. Nó lại vô lực chú ý những chiến trường khác, điên cuồng thôi phát hư vô hải triều tiến hành phản kích và chống cự. Đây là lãnh địa thương huyền, đây là thiên hạ của thần hoàng, ta, Kiều Vô Hối, lấy danh nghĩa hoàng tử, đưa ngươi quy thiên, quy thiên. Kiều Vô Hối quay quanh lấy thiên phạt thần kiếm, điên cuồng gào rít, kéo dài kích phát, kéo dài phóng thích, căn bản không quan tâm mình có thể gánh vác được hay không, hay kết quả sau cùng của mình là cái gì. Hắn có thể sống đến bây giờ, đã không oán trách, không hối hận. Hắn có thể kéo chết bán đế, xứng đáng với cái danh hoàng tử. Phụ thân, hài tử Vô Hối, không khiến cho ngài mất mặt. Giọt nước mắt của Kiều Vô Hối nhỏ xuống đảo mắt đã bị liệt diễm bốc hơi, bất diệt thần viêm sôi trào đến bạo động, bất diệt linh hồn điên cuồng tế hiến thiên phạt thần kiếm. Ầm 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 ầm, thiên phạt tràn ngập đất trời bạo kích Huyền Vũ Thái Tổ. Pháp trường thiên địa kinh khủng trải rộng ra thâm uyên hắc ám mênh mông ngàn dặm. Như là mấy chục vạn dặm trung vực đều bị thiên uy bao phủ. Thừa dịp Thái Tổ bị kiềm chế, Vạn Thế Thần Triều khởi xướng phản kích toàn diện lại không sợ chết. Chu Thiên Thần Tôn liều chết dây dưa với Đỉnh Phong Yêu Thần, Huyền Lan, Tần Vị Ương tiếp nhận bọn người Giả An Nhiên đã bị trọng thương nghênh chiến Huyền Mang. Thái Âm Ngọc Thố không ngừng tháo chạy, lại cưỡng ép kiềm chế Huyền Đàm điên cuồng bộc phát. Chiến trường cực kỳ quan trọng rơi xuống Tân Thần Huyền Liệt nơi đó. Tần Thế Võ liên thủ với Ngô Chính Nguyên cuồng loạn bạo kích. Bọn hắn đều rất rõ ràng bất luận là Chu Thiên Thần Tôn hay là Tần Vị Ương và Thái Âm Ngọc Thố cũng đều khẳng định thừa nhận áp lực cực lớn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cho nên bọn hắn nơi này nhất định phải nắm lấy cơ hội, trong thời gian cực ngắn trọng thương Huyền Liệt. Huyền Liệt, chống đỡ cho ta, chống đỡ, ta tới ngay đây. Đỉnh Phong Huyền Lan hét lớn, thanh triều mãnh liệt như hàng vạn cơn sóng triều oanh thiên, nó hít một hơi thật sâu, giữa đất trời hiện ra hư ảnh đại dương mênh mông, sóng cả chập trùng. Vực sâu cuồn cuộn, vô biên vô hạn, khiến cho người ngạt thở và tuyệt vọng. Nhưng, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, dòng dã 13 phiến đại dương như là vượt qua đất trời mà đến, mãnh liệt cuồn cuộn giữa bầu trời, uy áp thế gian. Huyền Lan lấy huyết mạch Huyền Vũ, pháp lệnh thập tam hải thiên hạ, mượn tới đại dương đại thế vô tận. Đây là phòng ngự tuyệt đối, là bạo kích tuyệt đối. Thái Tổ, không cần phải để ý đến chúng ta. Đè ép được, toàn lực ứng phó thiên phạt, chỉ cần phế đi thiên phạt thần kiếm, thiên phạt tự nhiên ngừng lại. Đỉnh Phong Huyền Lan đạp tan chiến trường, mãnh liệt phóng thích, hư ảnh 13 phiến đại dương mang khủng bố tuyệt luân bạo kích, đối diện đánh bay Chu Thiên Thần Tôn đang điên cuồng dây dưa. Chu Thiên Thần Tôn thiêu đốt huyết mạch, điên cuồng nghịch hành, Chu Thiên kiếm chiều kiếm bổ xuống đại dương mênh mông, xé rách chiều cường. Nhưng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đại dương đại thế, như là thần dụ chi hải, thần khắp chi hải, thần hữu chi hải. 13 phiến đại dương giao thoa bạo kích. Sau khi Chu Thiên Thần Tôn cuồng loạn bổ ra 9 mảnh đại dương thì đã bị mảnh đại dương thứ 10 bắn bay, tiếp đó chính là phiến đại dương thứ 11, thứ 12, thứ 13. Cơ thể Chu Thiên Thần Tôn vỡ vụn, máu tươi phun ra, tháo chạy hơn trăm dặm, Chu Thiên Thần kiếm đều rời khỏi tay. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, kinh động đến tất cả chiến trường. Sắc mặt đám người Tần Vị Ương trắng bệch. Chu Thiên tan tác, ai có thể tổ lãng cự thú Huyền Vũ cấp thần linh đỉnh phong. Ngũ Hành nghe lệnh, đi tới chống. Chu Thiên Thần Tôn, ngài không thể lui. Giả An Nhiên lấy Ngũ Hành đồ đằng xuyên suốt vạn dặm sơn hà, pháp lệnh năng lượng tự nhiên, dứt khoát xông về phía Huyền Lan. Đi tới chống. Trái tim của bọn người Cơ Lăng Huyên đều rụt đứng lên,
trong ánh mắt lắc lư phản chiếu lấy hình ảnh con cự thú vài trăm mét cuồng bạo hoành hành kia, khí thế đập vào mặt để bọn hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Đó cũng không phải là yêu thần bình thường, mà là đỉnh phong yêu thần, lại còn là huyền vũ cự thú đang nổi giận. Nhưng, hồi hộp trong ngắn ngủi, bọn hắn lập tức cắn răng trợn mắt, liên tiếp bạo phát, không phải kích phát linh nguyên thần thụ, thì chính là kích phát đồ đằng, nhao nhao đáp lại cùng ngũ hành đồ đằng, cảm ứng cùng tự nhiên mênh mông, toàn bộ xông lên huyền lan. Lui ra, tất cả lui ra, bản tôn còn không có thua, bản tôn còn chưa tới phiên tiểu bối các ngươi đến cứu mạng. Chu Thiên Thần Tôn mang theo chiến khu rách dưới bay thẳng lên trời, máu tươi chảy ngang, bạch cốt xâm xâm, nhưng lại tức giận đến điên, chiến ý vô biên. Hắn, rốt cuộc cũng vận dụng cấm kỵ mạnh nhất của hắn, huyết tế thiên đao. Thần Tôn, không được. Tần Thế Võ đã nhận ra cái gì đó, hắn lập tức lo lắng gào thét, mặc dù thần pháp cấm kỵ cường hãn, nhưng chỉ có thể tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ, là triệt để cược mệnh. Mặc dù bộc phát ra thực lực đỉnh phong, nhưng thời gian vừa đến, không hề có lực hoàn thủ. Nơi này không phải chiến trường Côn Lôn, nơi này nhất định là trận ác chiến tiếp tục kéo dài cực kỳ lâu. Chuyển cáo Khương Phàm, bản tôn sẽ chết ở chỗ này. Ân oán thế hệ trước, kết thúc, thương huyền tương lai, xin mời thiện đãi Chu Thiên Thần Điện. Thiện đãi, Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Tôn nhanh chóng thiêu đốt chiến khu rách dưới, kiếm khí cuồng quyển, như gió lốc kiếm đạo hoành hành giữa trời đất, âm vang tranh minh, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ đuổi giết huyền lan. Keng. Chu Thiên Thần Kiếm nhận cảm ứng, mở ra không gian, nhanh chóng giết tới, cùng Chu Thiên Thần Tôn biến thành lợi kiếm giao thoa hoành hành, cuốn lên kiếm đạo vô tận. Cửu Thiên Thần Tôn, Quang Mang Thần Tôn, Xích Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn cuồng loạn hò hét, cao vút mà hùng hồn, theo kiếm minh vang vọng trên chiến trường. Nhưng, sau khi hò hét hết sức, lại là một tiếng khẽ nói chỉ chính hắn có thể nghe được. Các lão bằng hữu, cuối cùng vẫn tới mức độ này. Chứng kiến ta đi, chúng ta cùng nhau bảo vệ thương huyền, bảo vệ tổ địa, bảo vệ, vinh quang tiên tổ, bảo vệ, lời thề ban sơ kia của chúng ta. Keng. Chu Thiên Thần Kiếm như là cảm nhận được quyết tuyệt cùng chiến ý của chủ nhân, như là cảm nhận được sinh tử biệt ly giữa lẫn nhau, nương theo tiếng vang giống như nổ tung, bộc phát ra trước nay kiếm chiều hủy diệt chưa từng có. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Đỉnh phong huyền lan nâng chiến khu nguy nga to lớn lên, mãnh liệt xoay chuyển, giống như là viên nghiền ép mặt đất thiên thạch, đối diện đụng phải hai thanh thần kiếm. Thương thương thương, kiếm chiều bạo động, nộ phách huyền vũ, tiếng vang giống như long trời lở đất vang vọng trên chiến trường. Ai cũng không cần quản ta, bắt lấy cơ hội thiên hậu tranh thủ, giết đi, các ngươi phải tin tưởng, thiên hậu sẽ còn trở về. Thiên hậu, sẽ còn trở về. Chu Thiên Thần Tôn dắt tay Chu Thiên Thần Kiếm, như là ba tôn thần hoàng đã từng lâm thế. Bộc phát ra chiến ý điên cuồng thẳng tiến không lùi, liều chết chém giết huyền lan. Giết giết giết. Ngô Chính Nguyên và toàn bộ vạn thế bị kích phát chiến ý bành trướng, nhiệt huyết cuồn cuộn, hào tình vạn trượng. Ngay cả Chu Thiên Thần Tôn đều đã như vậy, bọn hắn còn có lý do gì không điên cuồng đến cùng, không huyết chiến đến cùng. Thần Tôn. Hai mắt Tần Thế Võ cao ngạo sung huyết, phát ra gầm thét cuồng loạn, bạo tạc trong nháy mắt, đuổi giết huyền liệt trước mặt. Ngô Chính Nguyên. Chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Thương thương thương. Tần Thế Võ tế lên chín kiện thánh binh, gào thét tiêu xạ, diễn biến ra chiến trận giết chóc, kiệt lực chống cự khốn trụ huyền liệt. Huyết kiếm chủ sát, mênh mông kiếm khí như sông máu lao nhanh, thấu xương, vỡ nát sinh cơ. Hắc đao chủ công, giống như ác long phân thân, run rẩy thiên địa, bá liệt phá hư cực điểm. Khóa kim chủ phong, bạo kích mai rùa huyền vũ, dây dưa huyền minh đại xà. Thước ngọc hoành không, chiếu sáng vạn dặm sơn hà, giam cầm thiên địa càn khôn, sâu chuỗi tất cả chiến binh. Chín kiện thánh binh, toàn diện bạo kích được Tần Thế Võ cường thế hiệu lệnh, do thước ngọc dẫn dắt, không nhìn không gian, từ tứ phía tám phương trấn áp huyền liệt. Bọn chúng mặc dù đều là thánh binh, giờ phút này lại diễn biến xuất uy lực thần khí, cưỡng bức khốn trụ huyền liệt. Vây khốn ta thì như thế nào, các ngươi không giết chết được ta. Huyền liệt là tộc trưởng tiền nhiệm. Cao ngạo lại trầm ổn, không sợ chiến trận tù khốn. Hắn chỉ cần ngăn chặn hai tôn tân thần này liền có thể tranh thủ cơ hội trấn áp đối thủ cho bọn người huyền lan, huyền mang, huyền đàm. Nhưng, tuyệt thế chiến trận thành hình trong chốc lát, Tần Thế Võ chịu đựng khoan tim đau đớn, cưỡng ép dẫn nổ bọn chúng. Dẫn bạo vũ khí. Đây là tối kỵ. Càng là khinh nhờn. Vũ khí không chỉ là bảo mệnh,
càng là truyền thừa, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ lãng phí như vậy. Nhưng Tần Thế Võ bị buộc bất đắc dĩ, tại thời khắc này dứt khoát làm ra loại quyết định điên cuồng này. Thần tôn đánh cược sinh mệnh luân hồi, hắn thì đánh cược thánh binh truyền thừa. Ầm ầm, chín thanh thánh binh diễn biến ra thần cấp sát trận phía dưới ánh sáng cực hạn cho thấy sát huy sau cùng. Một tiếng bạo tạc mãnh liệt đánh rách tả tơi sơn hà, sóng lớn ngập trời vọt lên. Ngay sau đó sóng âm thủy triều cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Huyền Liệt tuyệt đối không ngờ tới đấu pháp như thế này, bạo tạc đao kiếm triều dâng kinh khủng giống như không có tận cùng che mất hắn, hải triều mãnh liệt bị vô tình xua tan, mai rùa cứng cỏi răng rắc giòn vang, rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Ngô Chính Nguyên không đợi bạo tạc hoàn toàn tản ra liền cuồng dã giết đến, đao kiếm triều dâng ngay cả hắn đều muốn xé nát, nhưng hắn dã man hét lớn, hình thể tăng vọt đến hơn 300 mét, trọng quyền đại phồn như giản giống như một thế giới hỗn độn, đánh vào trên thân Huyền Liệt. Trọng giáp Huyền Liệt bò đầy vết nứt lập tức run rẩy, vết nứt ầm vang phóng đại. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Ngô Chính Nguyên bạo phát cuồng tính, một quyền tiếp lấy một quyền, kéo dài bạo kích Huyền Liệt. Huyền Liệt chiến khu hơn 500 mét liên tục tháo chạy, Huyền Minh đại xà tê khiếu lao qua thôn phệ lại bị Tần Thế Võ nhanh nhẹn dũng mãnh giết tới cưỡng ép ôm chặt. Giống, Huyền Liệt há miệng muốn tuôn ra vô tận đại dương mênh mông, Ngô Chính Nguyên lại không sợ hãi, cuồng loạn bộc phát, một quyền oanh kích, tinh chuẩn nhanh nhẹn dũng mãnh đánh tới trước một giây miệng há to phun ra hải triều. Đầu Huyền Liệt nổ nát vụn tại chỗ, hải triều mắt thấy sắp tuôn ra tới chợt mất khống chế, trực tiếp xô trào bên trong quy giáp. Mai rùa rách dưới suýt chút nữa bị no bạo. Nhưng Huyền Liệt cũng hung ác, chịu đựng đau nhức kịch liệt, cưỡng ép đè ép hải triều đang bộc phát, hóa thành sóng lớn chồng chất tuôn trào ra, quả thực bức lui Tần Thế Võ cùng Ngô Chính Nguyên. Huyền Liệt thừa cơ nhanh chóng lui lại, vậy mà hấp thu bàng bạc sinh mệnh khí tức từ bên trong hải triều, muốn tái tạo đầu lâu, càng phải ngưng tụ áo giáp. Thật mạnh. Ngô Chính Nguyên cùng Tần Thế Võ cưỡng ép ổn định, lau máu tươi ngoài miệng. Không hổ là Huyền Vũ, quá cứng. Trợ giúp Tần Vị Ương. Dạ An Nhiên đột nhiên thay đổi tuyến đường giết tới nơi này, nếu Chu Thiên Thần Tôn nơi đó điên rồi, không xen tay vào được, bọn hắn chỉ có thể chiến đến nơi này. Vây khốn hắn, chỉ cần vây khốn hắn. Ngô Chính Nguyên cùng Tần Thế Võ không có chút gì do dự, quay người xông mạnh về phía Tần Vị Ương. Muốn tiếp tục trấn áp Huyền Liệt, bọn hắn liên thủ hẳn là rất dễ dàng, nhưng muốn triệt để vây giết, trong một lát thật là không thể. Tên kia trung quy vẫn là Huyền Vũ, phòng ngự quá mạnh, mà sức khôi phục còn rất khủng bố. Giao cho Dạ An Nhiên, chỉ là vây khốn mà thôi, hẳn là có thể làm được. Bọn hắn gấp rút tiếp viện Tần Vị Ương, tam thần liên thủ, hẳn là có thể bắt giết một tôn thần. Thế giới ngũ hành, vây khốn nó. Bọn người Cơ Lăng Huyên theo sát giết tới, trước đó thật không nghĩ tới bọn hắn lại muốn nghênh chiến thần linh, nhưng chiến trường kịch biến đến tận đây, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Dạ An Nhiên triệu hoán thế giới ngũ hành, được những thánh vương, thánh hoàng như bọn người Cơ Lăng Huyên, nhất là thần thụ linh nguyên trong cơ thể của bọn hắn cùng đồ đằng phối hợp, cường thế kích phát ra thần uy chân chính. Thế giới ngũ hành sôi trào hỗn độn triều dâng, cường thế thành hình tại chiến trường minh mông, hướng về thiên địa minh mông, vô tận khung trời, cướp đoạt lấy uy lực ngũ hành tự nhiên, tiếp tục gia cố thế giới. Lý Dần lần nữa kiên quyết vọt vào bên trong, hỏa dực chấn kích, như là liệt diễm đại lục. Hoành hành thế giới, xông về Huyền Liệt. Dạ An Nhiên, ta ngăn chặn hắn, người nghĩ biện pháp. Giết hắn. Hỗn độn linh hầu, xuất kích. Dạ An Nhiên như là chủ nhân thế giới, âm thanh uy nghiêm vang vọng đất trời. Sâu trong thế giới ngũ hành thụ thuộc về Dạ An Nhiên hiện ra cường quang ngập trời, trạc cây vũ động, linh nguyên vần quanh, một linh hầu kim quang sáng chói thức tỉnh từ trong ngủ mê. Nó như là linh vật được sinh ra ngay thời khắc khai thiên tích địa. Một lần khẽ động đều nhấc lên sóng lớn vô biên, cộng minh cùng minh mông thiên địa. Đôi mắt kim hầu đang mở hí, hỗn độn ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt bạo tạc, vượt qua thiên địa, toàn thân như quấn quanh xiềng xích vô hình vô chất, xiềng xích lít nha lít nhít, giao hòa cùng đại đạo cùng pháp tắc thế giới ngũ hành. Kêu to một tiếng, xuyên kim liệt thạch, bàn tay lớn kim hầu vồ một cái, hỗn độn nổ tung, ngũ hành cuồn cuộn, một cây linh côn thành hình. Đó là thụ tâm, còn sót lại mà thần thụ thế giới cho Dạ An Nhiên, là thần khí chân chính trên ý nghĩa. Giống, chân hỗn độn linh hầu đạp mây mù, hoành hành thiên địa. Mây mù do Dạ An Nhiên điều khiển, vượt qua thế giới ngũ hành mấy trăm dặm, trồng vào hỗn độn linh hầu, thẳng đến Huyền Liệt. Ngươi chính là thần đầu tiên mà thế giới ngũ hành ta trấn áp.
Dạ An Nhiên toàn lực khống chế thế giới ngũ hành, hình thành phòng ngự tuyệt đối, cũng là lĩnh vực chiến tranh tuyệt đối, mà hỗn độn linh hầu thì giống như hóa thân của nàng. Hóa thân của chiến tranh. Giống. Chiến khu huyền liệt không đầu sôi trào lên mênh mông hải triều, lật tung thiên địa, tàn phá bừa bãi dãy núi, điên cuồng công kích hỗn độn linh hầu. Ầm ầm. Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, Lý Dần khống chế Hoàng Nê Đài, thôi động tinh thạch, diễn biến liệt diễm đại lục, chặn đánh đại dương mênh mông triều cường. Thủy hỏa bạo kích, đất trời lay động, sương mù che trời. Linh hầu lộn vòng phương hướng, luân động linh côn, giống như vung lên ngũ hành thần thụ, mượn tới uy lực toàn bộ thế giới ngũ hành, cuồng dã đánh vào bên cạnh Huyền Vũ. Chiến khu Huyền Vũ nặng nề bỗng nhiên nhấc lên thê lương, gào thét xoay tròn, bị đánh tới nơi xa. Oanh, oanh, nguyên hỏa lực thế giới ngũ hành kịch liệt cuồn cuộn, tràn ngập đất trời rót vào Lý Dần. Thực lực Lý Dần đại tăng, lấy uy lực bán thần, phát ra uy lực thần linh, chân đạp thần khí Hoàng Nê Đài, dung hợp thần khí đại lục thứ 10, càng tiếp nhận hỏa diễm thế giới ngũ hành giúp đỡ, không sợ chết kéo dài bạo kích khởi xướng hướng về huyền liệt. Dạ An Nhiên liên hợp Thương Hàn Nguyệt, tiếp quản ngũ hành thủy nguyên lực, hình thành một đạo tiếp lấy một đạo phù chú, liên thành oanh kích huyền liệt. Ý đồ phong ấn thủy nguyên lực của Huyền Liệt. Huyền Liệt là thần linh, khống chế thủy nguyên lực cực kỳ cường hãn, nhưng mai rùa đã bị Ngô Chính Nguyên cùng Tần Thế Võ đánh nát, phù chú xuyên thấu qua vết nứt, đánh vào trong thân thể. Mà hỗn độn linh hầu cùng Lý Dần tiếp tục trùng kích, cũng quấy nhiễu hắn chống cự đối với phù chú, đến mức nội hải mênh mông dần dần chịu ảnh hưởng. Huyền Vũ yêu thần cao ngạo mà cường hãn vậy mà bị giày xéo trong thế giới ngũ hành. Tại thời điểm bọn người Dạ An Nhiên thành công vây khốn Huyền Liệt, Ngô Chính Nguyên cùng Tần Thế Võ hai tôn tân thần, cường thế lao thẳng đến chiến trường Tần Vị Ương. Ta đến dây dưa, các ngươi đánh. Tần Vị Ương tăng vọt chiến ý, khống chế thạch hổ trùng kích mãnh liệt, chống cự lại hải triều tiếp tục bộc phát, tranh thủ cơ hội cho Tần Thế Võ cùng Ngô Chính Nguyên hai người trọng thương huyền mang. Thái Tổ nơi xa tiếp nhận thiên phạt, chỗ gần Huyền Liệt bị nhốt vào ngũ hành, Tần Vị Ương, Tần Thế Võ, Ngô Chính Nguyên tam thần liên thủ vây bắt huyền mang, mà Thái Âm Ngọc Thố càng lấy thái âm khí tức kháng cự huyền đàm, các thánh hoàng như Khương Quỳ thì phối hợp địa ma thụ quét ngang chiến trường. Cục diện đang nghiêng về vạn thế thần triều nơi này. Thiên hậu cùng Kiều Vô Hối đánh cực sinh mệnh, không chỉ có kềm chế Huyền Vũ Thái Tổ, càng khơi dậy hào hùng chiến tranh của tất cả mọi người, rốt cuộc cũng thay đổi toàn bộ chiến cuộc tại thời khắc này. Tuyệt cảnh, biến thành sát tràng. Thời điểm tất cả mọi người phấn chấn muốn nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi, Huyền Đàm rít lên một tiếng để toàn bộ chiến trường trở nên hồi hộp. Thủy Tổ Ngư, các ngươi còn phải đợi tới khi nào? Nên đi ra rồi. Thủy Tổ Ngư, bọn chúng hợp tác cùng Huyền Vũ rồi. Thủy Tổ Ngư cùng Huyền Vũ không phải đối thủ một mất một còn sao? Các nơi chiến trường vang lên từng trận kinh hô, mấy người đại vương lập tức muốn rời khỏi chiến trường, chuẩn bị ứng biến, thế nhưng đám đối thủ trước mặt dây dưa lại đột nhiên điên cuồng, tăng cường thế công, tiếp tục áp chế. Giữa thiên địa mênh mông không có trả lời, không thấy tung tích bất kỳ thủy tổ ngư nào, nhưng địa tầng dưới chân đột nhiên sụp đổ, giống như đột nhiên xé mở, mặt đất nặng nề ầm vang vỡ nứt, mãnh liệt chiều dâng phóng lên tận trời, từng đầu thủy tổ ngư màu xanh lam sấm kéo lấy thủy triều ù ù, phóng lên tận trời. Bọn chúng ngao du ở giữa thiên địa, tung hoành xen lẫn, phía sau thủy triều cuồn cuộn, trong thời gian cực ngắn một lần nữa xen lẫn thành thủy lao chiến trường. Khương Quỳ, bọn người Bạch Tai thật vất vả thoát khốn khỏi trong thủy lao Thái Tổ lần nữa bị vây ở trong đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Toàn diện phản kích, thứ không biết sống chết, dám can đảm khiêu chiến Huyền Vũ. Giết cho ta, để bọn ngu xuẩn này chứng kiến thực lực yêu tộc chúng ta. Được thủy triều phụ trợ, Huyền Vũ, Huyền Quy, Minh Quy các hải thú tăng vào thực lực, lập tức phát động phản kích càng mạnh. Thủy Tổ ngư liên miên bất tuyệt xông ra địa tầng, mấy ngàn. 10.000, 100.000. Số lượng càng ngày càng nhiều, hải triều càng ngày càng mãnh liệt, như là rút khô nước ngầm thương huyền. Cuối cùng, khi mấy triệu thủy tổ ngư trải rộng chiến trường, khi lồng giam vượt qua hơn 3.000 dặm đại dương mênh mông hoàn chỉnh thành hình. Bọn người Tần Vị Ương khiếp sợ thấy được hai đầu cá lớn màu lam gần như mơ hồ. Bọn chúng như là linh thể hiếm thấy, giao hòa cùng đại dương mênh mông, giữa lúc đuôi cá đong đưa, sóng lớn cuồn cuộn. Thần linh. Hai đầu thủy tổ ngư cấp thần. Một con là chủ nhân thủy tổ hải vực, thủy tổ ngư cấp thần duy nhất bên trong Cửu Châu Thập Tam Hải. Một con khác là tân thần sau khi khống chế Hoàng Nê Đài vừa mới kích phát ra. Hai tôn thần cấp thủy tổ ngư, bầy thủy tổ ngư mấy triệu con.
Tất cả thủy tổ ngư từ xưa đến nay đều tiềm phục dưới đáy biển vực sâu cùng bên trong hồ sâu lục địa thăm thẳm, hoàn thành đại tập kết tuyên cổ hiếm thấy. Mà, bọn chúng không có tiến lên từ mặt đất, mà dọc theo mạch nước ngầm bí mật tiềm nhập Thương Huyền, thẳng đến trung vực. Cái này cũng tránh khỏi Đông Hoàng tộc trước đó điều tra. Thủy tổ ngư đột nhiên giáng lâm, trùng kích đến toàn bộ chiến cuộc. Không chỉ có một lần nữa tạo thành hải dương chiến trường, sinh ra áp chế đối với các loại hỏa thuộc tính đám khương quỳ, còn mang đến số lượng lớn thánh linh thánh vương, thậm chí là thánh hoàng, để chiến trường thánh cấp vạn thế tiếp nhận áp lực cực lớn. Nghiêm trọng hơn chính là, hai tôn thần cấp thủy tổ ngư giáng lâm để Tần Thế Võ cùng Ngô Chính Nguyên thật vất vả thoát khốn bị cưỡng ép kiềm chế. Kể từ đó, chiến trường Huyền Lan, Huyền Mang, Huyền Đàm liền lộ ra cực kỳ quan trọng. Chỉ cần bất kỳ bên nào bọn hắn hình thành đột phá liền có thể triệt để thay đổi chiến cuộc. Nhưng vào lúc này, chuyện càng đáng sợ phát sinh. Thiên phạt đang tiếp tục giáng lâm trọn vẹn 5 phút đồng hồ đột nhiên ngừng lại. Không phải thiên phạt kiếm mất hiệu lực, mà là bất diệt thần hoàng khống chế thiên phạt kiếm bị hư vô hải dương tiếp tục bạo kích rốt cuộc gánh không được. Dựa theo thiên hậu dự toán, Kiều Vô Hối cũng chỉ kiên trì chừng 5 phút, nhưng 5 phút đồng hồ đầy đủ để bọn người Ngô Chính Nguyên hình thành đột phá, khống chế lại cục diện. Nhưng, người tính không bằng trời tính, thủy tổ ngư tới, không chỉ có kềm chế Ngô Chính Nguyên cùng Tần Thế Võ, còn áp chế bọn người khương quỳ. Giống, Huyền Vũ Thái Tổ tức giận gào thét vang vọng hải triều, cuồn cuộn sóng âm nhấc lên sóng lớn mãnh liệt. Hư vô chiến khu vậy mà đã thủng trăm ngàn lỗ, trong hư vô như phủ lấy lỗ đen, khí tức bán đế cường hãn cũng suy bại đến trình độ cực kỳ nghiêm trọng. Huyền Vũ Thái Tổ tức giận không kiềm chế được. Huyền Lan, Huyền Mang, Huyền Đàm, các ngươi đang làm gì, mặt mũi Huyền Vũ đế tộc đều bị các ngươi làm mất hết. Các ngươi là đế mạch từ hồng hoang đến nay chưa bao giờ suy bại, vậy mà giết không chết mấy tên thần mạch. Huyền Liệt đâu, chết ở đâu rồi, cút ra đây cho ta. Thái Tổ bớt giận, ta sẽ rất nhanh kết thúc hắn. Huyền Lan nhấc lên sóng lớn, ngạnh kháng Chu Thiên Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Kiếm tiếp tục bạo kích. Bọn hắn đã liều mạng được một khoảng thời gian, Chu Thiên Thần Tôn cũng sắp đến cực hạn. Chỉ cần vẻ mệt mỏi vừa lộ, nó có thể đập nát Chu Thiên Thần Tôn, xuất chinh đến những chiến trường khác. Thương thương thương, Chu Thiên Thần Tôn không nói một lời, chính là kéo dài bộc phát, không ngừng cuồng kích. Đây là chinh chiến sau cùng của hắn, đây là điên cuồng sau cùng của hắn. Đây cũng không phải là chiến tranh của hắn, mà là hắn đại biểu Cửu Thiên Thần Tôn, Ánh Sáng Thần Tôn, thậm chí Xích Thiên Thần Tôn, là làm ra cố gắng cuối cùng bảo vệ Thương Huyền. Các lão bằng hữu, ta tới đây. Không có cuồng loạn gào thét, không có gào thét điên cuồng đến khàn khàn, chỉ có một tiếng nỉ non nhẹ nhàng. Nỉ non lộ ra chịu chết tuyệt nhiên, mang theo hồi ức đã từng, cũng bao hàm tình cảm thâm trầm nhất đối với Thương Huyền. Hắn rõ ràng còn có thể kiên trì một phút đồng hồ, thậm chí hai phút đồng hồ, nhưng hắn biết rõ, coi như chiến đến cuối cùng cũng khó có thể chân chính oanh sát siêu cấp chiến thú am hiểu phòng ngự như Huyền Vũ. Nếu đều phải chết, đương nhiên muốn chết oanh oanh liệt liệt, mà không phải sau khi điên cuồng phát tiết, mệt mỏi đổ vào nơi đó tùy ý yêu thú thôn phệ. Keng, huyết kiếm thông thiên, cuồng quyển thiên địa, huyết quang tinh hồng giống như huyết nguyệt trăng máu, giáng lâm, kiếm khí sôi trào như là phong bạo tận thế, Chu Thiên huyết kiếm cùng Chu Thiên thần kiếm lại lần nữa song kiếm liên hợp, bộc phát ra kiếm uy tuyệt thế kinh khủng, hải triều mãnh liệt đều muốn sụp đổ. Phốc phốc, kiếm mang liệt thiên, như là song thần xuất kích, cường thế xé mở phòng ngự Huyền Lan. Huyền Lan cứ nghĩ sẽ giống như trùng kích trước đó, mà phía sau còn có không ngừng trùng kích, bởi vì Chu Thiên thần tôn mặc dù nhanh đến cực hạn, nhưng còn chưa tới cực hạn, hẳn là sẽ còn kiên nhẫn bạo kích, cho nên hắn quả quyết co đầu, dùng hải triều mãnh liệt cùng mai rùa ngạnh kháng song kiếm bạo kích. Nhưng, Chu Thiên thần tôn biến thành huyết kiếm đột nhiên xông về phía trước, cắm vào phía trước mai rùa, không có chút gì do dự, dứt khoát quyết nhiên thả mình ra tại thời khắc đỉnh phong nhất. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt nháy mắt nổ tung, lại bỗng nhiên ngưng tụ, sau khi ngắn ngủi lần nữa phóng thích cực hạn, Chu Thiên thần tôn thiêu đốt huyết mạch tới gần đỉnh phong tạo ra bạo tạc, cuồng kích mấy ngàn dặm minh mông chiến trường, nhấc lên vô tận biển động triều dâng, tất cả vòng chiến rằng co hoàn toàn hỗn loạn. Hắn cực hạn thả ra kiếm chiều, lại dưới sự khống chế đăng phong tạo cực để không có một tơ một hào tiêu tán ra ngoài, toàn bộ đánh vào mai rùa phía trước. Bên trong quy giáp giống như thế giới đại dương minh mông đột nhiên bạo tạc, đánh vào ức vạn kiếm chiều, giống như lôi đình cuồng kích thế giới đại dương minh mông, trùng kích Huyền Lan. Ngay sau đó, Chu Thiên thần kiếm theo thần tôn phá vỡ phòng ngự,
vọt vào thế giới đại dương mênh mông đang bị kiếm chiều đảo loạn. Chu Thiên Thần Kiếm cảm nhận được thần tôn Tế Hiến tại thời khắc này cũng tiếp tục bạo phát ra đỉnh phong nhất lưỡi kiếm chiều dâng. Thần tôn mở đường, thần kiếm đi sau. Chủ cùng bộc phối hợp sau cùng, điên cuồng sau cùng. Phốc phốc, ầm ầm. Chiến khu nguy nga hơn 500 mét của Huyền Lan bị đối diện xuyên qua, một thần một kiếm từ phía trước đánh đi đến, từ phía sau phun tới. Huyền Minh đại xà đều bất ngờ không đề phòng mà vô tình bị oanh sát. Mang theo tinh hồng máu tươi, mang theo bạch cốt âm u, càng mang theo cuồng quyển hải triều mãnh liệt. Giống. Huyền Lan thê lương kêu rên, theo thần tôn tự bạo triều dâng, khuấy động chiến trường mênh mông mấy ngàn dặm. Thần tôn. Tần Thế Võ rơi nước mắt, bi thống kêu thảm. Chu Thiên thần tôn, tự bạo rồi. Toàn bộ bọn người Ngưu Chính Uyên bị triều dâng nổ tung tách ra, chật vật dừng lại bước chân trong lồng giam đại dương mênh mông hỗn loạn. Bọn họ cũng đều biết cuộc chiến thương huyền sẽ vô cùng thảm liệt, nhưng không nghĩ tới người đầu tiên chiến tử sẽ là Chu Thiên thần tôn. Cửu Thiên thần tôn tự bạo tại thâm không, Quang Mang thần tôn bị giết tại thần điện, Xích Thiên thần tôn tự tận ở khe nứt lớn, bây giờ Chu Thiên thần tôn huyết tế ở chiến trường, bốn tôn hộ giả đã từng của thương huyền, vậy mà toàn bộ ngã xuống. Đây cơ hồ là một thời đại kết thúc. Nhưng chiến trường vẫn còn tiếp tục, bọn hắn bây giờ không có thời gian thương cảm. Đơn giản quan sát tình huống xung quanh, bọn hắn nhao nhao bạo khởi. Có người còn muốn tìm kiếm đối thủ vừa mới giết điên rồi, có người lại một lần nữa chọn lựa đối thủ. Ngưu Chính Uyên ngược lại đối mặt Huyền Đàm khống chế, Vô Hạn Sơn Hà, Tần Vị Ương một lần nữa lao thẳng đến Huyền Mang. Thái Âm Ngọc Thố xông về thần cấp thủy tổ ngư trước mặt, chuẩn bị triển khai dây dưa, so với Huyền Vũ mà nói, gia hỏa này hẳn là dễ thu dọn. Nhưng trong chốc lát nghênh kích, Thái Âm Ngọc Thố đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã vượt qua mấy trăm dặm, xuất hiện trở lại gần Huyền Lan trong lúc năng lượng còn đang tàn phá bừa bãi nơi đó. Là Đông Hoàng Càn. Hắn vừa lúc bị bạo tạc trùng kích, rơi xuống bên cạnh Thiên Âm Ngọc Thố, lập tức nghĩ đến chú ý ác độc. Đi! Đông Hoàng Càn chống cự lại năng lượng còn dư, Thiên Âm Ngọc Thố cưỡng ép đánh vào bên trong mai rùa Thương Lan đã bị xỏ xuyên. Thương Lan hẳn còn chưa ngỏm củ tỏi, dù sao cũng là Huyền Vũ đỉnh phong, bên trong càng là thế giới đại dương mênh mông, muốn trực tiếp tiếu sát thì cực khó. Nhưng, nếu như tại thời khắc đặc thù này, Thái Âm Ngọc Thố bồi thêm một đòn, nhất định là một kích chí mạng. Thái Âm Ngọc Thố đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại dương tràn đầy kiếm khí hỗn loạn thì bất chợt ngây ra một lúc. Nhưng chung quy vẫn là lão yêu quái sống mấy ngàn năm, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nhào về phía linh hồn Huyền Lan đang mệt mỏi nằm sâu trong đáy biển. Linh hồn Huyền Lan đang đau đớn kêu rên, kiếm khí thảm liệt đã mang cho nó trọng thương trước nay chưa từng có. Không gian nội hải mênh mông tức thì bị kiếm chiều cùng thần tôn tự bạo quấy đến hỗn loạn cuồn cuộn, từ phía sau không ngừng liên tục lao nhanh xuống. Ý thức trong nó đau đớn không chịu nổi, đều không lo được chữa trị. Cho nên thật không nghĩ tới mới vào giờ phút như thế này sẽ có kẻ địch đột nhiên xông vào nội hải của nó. Thái Âm Ngọc Thố sinh tồn mấy ngàn năm tại Mê Ly Chi Hải, vô cùng am hiểu lén lút đi tại hải triều, Hắc Hà Âm trầm tĩnh mịch không một tiếng động, giống như là rạch ra không gian, nhanh chóng tới gần linh hồn Huyền Lan. Huyền Lan trung quy vẫn là đỉnh phong thần cảnh, đột nhiên bắt được một tia khí tức chí âm từ trong hải triều bạo loạn như vậy. Nhưng, đã chậm. Thái Âm Ngọc Thố bạo tạc trong nháy mắt, nhanh chóng nhảy lên hải triều cùng không gian vỡ vụn, ác thủy tuôn ra, bạo phát ra từng sợi xiềng xích thái âm đen kịt tĩnh mịch, đối diện đánh xuyên linh hồn Huyền Lan. Linh hồn mệt mỏi làm sao có thể thừa nhận được khí tức chí âm ở thế gian xâm nhập. Nó kêu gào đầy thê lương thảm thiết, giãy giụa kịch liệt, nhấc lên hải triều muốn nghiền nát Thái Âm Ngọc Thố. Nhưng, Đông Hoàng Càn ở phía ngoài đang nhanh chóng đan dệt ra hư không đạo ngấn. Giống như diễn biến ra một con đường rộng hơn 10 dặm, hơn vạn mét, khi mà phát giác được nội bộ bạo loạn, trong chốc lát hắn đã hung hăng tiến vào phía sau chỗ bị nổ nát của Huyền Lan. Chết đi! Đông Hoàng Càn hét lớn một tiếng, hư không đạo ngấn phát động, đại dương ở bên trong lập tức như bơm nước đổ ra. Ở phía sau bị thần tôn tự bạo cùng Chu Thiên thần kiếm đã nổ nát mướp, linh hồn bị trọng thương cùng kiềm chế hoàn toàn không cách nào khống chế, hải triều cuộn trào mãnh liệt, bị cưỡng ép đưa vào hư không. Mà, tốc độ lại quá nhanh. Linh hồn mệt mỏi của Huyền Lan kêu rên thảm thiết, hải triều trút xuống, nội hải mất khống chế, hoàn toàn không cách nào áp chế được Thái Âm Ngọc Thố. Có phải cảm giác đột nhiên trống rỗng hay không? Đại vương bát, ngươi nhất định phải chết. Đông Hoàng Càn như bị điên đến tiếp tục thôi động đạo ngấn không gian,
giống như là muốn tươi sống rút khô nội hải của Huyền Lan. Thái Âm Ngọc Thố nắm lấy cơ hội, tươi sống chôn vùi linh hồn Huyền Lan, hấp thu hồn nguyên, dung nhập vào mình. Tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Một tôn yêu thần đỉnh phong, lại còn là huyền vũ cao quý cường hãn vậy mà lại bị trà đạp chí tử như thế. Nhưng, không đợi Đông Hoàng Càn cùng Thái Âm Ngọc Thố vui mừng, Huyền Vũ Thái Tổ vừa mới thoát khốn đã chú ý tới nơi này, nó cuồng nộ gào thét, chiến khu hư vô rách dưới đánh ra mấy cây giáo hư vô. Cây giáo vặn vẹo, lại như là khuấy động đại dương đại thế, hoành hành bên trong thủy triều, nhanh như thiểm điện, bạo kích Đông Hoàng Càn. Ngọa tào. Đông Hoàng Càn kinh hồn, quả quyết chui vào Huyền Lan Mai Rùa bên trong, ở bên trong điên cuồng phóng thích sóng chiều không gian, nắm trong tay Mai Rùa ầm vang dựng thẳng lên, giống như là tấm chắn giống như chặn đánh hư vô cây giáo. Ầm ầm. Bạo kích nháy mắt, giống như là mấy chục vạn dặm đại dương mênh mông đặt ở phía trên, cả cái Mai Rùa lắc lư kịch liệt, sóng âm kinh khủng cùng ba động trùng kích nội bộ không gian. Đông Hoàng Càn cùng Thái Âm Ngọc Thố bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, thất khiếu rớm máu. Nhưng, để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, sau khi năm cây giáo hư vô đụng vào vậy mà không có nổ tung, mà là giống như là hắc ám đại mạc, cầm giữ cả tòa Mai Rùa, vọt tới phía Thái Tổ nơi đó. Đi mau! Thái Âm Ngọc Thố cưỡng ép ổn định, la lên gọi Đông Hoàng Càn. Không đúng! Đông Hoàng Càn bừng tỉnh, sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt, lập tức muốn xông ra khỏi Mai Rùa, nhưng... bên ngoài bị hư vô hắc ám phong cấm, giống như hải triều phiến vô biên vô tận, mà còn phun trào năng lượng hủy diệt kinh khủng, đi đến chính là vừa chết. Thái Âm Ngọc Thố lo lắng trùng kích, nhưng bây giờ đi mãi không chạm đến hải triều hư vô. Bọn họ như bị vây ở bên trong Mai Rùa, phiêu đãng tại vực sâu vô tận. Mà mục đích phiêu lưu, tự nhiên là Huyền Vũ Thái Tổ đang nổi giận. Cùng lúc đó, nơi xa phát sinh kịch biến thảm liệt. Bởi vì Chu Thiên Thần Tôn tự bạo để tần thế võ cực kỳ bi thương, sau đó nhào về phía thất lạc Chu Thiên Thần Kiếm. Vậy mà Thủy Tổ Ngư đang đối kháng cùng hắn không có dây dưa, không có ngăn cản, mà là nhanh chóng quay người, xông về thế giới ngũ hành xa xa. Bên trong thế giới ngũ hành, bọn người Dạ An Nhiên đang toàn lực trấn áp Huyền Liệt sắp chết. Huyền Liệt điên cuồng chống lại, làm thế nào cũng đều trốn không thoát khỏi vùng không gian này, mà hải triều thả ra đang không ngừng bị liên tục tiêu hao di chuyển. Nó càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng đau đớn, muốn bằng vào Mai Rùa ngạnh kháng, nhưng chín loại thánh binh trước đó bạo tạc đang để lại cho Mai Rùa của nó vết thương khó mà khép lại, Mai Rùa đã không còn kiên cố như trước đó. Tại thời khắc sinh tử để nó đang tuyệt vọng, một tiếng vang mãnh liệt vang vọng thế giới ngũ hành. Thủy Tổ Ngư khống chế lấy Hoàng Nê Đài, đánh vào bên trên thế giới ngũ hành, lực lượng khổng lồ giống như là nộ trào vỗ bờ, đánh đến mức để nội bộ thế giới ngũ hành run rẩy, đại địa đều xé mở vết nứt. Giống. Huyền Liệt biết có viện binh, nó điên cuồng bộc phát trong tuyệt vọng, phóng thích hải triều lần sau cùng, bao phủ thế giới ngũ hành bao ca, đánh thẳng vào tất cả trấn áp. Oanh. Thủy Tổ Ngư lần nữa bạo kích, không chỉ có chấn động thủy triều hỗn độn, cũng khiến cho hải triều nội bộ cuồn cuộn không dứt. Bọn người Cơ Lăng Huyên thừa nhận to lớn đau đớn, bên ngoài thế giới ngũ hành cứ việc có bình chướng phân tán đại bộ phận lực trùng kích, nhưng thần cấp Thủy Tổ Ngư bạo kích, nhất là trên chiến trường thủy lao này, thật sự là quá kinh khủng. Chịu đựng, liền kiên trì một hồi, nó sắp không được nữa rồi. Lý Dần, Linh Hầu, một kích cuối cùng. Dạ An Nhiên quyết tâm thét lên ra lệnh, điên cuồng thúc giục năng lượng trong thế giới, đánh thẳng vào hỗn độn Linh Hầu, chỉ cần giết chết Huyền Liệt, bọn hắn liền có thể phản kích ngược lại Thủy Tổ Ngư, lại vây khốn Thủy Tổ Ngư. Chết! Lý Dần máu me khắp người, lại cuồng nộ đến cực điểm, không sợ chết mà đuổi giết Huyền Liệt. Chịu đựng, chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể làm được. Bọn người Tiêu Phượng Ngô điên cuồng gầm thét, toàn diện thôi động mình nguyên lực, duy trì lấy thế giới ngũ hành vững chắc, hư thực khởi xướng chân áp cùng bạo kích sau cùng. Nhưng, loại ngư tổ tông sinh ra thời kỳ hồng hoang này như Thủy Tổ Ngư đối với thủy nguyên lực quá nhạy cảm, rất nhanh đã phát hiện hình dáng, nguồn nước, bên trong thế giới. Cũng chính là, Thương Hàn Nguyệt. Siêu siêu siêu. Thủy Tổ Ngư đột nhiên nhanh chóng nhấc lên, thôn nạp hải triều vô biên, để thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Một tiếng vang thật lớn, thế giới ngũ hành mãnh liệt nhấc lên, Thủy Tổ Ngư đột phá bên ngoài hỗn độn, va chạm bình chướng ngũ hành, tiếp đó là tiếng răng rắc giòn vang, một con cá dữ tợn xuất hiện ở trước mặt Thương Hàn Nguyệt. Thương Hàn Nguyệt giật mình trước nguy hiểm, bỗng nhiên quay người, nhưng sau một khắc thì đã bị Thủy Tổ Ngư tràn đầy răng nanh một ngụm nuốt vào,
răng nanh khép kín, máu tươi bắn tung tóe, toái cốt vỡ nát. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết im bặt mà dừng. Hàn Nguyệt, bọn người Cơ Lăng Huyền ớn lạnh toàn thân, bi phẫn hô to. Súc sinh, Tiêu Phượng Ngô muốn rách cả mí mắt, lập tức muốn thoát thân phản kích. Giống, thủy tổ ngư cuồng dã đột tiến, cưỡng bức xông qua bên trong thế giới ngũ hành, trong nháy mắt, bên trong thế giới ngũ hành cùng thủy nguyên lực phía ngoài toàn bộ đều bị mạnh mẽ khống chế. Hoàng Nê Đài trong thân thể thủy tổ ngư cũng tại thời khắc này bị hấp thụ uy lực thần nguyên kinh khủng, sau đó. Nương theo tiếng vang như long trời lở đất, thế giới ngũ hành mà bọn người Dạ An Nhiên cố gắng duy trì đã ầm vang nổ tung. A a a. Dạ An Nhiên là người đầu tiên tiếp nhận đau đớn to lớn, thế giới rung chuyển, tương đương với thân thể nàng rung chuyển, giống như là muốn nổ tung bên trong. Nội tạng vỡ vụn, hài cốt vặn vẹo, thân thể mềm mại lập tức bò đầy vết nứt, máu tươi phun ra, còn mang theo thịt nát cùng mảnh vỡ nội tạng. Đau đến không muốn sống. Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Phượng Bảo Nam, Kiều Linh Vận nhao nhao bị lực trùng kích to lớn đánh bay. A a a, hỗn đản, ta muốn sống nuốt các ngươi. Rốt cuộc Huyền Liệt cũng thoát khốn, đường đường là thần linh lại bị một đám thánh vương thánh hoàng quần ẩu, suýt chút nữa đã chết ở bên trong, nó là thần linh, càng đã từng là tộc trưởng đế tộc, chưa từng nhận qua đau đớn và khuất nhục như vậy. Dưới cơn điên cuồng tức giận, nó cũng mặc kệ đau đớn và suy yếu, đạp trên hải triều dã man hoành hành. Bên trong hải triều, Kiều Linh Vận đang chật vật cuốn đi, hoàn toàn mất đi khống chế, vừa lúc ở trên phương hướng trùng kích của Huyền Liệt. Linh Vận, tránh đi. Phượng Bảo Nam chú ý tới nơi này, một tiếng hét lớn, dẫn bạo năng lượng toàn thân, giống như hóa thành Phượng Hoàng Thánh Thụ, ngạnh kháng hải triều vọt mạnh về phía trước. Nhưng, vẫn đã chậm mấy phần, trong cơn giận dữ Huyền Liệt đã giết tới trước mặt Kiều Linh Vận, một móng vuốt bạo phát, như cự nhạc oanh kích, đập nát nàng ngay tại chỗ. Thậm chí tại thời khắc cuối cùng Kiều Linh Vận đều không có cơ hội có thể nhìn tới chỗ Phượng Bảo Nam một cái. Phượng Bảo Nam miệng mở lớn, cực hạn bi thống để hắn tại chỗ nghẹn ngào, nhưng trong lúc thoáng qua, hắn triệt để bộc phát, tốc độ không giảm, cuồng tính bạo động, không quan tâm xông về Huyền Liệt. Muốn chết? Huyền Liệt chú ý tới, tiểu nhân, phía sau muốn chết, không chần chờ chút nào, Huyền Minh đại xà như hoành hành hắc ám lôi đỉnh giống như trong chốc lát đánh tới. Một ngụm nó nuốt vào, vỡ nát sinh cơ, chôn vùi luân hồi. Thần hồn câu diệt. Con rùa già, ngươi không trốn thoát được. Lý Dần dương cánh bạo kích, xé rách hải triều, năng lượng cái khiên chảy xuôi tại toàn thân, nghiền ép hết thảy mọi thứ trước mặt, lấy tốc độ khủng khiếp giết tới nơi này. Ngươi thật đáng thương, lại bị bầy thánh vương cùng thánh hoàng ngược. Thủy tổ ngư đã tới gần Huyền Liệt, há mồm phun ra mảnh ánh sáng màu xanh lam kinh khủng, khuấy động đại dương đại thế vô biên vô tận. Rắn chắc đánh vào người Lý Dần. Lý Dần nhanh chóng hoành hành lại bị ngăn chặn, nhưng hắn đã triệt để bạo tẩu, cuồng loạn gầm thét, điên cuồng thiêu đốt vô độ, dưới rằng co ngắn ngủi, ầm vang thả ra mình. Đây là bạo tạc cùng loại với thoát sinh thuật. Ầm ầm, gần như bán thần tự bạo, dâng lên liệt diễm vô biên, tuôn ra hải triều minh mông, thậm chí trong liệt diễm phun trào uy lực đại lục, hoành kích tám phương. Hắn không chỉ là muốn chặn đánh hai tôn thần này, càng là mượn nhờ bạo tạc hình thành hải triều, hất bay bọn người Cơ Lăng Huyên càng xa hơn, để tránh lại bị đả kích. Thủy tổ ngư bị ba động khủng bố vén lui, mà Huyền Liệt trọng thương sắp chết lại lần nữa bị thương nặng, suýt chút nữa hôn mê ở bên trong hải triều. Một đám tên điên. Thủy tổ ngư chật vật ổn định, giận tím mặt, đong đưa hải triều, nghiền ép lên đi phía liệt diễm đang oanh động. Nhưng lúc này, một thân ảnh nhuốm máu đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nó, toàn thân nở rộ cường quang, tràn ngập uy mãnh kinh khủng. Thủy tổ ngư bỗng nhiên quay người, há miệng một nuốt lấy, miệng đầy răng nanh, trong thân thể giống như là một cái vực sâu vô biên, cưỡng ép nuốt thân ảnh kia vào. Thánh hoàng trung quy vẫn là thánh hoàng, khiêu chiến thần linh, chết. Thân ảnh không phải ai khác, mà chính là Dạ An Nhiên. Vẻ thánh khiết an tĩnh bình thường đã không còn sót lại chút gì, đôi mắt sung huyết, đầy dẫy sát phạt. Nàng không phải tập kích, mà mạo hiểm xông vào thân thể thủy tổ ngư, sau đó dứt khoát quyết nhiên lần nữa chống lên thế giới ngũ hành, lấy ngũ hành đồ đằng làm dẫn, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thủy nguyên lực của thủy tổ ngư. Thứ gì? Thủy tổ ngư lập tức phát giác được có gì đó không ổn, hải triều nội bộ bạo động, muốn nghiền ép tiểu thế giới kia, nhưng Dạ An Nhiên bắt đầu thiêu đốt mình, tế hiến thế giới để thôi động ngũ hành đồ đằng bộc phát thần uy. Thế giới càng ngày càng vững chắc, cũng càng ngày càng khổng lồ. Thủy tổ ngư muốn nó phun đi ra,
nhưng thế giới ngũ hành lại dần dần lấp đầy nội hải, mà tốc độ thôn phệ thủy nguyên lực cũng càng lúc càng nhanh. Giống, thủy tổ ngư không lo được càn quét con mồi xung quanh, mà là kịch liệt nhấc lên ở bên trong hải triều mênh mông, triển khai liều chết chống lại cùng thế giới ngũ hành trong thân thể. Trong thân thể của nó có đại dương nội hải, nhưng có khác biệt rất lớn cùng huyền vũ là chứa đựng hải triều không có tận cùng, nó càng giống như là một không gian luyện hóa, đồ có thể nuốt vào tới toàn bộ đều sẽ hóa thành nước. Nó kịch liệt đong đưa trong hải triều, nhanh chóng trùng kích, muốn rời khỏi chiến trường, tìm tới nơi thích hợp thế giới ngũ hành ở bên trong triệt để luyện hóa. Dạ An Nhiên gian nan thừa nhận thần uy kinh khủng trấn áp, đồng thời dần dần rút ra ngũ hành thần thụ, di chuyển ngũ hành đồ đằng. Nàng muốn báo thù, nàng muốn báo thù, nàng muốn từ bỏ thế giới nàng đau khổ cô đọng mấy chục năm. Người đi không được, Lý Dần đoàn tụ cơ thể lại trong cuồng chiều bạo tạc, lần nữa đuổi giết Huyền Liệt đang muốn thoát khỏi. Hắn trợn mắt trừng trừng, thể hiện dữ tợn, cuồng loạn giết đến đỏ cả mắt. Bành bành bành. Hải triều nổ tung, âm thanh tựa như sấm nổ, hỗn độn linh hầu cũng chạy tới nơi này, mang theo linh côn đánh tới Huyền Liệt. Đều đã giết nửa ngày, nhất định phải giữ vị thần này lại. Tên hỗn đản đáng chết, lão tử lại yêu thần, lại bị các ngươi khi dễ. Huyền Liệt suy yếu đau đớn lại tức giận, nó không quan tâm gì mà xông về phía trước. Linh hầu, đuổi theo. Toàn thân Lý Dần sôi trào liệt diễm, cái khiên giao hòa, nề đài sôi trào, hắn giống như là một liệt diễm đại lục, xuyên qua thủy triều, chặn lại được ở phía trước Huyền Liệt. Hỗn độn linh hầu gắt gao nắm chặt linh côn, năng lượng hỗn độn ba động xung quanh, lấy uy lực khai thiên, đánh tới hướng Huyền Liệt. Nhưng, hắn đột nhiên giật mình khi phía trước lại có hỗn độn ba động yếu ớt, mà nhanh chóng tới gần. Không đúng. Lý Dần, tránh ra. Hỗn độn linh hầu bỗng nhiên xoay chuyển, không lo được tập kích, xông về phía Lý Dần. Đúng vào lúc này, hải triều phía trước đột nhiên sôi trào cuồng liệt, một con huyền vũ to lớn hơn 500 mét đột nhiên xuất hiện, đối diện tương đối cùng Huyền Liệt đang chạy trốn. Là Huyền Đàm. Huyền Đàm có được năng lực phòng ngự tuyệt đối, sau khi kéo dài chống cự, nó đột nhiên tìm tới cơ hội bộc phát, một ngụm nuốt lấy Ngô Chính Nguyên, không lo được luyện hóa đã lập tức lao đến nơi này. Giống. Giống. Huyền Liệt phóng tới, Huyền Đàm vọt mạnh, hai con huyền vũ nguy nga cao hơn 500 mét đối diện chạm vào nhau. Bọn chúng lên tiếng gào thét, toàn thân phát sáng, giống như hai tòa thiên nhạc va chạm, lại như là hai mảnh đại dương mênh mông va chạm. Sắc mặt Lý Dần kịch biến, muốn né tránh cũng đã không kịp, bị hai tôn thần rắn rắn chắc chắc giáp công. Răng rắc giòn vang, như địa tầng đứt gãy, Lý Dần bị sống sờ sờ vỡ nát, cái khiên trong thân thể cũng nhận phải trọng thương trước nay chưa từng có, leo ra vết nứt kinh khủng. Huyền Đàm mãnh liệt bầy đầu, há miệng nuốt lấy, giống như trong chốc lát trống lên vực sâu dưới đáy biển, vòng xoáy cuồn cuộn, kéo toàn bộ thịt nát xương cốt nát của Lý Dần vào trong bụng, tốc độ lại không giảm, vung lên móng vuốt nặng nề, hung hăng đạp ở trên lưng Huyền Liệt, bỗng nhiên nhắc đến, toàn thân bộc phát ánh sáng, giống như là biển động sôi trào, đối diện bắn bay hỗn độn linh hầu đang muốn cứu vớt Lý Dần. Hải dương trong mai rùa của Huyền Đàm, Ngô Chính Nguyên đang liều chết chống lại, nhưng vây ở trong hải dương này như là vây ở trong lồng giam thiên đạo, bất luận điên cuồng như thế nào, đều khó mà dung chuyển hải dương, đừng nói là muốn giết ra ngoài. Huyền Đàm nắm vô hạn sơn hà trong tay, như là ngưng tụ ra thế giới sơn hà hoàn chỉnh trong thân thể. Đã là năng lượng, lại là lồng giam. Chiến tranh thảm liệt đang oanh oanh liệt liệt tiến hành, bi kịch tuyệt vọng cũng đang liên tiếp trình diễn. Đầu tiên là Thái Tổ Huyền Lan khống chế mai rùa, cưỡng ép xung nhập vào trong không gian hư vô của nó, tiếp đó là kéo Đông Hoàng Càn cùng Thái Âm Ngọc Thố ở bên trong ra. Nội hải nhấc lên, hải triều cuồn cuộn. Dày xéo bọn hắn giống như đang phát tiết. Đông Hoàng Càn cùng Thái Âm Ngọc Thố cực lực giãy giụa, điên cuồng phản kích, lại bị kéo dài bộc phát, bị đập đến huyết nhục mơ hồ, hải cốt vỡ vụn. Phản kháng, càng ngày càng yếu, như là có thể chết bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, Huyền Vũ Thái Tổ chịu đựng tàn phá cùng đau đớn mà thiên phạt mang tới, bắt đầu điên cuồng thao túng chiến trường, nhấc lên hải triều vô biên, cung cấp cho Huyền Vũ cùng hải thú khác năng lượng mênh mông, để bọn chúng săn giết. Giết giết giết. Thái Âm Ngọc Thố rời khỏi chiến trường, để chủ nhân thủy tổ hải vực, thần cấp thủy tổ ngư không còn bị kiềm chế, đuổi giết chiến trường thần cấp xa xa, dắt tay Huyền Mang, trấn áp Tần Vị Ương. Tần Vị Ương rất nhanh đã lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt với hai chiến thú hải vực huyết mạch hồng hoang, nhất là trong hải triều này, nàng thật sự không thi triển được.
Cũng may tại thời khắc mấu chốt sau khi Tần Thế Võ tìm thấy Chu Thiên Thần Kiếm thì đã kịp thời đã gia nhập chiến trường. Mà mấy triệu thủy tổ ngư cường thế gia nhập hình thành áp bách, cũng đang liên tiếp hiện ra uy lực. Số lượng lớn cường giả vạn thế liên tiếp chết thảm. Độc Cô Kiếm Ma cùng một con thôn hải kình đồng quy vu tận. Ngô Kình Thương cưỡi thủy kỳ lân chiến tử dưới sự vây bắt của huyền quy. Hơn 10 huyền quy bị huyền vũ thảm tao trà đạp, toàn bộ chiến tử. Đông Hoàng Thánh Kiệt bị hải mị khóa chặt, thảm tao vây giết. Lão Tổ Lan Gia, Lan Độ chiến tử tại sát lục cuồng chiều của Lão Tổ Huyết Nguyệt chiến tộc. Thiên Hồ Thánh Vương bị huyền vũ oanh sát. Khương Bá thì bị Thiên Yêu Thần Cung đốt sống chết tươi, ngay cả cơ hội tự bạo đều không có. Kim Hống tộc trưởng thì kéo lấy hai đầu thủy tổ ngư tự bạo trong sự bi phẫn. Địa Ma Thụ bị đạp nát dây leo, Triều Dâng Vô Biên nghiền ép Nhụy Hoa Huyết Hải. Chiến tranh tiếp tục, bi kịch tiếp tục. Sau khi Huyền Đàm kéo giải phóng tới hơn 300 dặm, rốt cuộc cũng đập nát Hỗn Độn Linh Hầu, cũng lôi vào trong thân thể. Đây đều là chất dinh dưỡng, từ từ luyện hóa. Nó tạm thời nhốt Ngưu Chính Huyền ở bên trong, không có gấp lấy ra trấn áp, mà là chống cự lại trùng kích, xông về những chiến trường khác. Nhất định phải kết thúc, không thể nào lại trì hoãn thêm nữa. Huyền Đàm không có lựa chọn Tần Thế Võ, bởi vì trạng thái tôn tân thần kia giống như có chút không bình thường. Khả năng là bị cái chết của Chu Thiên Thần Tôn kích thích, mà hắn lại khống chế Chu Thiên Thần Kiếm, không dễ thu thập. Huyền Đàm nhào về phía Tần Vị Ương đang dây dưa cùng Huyền Mang. Trong chiến trường Hải Triều, năng lượng hóa đá của Tần Vị Ương nhận lấy kiểm chế cực lớn, rõ ràng hẳn là rất mạnh, lại thành yếu nhất toàn trường. Tần Vị Ương, ngươi không nên sống đến bây giờ. Sống lại một lần nữa trải qua bi kịch. Bước lên thần cảnh, lại đối kháng thần linh ngàn năm ta đây. Tội gì khổ như thế chứ? Toàn thân Huyền Mang quấn quanh lấy ánh sáng, mỗi tầng ánh sáng đều giống như hải triều đang bảo vệ, nó ngạnh kháng Tần Vị Ương đang kéo dài bạo kích, không ngừng vọt mạnh. Hải triều cuồn cuộn xung quanh đều giống như chiến binh của nó, theo nó tiếp tục bổ nhào tới phía Tần Vị Ương, đè ép Tần Vị Ương lùi lại liên tục. Kiếp trước các ngươi điên cuồng, bị Cửu Châu Thập Tam Hải liên hợp trấn áp. Kiếp này các ngươi điên cuồng, đổi lấy là thương huyền thất thủ. Vạn thế thần triều nhất định sẽ bị hậu thế phỉ nhổ, sẽ là nhục nhã của lịch sử. Huyền Mang mãnh liệt đong đưa, ánh sáng phóng thích toàn diện, hóa thành 13 tầng biển động, cuồng bạo đánh bay Tần Vị Ương ra ngoài. Tần Vị Ương cùng Thạch Hổ phân tán, kịch liệt nhấc lên, thân thể vỡ vụn rách dưới, giống như là nhận lấy trọng kích, vết thương chồng chất, máu tươi chảy ngang. Lúc này, Huyền Đàm đang cuồng dã giết tới. Không được qua đây, nàng là của ta. Huyền Mang biết Tần Vị Ương đã không được. Hắn muốn tự tay kết thúc vạn thế thiên vương đã từng quát tháo thiên khải này. Coi chừng cô ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Huyền Đàm vẫn đứng tại nơi xa. Bành! Toàn thân Huyền Mang tỏa sáng mãnh liệt, tất cả đều là năng lượng hải triều vần quanh, mang theo bộc phát kinh khủng, khởi xướng bạo kích chí mạng đối với Tần Vị Ương. Tần Vị Ương giãy giụa nhấc lên, gào rít khởi xướng trùng kích, năng lượng hóa đá sôi trào trùng kích hải triều, nhưng xung quanh Huyền Mang tất cả đều là năng lượng đại dương. Kịch liệt nhấc lên, trùng kích hết thảy, hỗn loạn hết thảy, hoàn toàn không tới gần được thân thể. Ở trước mặt yêu thần đế mạch cường hãn, tân tấn thần linh như nàng còn kém nhiều lắm. Ầm ầm. Sau khi Huyền Mang lật tung Tần Vị Ương, thác hải lao nhanh, dữ dội đánh tới. Tần Vị Ương gian nan bộc phát ra năng lượng hóa đá, hình thành chồng chất tinh thạch đối với mình. Một tiếng bạo hưởng, như huyền vũ giận đụng thiên nhạc, áo giáp tinh thể Tần Vị Ương miễn cưỡng duy trì toàn bộ đều vỡ nát. Ngay cả cơ thể của nàng đều thảm tao, tách rời, cánh tay cũng bay ra ngoài. Huyền Đàm thấy cảnh này, yên tâm quay người xông về chiến trường thủy tổ ngư nơi xa. Thật cứng quá. Huyền Mang lắc lắc móng vuốt, lần nữa nhào về phía Tần Vị Ương, giết nửa ngày, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tần Vị Ương giãy giụa chống người lên, cơ thể giống như pho tượng bị phá thành mảnh nhỏ, giống như đều có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nàng gian nan chống cự lại thủy triều mãnh liệt. Ngước nhìn Huyền Mang đang dậm chân phóng tới, đôi mắt hơi rung nhẹ, chảy xuống nước mắt buồn bã. Nước mắt vừa mới thấm ra hốc mắt đã liền biến thành thạch châu, lăn xuống gương mặt. Cùng lúc đó, đánh bay vừa mới tinh thạch tự bị đánh bay trên người nàng vậy mà lại liên tiếp nở rộ lên mê quang. Tinh thạch chủ động vỡ nát, biến thành một viên, một hạt. Bọn chúng theo hải triều khuếch tán, số lượng khổng lồ, dần dần vần tại xung quanh Huyền Mang. Không đợi Huyền Mang phát hiện ra vấn đề, tinh thạch đột nhiên tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, phát ra tiếng răng rắc giòn vang, kịch liệt bành trướng,
biến thành từng pho tượng hình người, pho tượng chiến thú. 100.000 tinh binh của vạn thế thần triều. Tần Vị Ương, mang theo bọn họ đi tới chiến trường. Bọn họ đã bị hóa đá ăn mòn linh hồn, không có hy vọng phục sinh. Bọn họ đã cùng Tần Vị Ương thống nhất ý kiến, cam nguyện chịu chết. Điều kiện chỉ có một, là trận chiến cuối cùng của vạn thế. Bang! Tần Vị Ương bi thương rơi lệ, triệu ra trường đao, chỉ về Huyền Mang ở phía xa. Quân đoàn vạn thế, xuất chinh. Một tiếng rung động, một tiếng rít gào, một tiếng quân lệnh. Như là hiệu lệnh chinh chiến Thương Huyền năm đó, như là hiệu lệnh cho hắn họ xuất chinh Thiên Khải. Vừa quen thuộc, vừa nóng máu. Ý thức của 100.000 pho tượng bị nhen lửa tại một cái chớp mắt này, đáy mắt bọn họ hiện ra tinh mang, sát ý vô tận cuồn cuộn tại lồng ngực. Xuất chinh. 100.000 áo trắng, 100.000 tinh binh sau cùng của vạn thế thần triều, phát ra tiếng hò hét cuồng liệt mà bi tráng, nhấc lên triều dâng chiến tranh sau cùng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để Huyền Mang kinh hãi. Tần Vị Ương một mực đang cố ý yếu thế, chờ đợi cơ hội, bạo phát trong chớp mắt. Ầm ầm, địa tầng vặn vẹo, trong chốc lát đã bạo khởi xuất động ra 18 cây cột đá, mỗi cây rộng chừng 5-600 mét, chuẩn bị thông thiên, từ địa tầng xuyên thẳng mây xanh, đỉnh phá lồng giam. 18 cây cột đá điên cuồng thôn nạp năng lượng địa tầng vô tận, chiếu rọi lẫn nhau, kịch liệt cộng minh, tạo thành thạch lao to lớn, vây Huyền Mang ở bên trong. Nàng không chỉ là đang yếu thế, càng là đang thông qua lần lượt va chạm mặt đất, để lại ấn ký đặc biệt. Giờ khắc này đột nhiên bộc phát, sôi trào lên chiều dâng hóa đá vô biên, tất cả năng lượng trong thạch lao toàn bộ đều xâm nhập, hung hãn cầm cố Huyền Mang lại. Huyền Mang vừa mới vì Tần Vị Ương trọng thương, mà phóng thích toàn bộ 13 tầng ánh sáng bình chướng màu xanh lam nó ngưng tụ ra ở xung quanh, bất ngờ không đề phòng, mai rùa bị năng lượng hóa đá ăn mòn, mà nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong. Vì vạn thế, trận chiến cuối cùng. Vì Ngô Hoàng, trận chiến cuối cùng. 100.000 tinh binh nhanh chóng bôn tập trong không gian hóa đá, khởi xướng lít nha lít nhít bạo kích về phía Huyền Mang. Thực lực của bọn chúng không đủ để chống lại Huyền Mang, nhưng linh hồn phóng thích, để bọn hắn bộc phát ra năng lượng cực mạnh, giống như từng đạo công kích xác định vững chắc giống như đụng chạm lấy Huyền Vũ. Tự sát thức tiến công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi một cái va chạm, đều để lại một cái vết tích, mà vết tích lại tựa như là hóa đá nguyền rủa, để lại vết tích khó mà xóa đi. Một cái tiếp theo một cái, một đám tiếp lấy một đám. 100.000 tinh binh dưới sự bi tráng cùng tiếng hò hét, khởi xướng điên cuồng, chinh chiến mạnh nhất sau cùng sát thần. Ầm ầm, 100.000 đạo bạo tạc, 100.000 ấn nguyền rủa, 100.000 ấn ký hóa đá. Huyền Mang đau đớn kêu rên, mai rùa nhận xâm nhập thảm liệt. 18 cây cột đá không ngừng liên tục hình thành năng lượng nguyên thủy, tăng lên uy thế hóa đá, lại nhận ấn ký dẫn dắt, không ngừng liên tục trùng kích mai rùa. Giống, Huyền Đàm bị kinh động, mãnh liệt đong đưa chém giết tới. Huyền Vũ Thái Tổ chú ý tới nơi này, lập tức tức giận không kiềm chế được, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, vậy mà lại liên tiếp xuất hiện nguy cơ. Đến đây a, rốt cuộc Tần Vị Ương cũng bộc phát ra thực lực chân chính, thân thể nhân linh tăng vọt mấy chục lần. Cao tới 300 mét, toàn thân mặc giáp trụ tinh thạch, phía sau lưng dâng lên xiềng xích tinh thạch, điểm cuối cùng của xiềng xích kết nối với cột đá hình thành ngàn mét lồng giam. Ầm ầm, oanh, Tần Vị Ương bạo tẩu hải triều, vũ động xiềng xích, vung lên lồng giam kinh khủng, giống như là vung lên trọng chùy, không chút kiêng kỵ cuồng dã bạo kích. Không cần liều mạng, Huyền Vũ Thái Tổ gào thét với Huyền Đàm. Năng lượng hóa đá đang xâm nhập Huyền Mang. Từ mai rùa đến nội bộ huyết nhục đều đang thay đổi thành tảng đá, nếu như dùng lực đánh vỡ nát lồng giam, chẳng khác nào cùng một chỗ xé rách bên trong Huyền Mang. Theo sát ta, Tần Vị Ương mạnh mẽ đâm tới, dã man mà bá liệt, lồng giam trong tay lập tức trở thành thần khí không thể địch nổi. Phía dưới thần linh, không dám liều mạng, rắn chắc chúng vào một chút như vậy, không tan xương nát thịt mới là lạ, cảnh giới thần linh lại không dám liều mạng, nếu không nát Huyền Mang liền xong rồi. Huyền Đàm tức giận gào thét. Tần Vị Ương, hỗn độn chiến thần của các ngươi đang trong thân thể ta, lập tức thả Huyền Mang, ta thả hỗn độn chiến thần. Đây là chiến trường, không phải bàn đàm phán. Đánh cho ta, tiếp tục đánh. Tần Vị Ương không quan tâm, vậy mà thay phiên Huyền Mang đánh về phía Huyền Vũ Thái Tổ. Nếu đã như vậy, ngươi nhìn cho kỹ. Huyền Đàm bằng vào phòng ngự cường hãn của mình, gắt gao áp chế Ngô Chính Nguyên đang nổi giận trong thân thể, ngược lại là đuổi giết Tần Thế Võ.
Thủy tổ chủ nhân, ngươi và ta liên thủ, giết tôn tân thần này. Ầm ầm. Thủy tổ ngư đong đưa thân thể, cùng đại dương mênh mông giao hòa, lắc lư lên chiều dâng khủng bố mà mênh mông, cường thế lật ngược tần thế võ. Không cần quản ta, ai cũng không cần phải để ý đến ta. Mẫu thân nó không phải là chết thôi sao? Lão tử đời này có thể thành thần, đáng giá. Đáng giá, đáng giá. Tần thế võ đại phát cuồng tính, huyết tế chu thiên thần kiếm, quấy lên vô tận huyết quang bành trướng, lấy vạn đạo pháp tắc. Thần huyết hắn sôi trào, chiến ý vô biên, đôi mắt đều bắn ra thần quang như thiểm điện. Huyền Đàm khiêng theo kiếm chiều tràn ngập đất trời đạp tan đại dương mênh mông, nhào về phía tần thế võ. Ngươi muốn chết, thành toàn. Thủy tổ chủ nhân, ngươi chủ công, ta phòng ngự, giết. Tiểu vương bát, ngươi cũng coi là thiên đạo truyền thừa. Ngươi so với Khương Phàm, kém xa. Ngươi là vương bát độc tử. Tần thế võ thao túng chu thiên thần kiếm, huyết quang vô biên, xé ra đại đạo trời cao, chém chết khung trời như xuyên qua cổ kim, cùng với tiếng vang chấn thiên động địa chém về phía Huyền Đàm. Toàn thân Huyền Đàm bạo phát ánh sáng huyền diệu giống như mượn tới uy lực vô hạn sơn hà, hình thành tuyệt đối bảo vệ, ngạnh kháng kiếm chiều. Ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng chiến trường. Sau khi Huyền Đàm phóng tới chiến khu bị đánh ù ù lui mấy chục bước, nhưng đối mặt với tần thế võ điên cuồng bạo kích, trên mai rùa cứng cỏi cũng chỉ lưu lại vết thương mà thôi. Uy lực chủ yếu của kiếm chiều đều bị sơn hà chống cự. Huyền Đàm mãnh liệt đong đưa chiến khu, hét lớn chiến trường. Ngươi so với Chu Thiên Thần Tôn, cũng là kém xa. Lần đầu tiên nắm giữ Chu Thiên Thần kiếm phải không, ngươi không được. Lão tử có ba nhi tử, hai nữ nhi. Huyền Tôn là điện chủ, ngươi nói ta không được. Lão tử càng được hơn ngươi. Tần thế võ điên cuồng trùng kích, tiếp tục dùng thần huyết nuôi nấng Chu Thiên Thần kiếm. Chu Thiên Thần kiếm chân thực rạch ra thiên địa, chặt đứt đại đạo. Bên trong vết nứt hư không như có khí tức hỗn độn thế giới thật sự tiêu tán ra, khủng bố tuyệt luân. Hắn không quan tâm, tiếp tục bạo kích Huyền Đàm. Thủy tổ chủ nhân âm thầm kinh hãi, vừa rồi nó chính là bị tên điên này đánh cho chật vật chống đỡ. Nếu bàn về thực lực, nó nhất định có thể áp chế tần thế võ, huống chi tần thế võ chỉ là vừa mới đạt được thần kiếm, vẫn chưa hoàn toàn khống chế, nhưng tên điên này hoàn toàn không muốn sống, dùng huyết nhục nuôi nấng thần kiếm, dùng mình tế hiến thần kiếm, bạo phát ra uy thế kinh khủng. Thủy tổ chủ nhân, ngươi đang làm gì? Ta mẫu thân nó đến thay ngươi ứng chiến, ta tới cùng ngươi liên hợp giết hắn. Huyền Đàm điên cuồng chống cự, lại đột nhiên chú ý tới thủy tổ chủ nhân vậy mà không đến tham chiến. Đến rồi. Thủy tổ chủ nhân vượt qua hư không giống như vượt qua hải triều, giết tới phía sau tần thế võ, há mồm phun ra cỗ ánh sáng màu xanh lam tráng kiệt, bao quanh uy lực đại dương mênh mông, cuồng lực vô biên. Tần thế võ không sợ hãi. Vậy mà không nhìn phía sau thủy tổ chủ nhân phát khởi bạo kích, tiếp tục giết Huyền Đàm. Kết quả, răng rắc giòn vang, phía sau lưng cứng cỏi bị tàn nhẫn vỡ nát, lộ ra xương sống tùm, lộ ra trái tim bên trong bành trướng nhảy lên. Tần thế võ giống như không có cảm nhận được đau đớn, chẳng những không có quay người phản kích, ngược lại vũ động chu thiên thần kiếm, tản mát huyết nhục toàn bộ cuốn vào. Huyết nhục tế hiến. Thần kiếm tăng vọt uy thế, kiếm chiều thông thiên. Tần thế võ phun máu phè phè, tiếp tục mãnh liệt bổ Huyền Đàm. Rõ ràng chỉ là tân tấn thần tôn, rõ ràng là nhận trước sau song thần giáp công, lại trong lúc bạo tẩu tạo thành rằng co khó có thể tin. Tất cả thương huyền đều là tên điên sao. Huyền Đàm không cùng hắn liều mạng, tiếp tục kích phát tiềm lực, tiếp tục chống cự bạo kích. Huyền Vũ không thiện chiến đấu, nhưng cực tốt phòng ngự, có thể xưng số một thiên hạ. Thủy tổ chủ nhân cũng bị chọc giận, liên tiếp bạo khởi thế công. Tần thế võ bị oanh máu thịt be bét. Rốt cuộc cũng. Đang lúc thủy tổ chủ nhân muốn triệt để oanh sát tần thế võ, kết thúc thời điểm, nháo kịch, tần thế võ đột nhiên phát ra gầm thét bi thương. Thương huyền, thần điện hổ thẹn, ta thay thần tôn, chuộc tội. Tự bảo, đám điên này thật mẫu thân nó. Thủy tổ chủ nhân quả quyết rút lui, có bao xa trốn bao xa. Cho dù là tân thần, cũng là thần hàng thật giá thật, uy lực tự bảo quá kinh khủng. Ầm ầm. Huyền Đàm kích phát uy lực minh mông sơn hà điều động năng lượng đại dương minh mông trong nội hải, hình thành bảo vệ tuyệt đối, chuẩn bị ngạnh kháng tần thế võ tự bảo. Tự bảo, ngu xuẩn, nổ tung không chết Huyền Vũ, càng nổ không chết hắn khống chế vô hạn sơn hà. Chỉ cần gánh vác tần thế võ tự bảo, chẳng khác nào giải quyết một tôn thần, là hắn có thể liên chiến nơi khác. Nhưng, tần thế võ cũng không phải muốn tự bảo, mà là tế hiến. Triệt triệt để tế hiến.
huyết nhục hài cốt của hắn, toàn bộ rót vào thần kiếm, linh hồn cũng dung nhập vào thần kiếm. Hắn lấy máu tươi, tế thần kiếm, hắn lấy thần kiếm, đúc tân thân. Keng! Trong chốc lát giao hòa, chu thiên thần kiếm bộc phát ra uy lực khai thiên, hư không sụp đổ, đại đạo vặn vẹo, kiếm khí cùng huyết quang đánh ra cuồng bạo kiếm chiều, như cửu thiên ngân hà rơi xuống, vậy mà tạo thành tuyệt thế kiếm trận giống như sát uy. Huyền Đàm phát giác biến cố, tiếp tục thôi động hải triều, phóng thích chồng chất bảo vệ, cường thế bộc phát hơn 13 đạo quang hoàn, như chiếu rọi liên kết với thập tam hải. Nhưng, thời điểm Huyền Đàm đang toàn diện đối kháng, Ngô Chính Nguyên bị hắn vây ở trong nội hải ra tay. Ngô Chính Nguyên sớm đã lắng đọng kinh nghiệm phong phú trong những năm này chém giết, mặc dù đối mặt với siêu cấp đế mạch, lại bị một mực vây ở thế giới nội hải, làm sao đều giết không ra, nhưng cũng hoàn toàn không hề từ bỏ. Trong vài phút ngắn ngủi này, nội hải lần lượt bạo động, lần lượt phóng thích năng lượng, mà tiếp tục không ngừng, còn có thể nghe được tiếng nổ mạnh kịch liệt để hắn sinh ra ý nghĩ. Ngô Chính Nguyên mặc dù không biết tình huống bên ngoài, nhưng có thể đoán được khẳng định là đang trải qua ác chiến, mà nội hải mỗi lần bạo động, rất có thể chính là Huyền Đàm đang toàn lực chống cự. Nếu có thể ở thời khắc Huyền Đàm bộc phát phi diệu, nắm lấy cơ hội toàn lực bộc phát, hẳn là có thể giết ra ngoài. Không. Tại sao muốn giết ra ngoài? Đây không phải cơ hội tốt nội ứng ngoại hợp sao? Lão tử nổ chết ngươi. Ngô Chính Nguyên diễn biến bước phát triển mới, ba đầu sáu tay, hết thảy bốn cái đầu, tám cái cánh tay, kích phát năng lượng hỗn độn, diễn biến ra bốn viên, hỗn độn chiến giới, mặt ngoài chiến giới có mê vụ mãnh liệt, như biển gầm cuồn cuộn, giống như biển mây cuồn cuộn, bên trong như xuất hiện hình ảnh tuyệt thế khai thiên tích địa, có ức vạn giang sơn đứng vững, có mênh mông rừng rậm chập trùng. Khi Tần Thế Võ bỏ qua cơ thể, hóa thân khí linh, kích phát ra tuyệt thế kiếm trận gần như là thần linh tự bạo, Huyền Đàm bắt đầu toàn lực chống cự, kích phát nội hải tiềm lực, cộng minh cùng vô tận đại dương mênh mông, kết quả. Huyền Đàm không để ý đến bên trong thân thể. Ngô Chính Nguyên nắm lấy cơ hội, một tiếng bạo hống, cuồng dã đánh ra bốn viên hỗn độn chiến giới, toàn bộ ép tiến vào sâu trong nội hải. Ầm ầm, rầm rầm rầm, bốn viên thế giới hỗn độn toàn bộ đổ sụp. Bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc nhưng không có bạo tạc, mà đổ sụp ra lỗ đen, liên tiếp thế giới hư không. Lỗ đen tĩnh mịch, kịch liệt xoay tròn, hình thành lực lượng xé rách kinh khủng, thôn nạp lấy nội hải mênh mông. Nội hải Huyền Đàm như xuất hiện bốn cái lỗ hổng to lớn, hải triều chảy ngược lỗ đen, lại khó mà khống chế, tiếp tục không dứt. Tại thời khắc mấu chốt toàn lực chống cự, biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn kinh hồn, đến mức cộng minh cùng thập tam hải yếu bớt. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc để hắn đau đớn, đến mức hải triều phòng ngự vừa hình thành lúc này giảm mạnh. Keng! Chu thiên thần kiếm như xé ra thiên địa, mang theo vô tận kiếm khí, bổ ra 13 tầng vòng sáng danh xưng tuyệt đối phòng ngự, bổ vào trên mai rùa. Kiếm mang sắc bén, thần uy nghiêm nghị, vậy mà bổ tách ra mai rùa, bổ tiến vào bên trong. Bên ngoài là ai, tiếp tục đánh, đánh đi. Ngô Chính Nguyên không có thừa cơ rời khỏi. Sau khi giống to ra hiệu cho phía bên ngoài, tiếp tục ngưng tụ hỗn độn chiến giới. Bên ngoài là Chu Thiên Thần Kiếm, phối hợp ta. Bên trong Chu Thiên Thần Kiếm phát ra tiếng gào của linh hồn Tần Thế Võ, tiếp tục đánh ra huyết quang cuồng bạo, sôi trào lên ngập trời kiếm chiều, khởi xướng bạo kích đối với Huyền Đàm. Thần linh là chiến đấu như thế này sao? Bọn dã man này. Sau khi thủy tổ chủ nhân chạy ra rất xa vậy mà không nghe thấy bạo tạc, đứng xa xa nhìn trở lại mới biết được xảy ra chuyện gì. Tên điên kia lại mình tế hiến tặng cho thần kiếm, cái này chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể luân hồi. Đó là thần nha, thần hẳn là cao quý, hẳn là cường hãn, càng hẳn là yêu quý mình, sao có thể chiến đấu như thế này. Đúng vào lúc này, một góc của chiến trường phát sinh ra bạo tạc to lớn giống như long trời lở đất. Dạ An Nhiên, dẫn nổ thế giới ngũ hành của nàng. Thế giới ngũ hành được nàng, xí thiên giới, cùng thế giới hỗn độn giao thế tẩm bổ mấy chục năm. Tới một mức độ nào đó mà nói, trừ đi ảo diệu của sinh mệnh, âm dương luân chuyển ra, đã đơn giản trở thành quy mô của thế giới. Thời khắc này toàn diện bạo tạc, thình lình kích phát ra thần uy chân chính. Thân thể cao lớn mãnh liệt của thủy tổ ngư phồng lên, cơ hồ trong chớp mắt liền từ mấy trăm mét lớn đến hơn mấy vạn mét. Mười vạn mét, tấn mãnh mà cường thế, xung quanh chiến trường đều vô tình bị lật tung, mà bạo tạc mãnh liệt cơ hồ muốn nổ nó tươi sống vỡ nát, vết nứt lan tràn. Thủy triều tuôn ra, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường. Cao ngạo yêu thần, cường hãn thủy tổ ngư, há miệng tê khiếu, bên trong phun ra năng lượng bạo tạc cùng triều dâng mênh mông, còn hòa với nội tạng cùng huyết thủy.
Dạ An Nhiên mang theo nàng ngũ hành thụ cùng ngũ hành đồ đằng, thừa cơ vọt ra. Sinh cơ nàng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, ngũ hành thụ đều gần như khô héo, nếu như không phải ngũ hành đồ đằng bảo hộ, nàng chỉ sợ cũng bị đánh chết. Con người đáng giận. Thủy Tổ Ngư đau đớn kêu thảm, thật vất vả mượn nhờ Hoàng Nê Đài tiến vào thần linh cảnh, vốn cho rằng đến chiến trường quét ngang một mảnh, lại không nghĩ rằng cơ hồ bị nổ chết. Nổ chết. Đường đường thần linh, bị tạc chết. Nó đau đớn nhấc lên, điên cuồng rời khỏi chiến trường, không quan tâm tiến đụng vào địa tầng, phải chạy đến mạch nước ngầm để chữa thương. Chỉ cần bảo trụ một chút hy vọng sống, nó bằng vào nguyên thủy huyết mạch Thủy Tổ Ngư cùng Minh Mông Thủy Triều thì có thể cam đoan tính mệnh. Nhưng, không đợi nó tìm tới mạch nước ngầm, đột nhiên phát hiện bạo tạc trong thân thể nhiều một vật. Một gốc cổ thụ toàn thân huyết hồng, cứng cáp như rồng. Đây là cái gì? Thế giới ngũ hành đều sụp đổ, làm sao còn lưu lại một cái cây? Đúng vào lúc này, gốc cây kia động. Thân cây kéo dài tới, chạc cây thu liếm, dễ dàng quay quanh, trong tiếng lốp bốp tạch tạch, cổ thụ cao mấy trăm thước vậy mà biến thành một con rồng. Một đầu rồng toàn thân huyết hồng, tản ra huyết khí cuồn cuộn. Huyết khí cuồn cuộn sau một lúc, tuần tự tụ tập, dung nhập vào trong thân thể huyết long sau đó. Huyết long như bị rót vào sinh mệnh, đột nhiên phát ra tiếng long ngâm to rõ. Vạn độc huyết long, đã thức tỉnh. Thông linh quả cùng thiên bảo linh quả tẩm bổ là quá trình chậm rãi cho tới bây giờ. Rốt cuộc cũng tỉnh lại linh trí. Kỳ thật không phải Dạ An Nhiên đoán được vạn độc huyết long sẽ ở giờ khắc này thức tỉnh, mà cố ý giữ vạn độc huyết long lại, lợi dụng khí độc bên trong, ăn mòn Thủy Tổ Ngư, tươi sống hạ độc chết nó. Theo phỏng đoán, thế giới ngũ hành hủy diệt hẳn là có thể đánh chết Thủy Tổ Ngư, nếu như anh không chết, cũng là lưu lại sinh mệnh yếu ớt, cho nên lưu lại vạn độc huyết long, nhất định có thể đưa đến hiệu quả chí mạng. Bị nổ rồi còn bị trúng độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới, chính là Dạ An Nhiên, bỏ qua, cùng thế giới ngũ hành sụp đổ để nó gia tốc biến đổi, cũng chân chính thức tỉnh. Vạn độc huyết long còn không phải rất quen thuộc tình huống bên ngoài, nhưng phát tiết mình, xuất sinh, bạo khởi nồng đậm khí độc, nhanh chóng ăn mòn hỗn loạn hải triều. Nội hải Thủy Tổ Ngư đã bị nổ hỗn loạn không chịu nổi, nhanh chóng biến thành độc hải. Độc tố theo hải triều nhấc lên, ăn mòn huyết nhục, đầu độc sinh mệnh. Đây là cái gì, đây là cái gì? Thủy Tổ Ngư đau đớn nhấc lên, mãnh liệt đong đưa thân thể, dọc theo vết nứt địa tầng quay về chiến trường. Ầm ầm. Thủy Tổ Ngư tiến đụng vào hải triều chiến trường, phát ra đau đớn gào thét, mà vạn độc huyết long trong thân thể cũng tại thời khắc này phát ra tiếng long ngâm. Long ngâm mát lạnh, kình thấu thiên hải, mang theo nồng đậm uy áp, mang theo sát phạt chói tai, mà cuồn cuộn khí độc tùy theo sôi trào, thẩm thấu toàn bộ nội hải Thủy Tổ Ngư. Xung quanh chiến trường nhao nhao kinh động, khó có thể tin nhìn về phương xa. Đó là Thủy Tổ Ngư sao? Đây là muốn hóa rồng rồi. Thủy Tổ Ngư còn có thể hóa rồng. Giống như nghe đều không có nghe qua. Cứu ta, cứu ta. Thủy Tổ Ngư đau đớn nhấc lên bên trong hải triều, mạnh mẽ đâm tới. Hải triều thế giới trong thân thể có thể luyện hóa vạn vật, cũng chính là phòng ngự cực mạnh, không có người nào có thể từ bên trong tùy tiện tổn thương đến huyết nhục chân thực, nhưng thế giới ngũ hành bạo tạc dung chuyển nội hải, càng xé rách phòng ngự, vỡ nát nội tạng, đến mức giờ phút này độc tố theo hải triều cọ rửa vết thương. Nhanh chóng ăn mòn đến nội tạng cùng huyết nhục. Độc tố quá bá đạo. Đây chính là huyết nhục yêu thần, sinh cơ bành trướng, càng phun trào thần uy, vậy mà hoàn toàn ép không được. Thủy Tổ Ngư cảm thấy huyết nhục mình đang hòa tan, linh hồn mình đang mục nát. Vạn độc huyết long. Dạ An Nhiên đang mệt mỏi ngạc nhiên thấy được trong thân thể Thủy Tổ Ngư nhấc lên hư ảnh của một đầu huyết long dài đến hơn 100 mét, tinh tế thon dài, toàn thân huyết hồng, giống như một đầu sông máu đang nhấc lên. Giống. Vạn độc huyết long ở trong độc hải cuồng dã nhấc lên, liên tục phóng thích cuồn cuộn khí độc, tăng lên tốc độ ăn mòn, tăng lên độc hại, thậm chí là sau khi hấp thu độc tố ăn mòn cả thần nhục thịt thần cốt. Thủy Tổ Ngư điên cuồng chạy trốn, không ngừng phun ra ngoài kịch độc thủy triều, nhưng đều ức chế không nổi vạn độc huyết long tàn phá. Cứu ta! Thủy Tổ Ngư rốt cuộc cũng thấy được thủy tổ chủ nhân xa xa, dưới sự kích động, mãnh liệt đong đưa thân thể, muốn vọt mạnh đi qua. Nhưng chính là sự đong đưa đột nhiên lại giữ dằn để hài cốt hắn đang bị ăn mòn theo đó vỡ nát, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Một màn kinh khủng, kinh hồn nhiếp phách. Đầu con rùa kia chạy được, ngươi, chạy không thoát. Dạ An Nhiên đột nhiên giết tới, toàn thân lấp lóe cường quang, kinh mạch có thể thấy rõ ràng,
như giống như trà cây lan tràn toàn thân, trên trán nàng bộc phát thần uy ngập trời, như là ngũ hành tổ thụ thức tỉnh, diễn biến ngũ hành chiều dâng, mà cuồng chiều trong ngũ hành càng khuấy động uy lực ngũ hành. Bành! Dạ An Nhiên đánh tới trọng quyền đập vào trên đầu thủy tổ ngư. Răng rắc giòn vang, cái đầu yếu ớt theo đó mà nổ nát vụn, toái cốt trùng kích óc, đánh xuyên ra thịt. Thủy tổ ngư bỗng nhiên nhấc lên, giống như tảng đá rơi xuống mặt đất. Mà vạn độc huyết long vào lúc này, cuốn lấy linh hồn thủy tổ ngư. Kịch độc xâm nhập, ăn mòn linh hồn. Thủy tổ ngư giống như nhận nguyền rủa kịch liệt đong đưa thân thể, đau đớn kêu rên, toàn thân rớm máu, giống như muốn hòa tan thành thi thủy. Cảnh tượng khủng bố. Số lượng lớn thủy tổ ngư rời khỏi chiến trường, muốn tới nghĩ cách cứu viện. Nhưng, giống, vạn độc huyết long đột nhiên xé mở ra thịt rách dưới, thò đầu ra, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, mà trong miệng tinh hồng vậy mà cắn lấy linh hồn thủy tổ ngư. A, à, thủy tổ ngư phát ra kêu thảm thê lương mệt mỏi lại im bặt mà dừng. Vạn độc huyết long nuốt vào linh hồn thủy tổ ngư, sau đó quay ngược lại quay quanh trên cả cỗ thân thể, sống sờ sờ dung nhập vào trong thân thể vừa mới khôi phục. Dạ An Nhiên lập tức tiếp nhận hoàng nê đài đang rơi xuống. Tốt, tốt. Xa xa, bọn người Tiêu Phượng Ngô cuồng nhiệt gào thét, lệ nóng doanh tròng. Báo thù. Báo thù cho bọn người Thương Hàn Nguyệt. Làm tốt lắm. Tốt. Sa Tần Vị Ương ở xa xa đều phấn chấn hô to, tiểu cô nương vậy mà giết một tôn thần. Còn là thủy tổ chi thần. Nhưng, hỗn đản, vạn thế thần triều, toàn bộ các ngươi đều phải chết ở nơi này. Huyền Vũ Thái Tổ phát ra gào thét tức giận, hư vô chiến khu rách dưới nở rộ lên mê quang, mênh mông mấy ngàn dặm hải dương chiến trường đột nhiên hiện ra vô số vòng xoáy, đám thủy tổ ngư, huyền vũ, huyền quy, kim tình thú các loại, đều không ngoại lệ toàn bộ bóc ra vòng chiến của riêng phần mình, cưỡng ép đánh ra mênh mông chiến trường. Chiến trường trước đó hỗn loạn bạo động nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ còn lại có tất cả cường giả vạn thế. Điên đủ rồi, nên lên đường. Huyền Vũ Thái Tổ trước đó không muốn tự mình động thủ, là sợ chiến tranh quá độ kích phát thiên phạt, nhưng bây giờ đã bị thiên phạt trọng thương, phế đi nửa cái mạng, mà cường giả phe mình liên tiếp chiến tử, hắn. Mặc kệ. Ầm ầm. Theo Huyền Vũ Thái Tổ chịu đựng đau nhức kịch liệt cùng mệt mỏi điên cuồng bộc phát, 3000 dặm hải triều toàn diện sôi trào, lít nha lít nhít vòng xoáy che mất Tần Vị Ương, Chu Thiên Thần Kiếm, Dạ An Nhiên, Khương Quỳ, tất cả mọi người. Mỗi vòng xoáy đều giống như lồng giam, cưỡng ép khốn trụ mỗi người. Thời khắc này bộc phát toàn diện, để năng lượng lồng giam đạt tới cực hạn, ngay cả Chu Thiên Thần Kiếm đều khó mà bổ ra. Hống hống hống. Tiếng gào thét của Huyền Vũ Thái Tổ cuồng liệt, dã man đập, chiến trường mênh mông hơn 3000 dặm hải triều nhanh chóng co vào, đến 2000 dặm. 1000 dặm, 500 dặm. Theo hải triều tiếp tục đè ép, trọng lượng lồng giam trong vòng xoáy kịch liệt bạo tăng. A! À, bọn người Dạ An Nhiên đau đớn kêu thảm. Nội tạng vỡ tan, thân thể rướm máu, tiếp đó xương cốt vỡ nát, máu tươi dâng trào, ngay cả linh hồn đều tiếp nhận đau đớn to lớn. Bọn hắn liều chết chống cự, nhưng năng lượng cuồn cuộn như thế nào chịu đựng nổi Huyền Vũ Thái Tổ đang nổi giận chân áp. A, à, ta gánh không được. Ta, kháng không. Nước mắt Yến Khinh Vũ hòa với máu tươi trượt xuống gương mặt, một tiếng gào thét buồn bã, thân thể vặn vẹo theo đó vỡ nát, ngay cả linh hồn và da thịt bị vòng xoáy khủng bố ép thành thịt nát. A, à, theo Yến Khinh Vũ từ bỏ, đám người đang đau khổ chống cự liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ, bị thảm tao nghiền sát. Nhất là đại vương nhận chiếu cố trọng điểm, ngay cả da thịt mang mai rùa cũng bắt đầu vỡ nát, không gian bên trong sụp đổ, hải triều trút xuống. Ta phải chết. Đại vương thê thảm nhìn Tặc Điểu phía xa xa, Tặc Điểu cùng Hướng Vãn Tình vừa rồi cứu được hắn 2 lần, nhưng bây giờ. Chịu đựng, không được từ bỏ. Tặc Điểu ở phía xa gào thét. Nhưng liệt diễm sôi trào đang nhanh chóng dập tắt, ngay cả đồ đằng đều nhận áp chế. Tỷ tỷ, ta đến bồi ngươi. Hướng Vãn Tình đau đớn nhắm mắt lại, vừa rồi không thể cứu vớt tỷ tỷ, để nàng vài lần sụp đổ, bây giờ. Nàng cũng muốn đi. Không biết chàng nơi đó như thế nào. Khóe mắt Hướng Vãn Tình trượt xuống nước mắt, không nghĩ tới lúc ấy cùng Khương Phàm phân biệt, vậy mà thật trở thành vĩnh biệt. Chịu đựng cho ta. Dạ An Nhiên đau đớn dãy giụa. Hài cốt vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, dáng người mảnh khảnh thay đổi hoàn toàn bộ dáng, nàng cực lực muốn tế hiến ngũ hành đồ đằng, lại càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng đau đớn. Phía dưới kịch liệt áp xúc cùng trà đạp, càng ngày càng nhiều người tuyệt vọng. Kiên trì hy vọng ở đâu?
thiên hậu sinh tử chưa biết, Khương Phàm chinh chiến Tây Bắc. Mà Kiều Vô Hối, Ngô Chính Uyên, Thái Âm Ngọc Thố đều đã không thấy. Bọn hắn lấy cái gì chống cự Huyền Vũ Thái Tổ vô hạn tới gần bán đế chân áp? Bọn hắn lấy cái gì kết thúc trận chiến tranh tuyệt vọng này? Giống. Bên ngoài chiến trường, sau khi Huyền Đàm tức giận gào thét, tập trung tinh lực bắt đầu luyện hóa Ngô Chính Uyên trong thân thể. Đám Huyền Vũ, đám hải thú bọn đều nhao nhao gầm thét, đứng xem bên trong hải triều đang phát sinh thảm kịch. Nhưng, bọn hắn chưa tức giận ra, không có bất kỳ phấn chấn gì, bởi vì sỉ nhục, Thái Tổ áp trận, bọn hắn toàn tộc xuất kích, lại có Thủy Tổ Ngư phối hợp, rõ ràng hẳn là nắm vững thắng lợi, có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, lại có thể oanh sát toàn bộ kẻ địch. Kết quả thì sao? Thái Tổ bị thương nặng, Huyền Lan đỉnh phong thần linh bị Chu Thiên Thần Tôn trọng thương, tiếp theo bị Thái Âm Ngọc Thố oanh sát, đệ nhị thần Huyền Mang tức thì bị hóa đá phong cấm, sinh tử chưa biết, ngay cả Thủy Tổ Ngư đều hao tổn một tôn thần. Huyền Vũ là đế tộc. Đế tộc truyền thừa từ Hồng Hoang đến nay. Thời điểm bọn hắn chế bá xưng hùng, vô địch thiên hạ, đám điên này còn lông chưa có mọc đây. Hôm nay vậy mà suýt chút nữa phế đi bọn chúng. Răng rắc, răng rắc. Theo Minh Mông Hải Triều tiếp tục đóng lại, phạm vi ngưng tụ đến chừng trăm dặm, ngay cả Tần Vị Ương đều muốn không kiên trì nổi. Xiềng xích hóa đá vỡ vụn, lồng giam hóa đá bị phong cấm rốt cuộc cũng rời khỏi khỏi. Giống. Huyền Vũ Thái Tổ rốt cuộc cũng tìm thấy được, Huyền Mang, ý thức cùng năng lượng không còn tập trung Tần Vị Ương, bắt đầu quét sạch toàn trường, muốn triệt để nghiền ép oanh sát tất cả mọi người. Giờ khắc này, ngay cả Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, bọn người Khương Quỳ đều nhắm mắt lại, bất đắc dĩ từ bỏ. Cực hạn. Đây là cực hạn cao nhất bọn hắn có thể làm được. Không biết, chỗ của hắn, như thế nào? Hẳn là cũng rất khốc liệt. Đôi mắt Dạ An Nhiên rướm máu có chút đóng mở, như muốn nhìn xuyên 50 vạn dặm sơn hà, nhìn về phía tây bắc chiến trường. Trong ý thức hoảng hốt lóe lên tràng diện hắn tung hoành trùng sát, đẫm máu tử chiến. Nhưng, đang trong thời khắc tuyệt vọng, bầu trời mênh mông đột nhiên vặn vẹo, giống như xuất hiện vực sâu kinh khủng, liên tiếp vũ trụ thâm không vô hạn. Hàn phong lạnh thấu xương, âm khí cuồn cuộn. Sau một khắc, kiếm mang vạn đạo, rời sông lấp biển đánh ra không gian vặn vẹo, toàn bộ bầu trời đều đang rách nát. Cảnh tượng khủng bố, thiên địa run rẩy. Huyền Đàm và đám yêu thú nhao nhao nhìn tới không trung xa xa.